vận số người tuổi Tý Ngày do sinh ảnh hưởng đến vận số người tuổi Tý ra sao? Chuột là con vật thông minh, nhanh nhẹn, tính cách hoạt bát, năng động và thân thiện. Người tuổi Tý là những người sanh vào các năm, năm 1948, năm 1960, năm 1972, năm 1984, năm 1996, năm 2008 và năm 2020. Đứng đầu 12 con giáp, vậy những người tuổi Tý khi sanh vào các giờ, ngày, tháng khác nhau sẽ có số pha vận trình như thế nào? Ngày, giờ, tháng, năm sinh có ảnh hưởng khá lớn đến vận mệnh của con người. Chẳng thể mà có người xanh nhầm giờ, ngày, tháng tốt thì vinh hoa, hiển đạt. Người xanh nhầm ngày, tháng, giờ xấu thì số kiếp lận đận, lòng đông. Người tuổi Tý xanh vào giờ, ngày, tháng nào thì vận số tốt đẹp nhất, vận trình hanh thông, công danh rộng mở. Tuổi Tý xanh vào giờ nào có vận số tốt nhất, xanh vào giờ tý tức từ 23 giờ đến 1 giờ sáng. Người tuổi tý xanh vào giờ tý tí, có tính tình cương trực, hành xử linh hoạt, nhạy bén, khả năng tư duy tốt nên công việc và sự nghiệp thuận lợi. Nếu kết hôn sớm thì thuận đường con cái, cuộc sống hôn nhân theo đó cũng suôn sẻ hơn. Xanh vào giờ Sửu tức từ 1 giờ đến 3 giờ. Đa số người cầm tinh con chuột mà sanh vào giờ Sửu đều có tướng mạo tốt, tài cao, lập nghiệp ở phương xa. Có số đào hoa nhưng ít bạn tri kỷ. Giờ này hợp với nữ, không hợp với nam. Ngoài ra, người sanh vào giờ này có họa thị phi hoặc kiện tụng tranh chấp. Sanh vào giờ dần tức từ 3 giờ đến 5 giờ công danh sự nghiệp của người tuổi Tý sanh vào giờ dần đều vẹn toàn nhà cao cửa rộng rập hùng hóa cát người này thông minh lanh lợi đa tài nghệ tuy nhiên giờ này hợp với nam mệnh không hợp với nữ mệnh sanh vào giờ mão tức từ 5 giờ đến 7 giờ người tuổi tý sanh vào giờ mão dũng cảm táo bạo và có mưu lược có cuộc sống vui vẻ phú quý suốt đời. đa số xuất thân trong gia đình có nền tảng kinh tế vững chắc, được thừa hưởng tài sản lớn lên, dễ thành công trong sự nghiệp. Sinh vào giờ thình tức từ 7 giờ đến 9 giờ. Sinh vào giờ thình người tuổi Tý có cuộc sống nhiều sóng gió, bất ổn. Tuy là người có trí lớn, có tài năng và kiến thức nhưng xuất thân trong gia đình không có nền tảng kinh tế tốt, khó được sự trợ giúp của anh chị em. Người này tuy thành công trong sự nghiệp nhưng lại không duy trì được lâu dài. Sinh vào giờ tỵ tức từ 9 giờ đến 11 giờ. Đa số người tuổi tí sinh vào giờ tỵ đều có phẩm chất đạo đức tốt, tính cách ôn hòa nhưng cuộc đời trải qua nhiều sóng gió công danh sự nghiệp ở mức trung bình. Nền tảng kinh tế gia đình không tốt nên khó trợ giúp về sự nghiệp. Ngoài ra người này còn dễ rơi vào tình trạng làm ơn mắc oán hoặc phải tái hôn. Sinh vào giờ ngọ tức từ 11 giờ đến 13 giờ. Phần lớn người sinh vào giờ này đều có tính tình nóng nảy, giao tiếp không khéo léo thành công dễ kiêu ngạo, thất bại dễ nản lòng. Cuộc sống người này nhiều thăng trầm, khó thành công trong sự nghiệp và không dễ hưởng được vinh hoa phú quý. Ngoài ra sanh vào giờ ngọ, còn hay gặp vạ miệng và oan ức. Sanh vào giờ mùi tức từ 13 giờ đến 15 giờ. Cuộc đời của người tuổi Tý sanh vào giờ mùi trải qua không ít thăng trầm xuất thân trong gia đình không có nền tảng kinh tế tốt. Ít quý nhân phù trợ, đôi khi được sự trợ giúp từ anh chị em ruột thịt. Tuy nhiên, người này có ý chỉ kiên cường, nỗ lực hết mình vì công việc nên sớm gặt hái được thành công. Nhưng vì quản lý không tốt nên sự nghiệp lúc thành, lúc bại. Sanh vào giờ thân tức từ 15 giờ đến 17 giờ. Người tuổi Tý sanh vào giờ này có phẩm chất đạo đức tốt, nhiều tài năng, hiếu thuận với cha mẹ, kính trọng với người bề trên, được quý nhân phù trợ, sự nghiệp phát triển thuận lợi. Trong suốt cuộc đời người này sẽ trải qua không ít biến cổ gây hao tổn lớn về tiền tài, nhưng cơ bản vẫn vượt qua tất cả. Sanh vào giờ dậu tức từ 17 giờ đến 19 giờ. Đa phần người tuổi Tý sanh vào giờ dậu đều có trái tim nhân hậu, phẩm chất đạo đức tốt. Được sinh ra trong gia đình có nền tảng kinh tế không tốt nhưng được nhiều người giúp đỡ nên đạt được thành công nhất định trong sự nghiệp. Cuộc đời người này khá bình yên, ấm êm, còn đàn cháu đóng và hưởng được phúc đức từ con cháu. Sanh vào giờ tuất tức từ 19 giờ đến 21 giờ. Người này có cuộc sống khó khăn, nhiều trắc trở, ít gặp may mắn trong cuộc sống, sự nghiệp ở mức bình thường, không có gì nổi trội, cần nhẫn nại và kiêm nhường để chờ thời cơ tốt thì vận thể mới thay đổi theo hướng tích cực. Sinh vào giờ hỏi tức từ 21 giờ đến 23 giờ. Cuộc đời người tuổi này sinh vào giờ hỏi cũng khá nhiều sóng gió, sức khỏe không tốt, dễ mắc bệnh tật khi vào trung quận. Quan hệ với cha mẹ thì hòa hợp, nhưng anh chị em lại bất hòa, công danh sự nghiệp ở mức bình thường, nên chú trọng nhiều đến sức khỏe, đề phòng ngộ độc hoặc tai nạn. Kết luận, giờ sinh tốt nhất cho người tuổi Tý là giờ mão và giờ dậu. Người tuổi Tý sanh vào ngày nào có vận số tốt nhất? Người tuổi Tý sanh vào ngày mùng 1, tiền vận bình thường an ổn, tới trung vận bắt đầu phát triển, đôi lúc có thể gặp quý nhân trợ giúp nên có hy vọng phát đạt và thành tựu. Làm rạng danh tổ tông, người này nên theo nghiệp quan trường, công chức nhà nước. Người tuổi Tý sanh vào ngày mùng 2, có vận mệnh không tồi, nam thì thông minh, nữ thì xinh đẹp, bản chất con người, lương thiện, hòa ái. Tuy tiền vận khổ cực, phải tự lập nhiều, nhưng có chỉ khí, trung vận chuyển nghịch, càng ngày càng phát triển, hậu phận giàu có. Tuổi tí sinh vào ngày mùng 3, khá tốt về phương diện hôn nhân, gặp được bạn đời như ý, đôi bên trung hòa, hòa hợp hạnh phúc nhưng đề phòng việc không thể lâu dài có thể có người mất sớm từ trung niên bắt đầu nhiều may mắn có thể hưởng vinh hoa phú quý tuổi tỷ sanh vào ngày mùng 4 người này thông minh hiểu học tài trí siêu quần nữ giới lấy được người chồng hiền lành chân thật nam giới lấy được người vợ thảo hiền tài đức nhưng năm đầu vận trình vững vàng. Ổn định, trung vận có tài sản tích lũy, hậu vận cát tương, an vui, viên mãn. Người tuổi tý sanh vào ngày mùng năm thì thông minh, lanh lợi, hiểu chuyện, nhưng hôn nhân không được tốt, không có chỗ nương tựa, không có người để dựa vào. Tuổi trẻ gian lao vất vả, trung niên bắt đầu có khởi sắc, tuổi già an ổn. Tuổi Tý sanh vào ngày mùng 6, có vận số mai tốt hay gặp chuyện thuận lợi, số mệnh giàu có, hiếu học, thành danh, chủ yếu dựa vào bản thân mình chứ không thể dựa vào cha mẹ. Tài trắng, tự dựng, lập nghiệp, tự làm chủ. Tuổi Tý sanh vào ngày mùng 7, có tính cách phức tạp, có phần lập dị và xa cách với những người khác. Nhưng bản chất người này rất chu đáo, tận tình, nữ mệnh tốt số hơn nam mệnh, vận trình khá tốt, sống thọ. Tuổi Tý sinh vào ngày mùng 8 là người có tính tình lanh lợi, hạnh phúc bình yên nhưng duyên phận với cha mẹ lạnh nhạt. Nên ra ngoài lập nghiệp, rời xa cổ hương thì mới đạt được thành tựu, tuổi già các tường an khang. Tuổi Tý sinh vào ngày mùng 4 báo hiệu con người có dáng vẻ đoan chính, tuổi trẻ thuận hòa yên vui, hậu vận rất tốt, danh lợi song toàn, có phúc có đức, một đời cuộc sống lương thiện, có tâm sáng, là người từ bi nên luôn được yêu quý và kính trọng. Sinh vào ngày mùng 10, tuổi trẻ cực khổ, nhân duyên với gia đình rất mỏng manh, từ trung niên bắt đầu phát vận là người hưởng phúc muộn càng về già càng khẩm khá. Người tuổi Tý sinh vào ngày 11 có mô trí thăm sâu, làm việc quyết đoán, giỏi tính toán, từ trẻ tới trung niên đều rất vất vả, khổ cực nhưng tuổi già được hưởng phúc đức. Tuổi Tý sinh vào ngày 12 là người có tính cách ôn hòa, nhẹ nhàng, chịu được cực khổ, cần kiệm liêm chính, tuổi trẻ bình thường chung vận có chuyển biến, hậu vận rất tốt, công danh, lợi lộc đều có. Người tuổi Tý sinh vào ngày 13 sẽ gặp nhiều điều tốt, hồng phúc to lớn, có các tinh soi chiếu nên phúc lộc có thừa, phú quý viên mãn, cuộc đời không có gì phải lo buồn, sướng từ trong trứng cho tới khi nhắm mắt sôi tai. Người tuổi Tý sinh vào ngày 14 có tính cách thận trọng, trầm tĩnh, tuổi trẻ bình thường, trung vận có nhiều chuyển biến. Mọi việc sẽ dần tốt lên, con cái hiếu thuận, phúc phận rất dày. Người tuổi Tý sinh vào ngày rằm tức ngày 15, có vận trình hài hòa về hôn nhân, vợ chồng tôn trọng lẫn nhau nhưng lại hình khắc con cái. Tuy nhiên, thường xuyên nảy sinh tranh cãi mâu thuẫn, tuổi trẻ không mấy tốt đẹp. Người tuổi Tý sinh vào ngày 16 là người thông minh hiểu học, có năng khiếu nghệ thuật. Tới thời trung niên thì tài nghệ thành thạo, có thể dùng tài để kiếm tiền. Người này nửa mừng nửa lo, ngoài thân thanh thản nhưng trong lòng phiền muộn. Người tuổi Tý sinh vào ngày 17 có sức chịu đựng tốt nhưng lý trí không đủ mạnh, không có hậu thuẫn từ gia đình, tự thân lập nghiệp trải qua nhiều vất vả gian khổ thì tuổi già phát triển cả nam lẫn nữ đều là mệnh phát đạt người tuổi tý sanh vào ngày 19 tốt trí đa môn thông minh nhanh nhẹn tính tình hoạt bát nhưng nóng nại nên dễ đắc tội với người khác duyên phận với cha mẹ thưa mỏng tự thành gia lập nghiệp người tuổi tý sanh vào ngày 19 có cả danh cả lợi vượng đào hoa nên con đường tình cảm có rất nhiều biến cố cẩn thận mắc bệnh phụ khoa tuổi trẻ bình thường về già có phúc người tuổi tý sanh vào ngày 20 là người có vận trình tương đối sáng nam mệnh tuy không thể dựa vào người nhà nhưng bản thân rất mạnh mẽ nên xuất ngoại để phát triển về già phúc hậu may mắn nữ mệnh thích nói thích cười nhân duyên tốt vượng phu ích tử đảm đang việc nhà có nhiều phúc đức người tuổi tý sanh vào ngày 21 nam mệnh lấy được vợ hiền có tài có đức từ trung vận vững vàng tuổi già viên mãn nữ mệnh tính cách ngây thơ dễ tin người nên chịu nhiều vất vả gia đình hòa thuận có tài lộc người tuổi tý sanh vào ngày 22. Từ chất thông minh, có lòng lễ nghĩa, tuổi trẻ gian nan vất vả, nhưng trung vận nghịch chuyển, có thành công, tài lợi song to. Người tuổi tý sanh vào ngày 23. Tính cách không đáng tin, làm việc bất định, có tính hiếu chiến. Trước trung niên, không phát triển được. Càng lớn tuổi, phúc vận càng tốt, nữ mệnh tốt hơn nam mệnh. Còn cái hưng thịnh. Người tuổi Tý sinh vào ngày 24, lanh lợi khéo léo, làm việc cẩn thận được người khác kính trọng, nhưng nam mệnh khắc vợ, nữ mệnh không tốt bằng nam mệnh, thương bỏ công mà không thu được lợi ích. Người tuổi Tý sinh vào ngày 25 thì nam mệnh trọng lượng, thích làm việc tốt, tính tình phóng khoáng, lấy được vợ hiền lương nữ mệnh cần kiệm lo toan, giỏi vung vẻn việc nhà, cuộc sống an vui, có số phượng phu ích tử. Người tuổi Tý sanh vào ngày 26 là người có lòng từ bi, làm việc không coi trọng lợi lộc, trước khổ sao sướng, không bị thiệt thòi, tuổi già hưởng phúc ấm. Người tuổi Tý sanh vào ngày 27 có tiền đồ rộng mở, Tuy vận trình nhiều biến động, nhưng từ trung vận có thể đạt được mục tiêu, hoàn thành nguyện vọng. Nữ mệnh vượng phu ích tử giúp chồng nuôi con đều tốt. Người tuổi tí sanh vào ngày 28. Có số khổ mệnh, vận trình chắc trở nhấp nhô, không thể dựa vào cha mẹ. Kết hôn sớm thì xung khắc, lập gia đình muộn mới tốt. Tuy không tới mức giàu có nhưng đủ ăn đủ mặt, không nghèo túng. Người tuổi Tý sanh vào ngày 29, vận trình khổ trước, sướng sau, từ nhỏ đã vất vả, chịu nhiều mệt nhọc, nhưng từ trung vận sẽ thay đổi, phát triển tốt đẹp. Nam nhờ lực của vợ, nữ dựa vào sức của chồng mà cuộc sống ngày càng thuận lợi hơn. Người tuổi Tý sanh vào ngày 30, thông minh hoạt bát, thích làm việc thiện, từ trung vận bắt đầu phát đạt tài lộc dồi dào tiền đồ vô cùng trọng mở, không những nhiều phút mà còn thọ được lâu dài. Người tuổi Tý sanh vào tháng nào có vận số tốt nhất? Người tuổi Tý sanh vào tháng Giêng tức tháng 1 âm lịch. Tháng Giêng là tuyết tân xuân. Dù là người giàu hay kẻ nghèo thì trong ngày xuân năm mới cũng đều cố gắng lo cho bữa cơm được đầy đủ, Người tuổi tỷ sanh vào tháng này trong năm được hưởng phúc trời, cuộc sống sung túc, no đủ, có lọc ăn, lọc uống. Cơ áo gạo tiền chẳng phải lo lắng điều chi. Người này thích ăn thịt, nhưng nếu ăn quá nhiều thì có thể gây hồ đồ, tâm trí lẫn lộn. Đây là mẫu người tự lập có khả năng thích nghi cao, tuy nhiên tính khí có phần cao ngạo nếu đã phục ai thì nhất nhất nghe lời. Những năm cuối đời thảnh thơi an nhàn, có sở thích ăn uống, có điều đầu óc không được tỉnh táo cho lắm. Người tuổi Tý sanh vào tháng giêng được hưởng phúc lộc tổ tông, phúc ấm mệnh dây, gia sản thừa kế dồi dào dò, cũng được người bề trên nâng đỡ phù hộ cho nhiều. Cuộc đời hạnh phúc, lúc nhỏ được cha mẹ anh em yêu thương đùm bọc, lớn lên được bạn đời chăm sóc chu đáo, không phải vất vả quá nhiều mà vẫn cơm no áo ấm, có của ăn, của để. Người tuổi Tý sinh vào tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch là tiết kinh trập, người tuổi Tý sinh vào thời điểm này trong năm có phần nhút nhát. Dù đôi khi cổ tỏ ra mạnh mẽ nhưng vẫn không giấu nổi sự lo sợ trong lòng. Cuộc đời êm ấm được nhiều người yêu mến, tính tình nho nhã, ôn hòa. Người này đối nhân sự thể vô cùng khéo léo, lại phóng khoáng cởi mở nên được rất nhiều người yêu quý và giúp đỡ. Tuy không có quyền cao chức trọng nhưng sự nghiệp cũng thành. Văn ẩn có phần thông minh tỉnh ngộ, vượt nhiều gian khổ, có những lúc hiểm nguy, tượng trần thoát khỏi nhưng vẫn may mắn bình an. Vận mệnh người tuổi Tý sanh vào tháng 2 âm lịch tuy có nhiều trắc trở nhưng vẫn hạnh phúc an yên quá nửa đời người. Đây là người có tài hoa xuất chúng, đặc biệt có thiên hướng nổi bật về văn thơ nghệ thuật, tính tình hiền hòa nho nhã, song cũng nhút nhát thiếu quyết đoán nên cả đời có phần khó thành đại sự. Được tổ tông giúp đỡ rất nhiều nhưng tài sản hương quả để lại không nhiều anh chị em trong nhà hòa thuận yêu thương nhau, cũng biết đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau. Nếu đi theo nghiệp văn chương, làm những công việc liên quan tới chữ nghệ thì có thể thành danh, xong khó nắm bắt được tài ẩn trong tay. Thời trẻ khó có cơ hội làm công việc mà mình yêu thích, chịu khá nhiều vất vả, học hành chăm chỉ, phấn đấu hết mình, sao sẽ có lợi cho công việc vận mệnh người tuổi Tý sanh vào tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch là tiết thanh minh. Người tuổi Tý ra đời vào thời điểm này trong năm gặp phải tàn môn, đi tới đâu cũng gặp phải chuyện tàn tốc. Tuy có bỏng lọc, trụ thịt, nhưng đều đến từ chuyện buồn đau. Số mệnh hẩm hiu, có thể có số xuất gia. Bản mệnh nếu có thể giữ được tâm trí bình an, tu thân, tỉnh trí không tham lam, biết phấn đấu thì tuổi già sẽ được hưởng phúc lộc an nhàn. Sinh vào tháng 3 lịch người tuổi Tý này nhát gan, thiếu quyết đoán, số mệnh phải chịu cảnh cô đơn, hiu quạnh, là người yếu đuối, song có lòng dạ thiện lương, dễ mềm lòng. Họ có thể sẽ coi nhẹ những thứ vật chất xung quanh, chán ghét, trốn, hồng trần, nhiều gian dối, không tham sân si, có suy nghĩ rời bỏ trần tục xuống tóc đi tu vận mệnh người tuổi tý sanh vào tháng tư âm lịch tháng tư âm lịch là tiết lập hạ người tuổi tý sanh vào thời điểm này trong năm số mệnh bình thường không có nhiều bổng lộc tài sản không được dồi dào cuộc đời bôn ba vất vả không được quý nhân nâng đỡ mà một mình chống trọi làm gì cũng khó khăn lại bị tiểu nhân quấy nhiễu nên hung hiểm trùng trùng. Mai thai cỏ xuân phong, hóa phủ gió xuân hóa thành mưa, trời quang mây tạnh nên được lương duyên. Người tuổi tý sanh vào tháng tư âm lịch này tuy vận số không được tốt nhưng lại gặp được ý trung nhân thì sẽ nhẹ gánh phần nào. Người phổi ngẫu sẽ giảm bớt vận hạn tương trợ mọi điều, giúp cho bản mệnh có thêm nhiều cơ hội trong cuộc sống. Tới tuổi trung niên thì làm nên cơ đồ được nhiều người trọng vọng. Vận mệnh của người tuổi Tý sanh vào tháng tư âm lịch khá vất vả, tiền bạc không có nhiều, không được hưởng phúc của tổ tiên, cũng chẳng được hưởng lộc hương hỏa để lại. Anh em trong nhà tình cảm nhạt nhòa, không dựa được vào người thân, ra ngoài đời cũng không được quý nhân trợ giúp nên sự nghiệp khó thành số mệnh hẩm hiu hay bị người đời kinh miệt ức hiếp tuy nhiên nếu sanh vào giờ tốt thì vẫn có thể giảm bớt phận hạn phận mệnh của người tuổi tý sanh vào tháng 5 âm lịch tháng 5 âm lịch rơi vào tiết mang chủng người tuổi tý sanh vào tháng này số bôn ba vất vả chạy ngược chạy xuôi khắp trốn. Người này tham công thiết việc, chăm chỉ làm lụng, lắm khi còn quên ăn quên ngủ. Hãy thấy, thời cơ kiếm tiền là không quản ngại vất vả mà dốc hết sức mình nắm lấy, hiếm khi để lỡ thời cơ. Vận mệnh người tuổi Tý sanh vào tháng năm âm lịch khá tốt đẹp, cuộc đời sung túc, no đủ, thậm chí có thể trở thành người vô cùng giàu có, tự thân lập nghiệp, không sợ gian khổ mà luôn làm hết sức mình để đạt được những gì mình mong muốn, được nhiều người ngưỡng mộ và lấy đó làm gương phấn đấu, phúc lộc do chính bàn tay mình làm ra, tuổi già an nhàn hưởng phúc. Sinh vào tháng năm âm lịch trong năm, người tuổi Tý tuy có số kiếp vất vả nhưng vinh hoa phú quý cả đời hưởng không hết. Tuy không được bố mẹ anh em giúp đỡ, cũng chẳng được hưởng lộc tổ tông, Xong, tài trí hơn người, thông minh, nhanh nhạy, lại có ý chí vững vàng, phấn đấu không ngừng nghỉ, nên chỉ với hai bàn tay trắng mà làm nên cơ nghiệp. Sau này ra xã hội được hưởng phú quý, có quý nhân nâng đỡ, sự nghiệp có hùng có cát, xong về cơ bản vẫn thuận lợi phát triển, tài lộc ôn ôn kéo tới. Tới trung niên thì tài sản đã vô cùng hưng vượng cựu phú một vùng, người người ngưỡng mộ. Phận mệnh người tuổi tý sanh vào tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch rơi vào tiết tiểu thử, dương khí vượng, trời đất tươi sáng, cây cõi xanh tươi. Người tuổi tý sanh vào tháng này tính tình soi nổi, sức khỏe tốt. Tuy nhiên nên sống gần ao hồ, sông suối, gần với nguồn nước thì tốt hơn cho vận thế sau này, dễ làm nên đại nghiệp. Đây là người đi lên từ khốn khó, tay trắng làm nên sự nghiệp, tổ tiên phúc mỏng không có tài sản thừa kể gì nhiều, lục hân không giúp ích được gì, cả đời. Đều phải tự lực cánh sinh, sự nghiệp gây dựng do chính sức mình. Xong, người tuổi tỷ sanh vào tháng 6 âm lịch lại may mắn được quý nhân giúp đỡ rất nhiều trên con đường sự nghiệp. Có điều đôi khi lực bất tòng tâm, Muốn làm mà chưa đủ lực phải nhẫn nhịn, chờ đợi thời cơ, tính tình cương nghị, ý chí sắt đá có thể vượt qua khó khăn, không dễ bị gục ngã, giành được nhiều thành công trong sự nghiệp. Vận mệnh người tuổi Tý sanh vào tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch trời đất vào tiết lập thu, hoa trái dồi dào là mùa thu hoạch người tuổi tí sanh vào thời điểm này trong năm cần giữ bình tĩnh và tỉnh táo mọi lúc mọi nơi đề phòng kẻ tiểu nhân hãm hại tính tình phóng khoáng khoan dung độ lượng là người có thể làm nên việc lớn đời có thành có bài xong hưởng phúc lộc trời ban nên vẫn được đủ đầy dù có gặp tai họa thì vẫn có cơm ăn áo mặc tính cách cương nghị rơi vào cảnh khó cũng giữ vẫn được lòng tự trọng. Dù vất vả kiếm kế sinh nhai, cũng quyết không cầu xin người khác. Sinh vào tháng 7 âm lịch, người tuổi tỷ được hưởng phúc lộc tổ tiên, tổ nghiệp phúc lớn, gia sản giàu có, tài sản thừa kế dồi dào, dò, cha mẹ giúp sức nhiều trên con đường sự nghiệp. Anh chị em trong nhà yêu thương đùm bọc, vợ chồng con cái thuận hòa êm ấm. Người này sổ hưởng, không cần vất vả gì nhiều mà vẫn sung túc giao sang. Tâm địa lương thiện, sởi lợi phóng khoáng, khoan dung độ lượng, cuộc sống được nhiều quý nhân tương trợ, sự nghiệp thành công, không gặp đại hung hay đại nạn gì là người mang phúc tướng hiểm cỏ khó tìm. Vận mệnh người tuổi Tý sanh vào tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch trong năm là tiết Bạch Lộ, Vận mệnh người tuổi Tý sanh vào tháng này rất tốt, số mệnh giàu sang, sung túc, vinh hiển. Được người bạn đời nâng đỡ rất nhiều. Người này tưởng mạo xuất chúng, phong thái đỉnh đạt, cao sang quyền quý. Trong đời có nhiều quý nhân tương trợ, mưu sự tất thành, chăm chỉ làm việc, tất có thành công, tu tâm dưỡng tính, tất nên đại nghiệp. Xem vận mệnh người tuổi Tý sanh vào tháng 8 âm lịch. Cuộc đời vinh hiển, phú quý giàu sang tuổi tổ tiên phúc lớn cha mẹ ơn cao quý nhân vượng vận sự nghiệp thăng tiến âm âm lên cao cao lại càng thuận lợi thiên tư đỉnh ngộ có tài văn chương trí tệ xuất chúng được nhiều người trọng vọng vận mệnh người tuổi tý sanh vào tháng 9 âm lịch Tháng 9 âm lịch rơi vào tiết hàng lộ, người tuổi Tý sanh vào tháng này tính tình trầm ổn. Xong, không thích nơi náo nhiệt, không thích làm người nổi trội. Từ nhỏ đã sợ lạnh, xong có phúc, cơ máu đủ đầy. Thiếu quyết đón khó làm nên cơ nghiệp. Vợ chồng con cái tuy yêu thương nhau nhưng lại khắc khẩu, tranh cãi mâu thuẫn liên miên, không có tài ăn nói, an phận thủ thường, cẩn trọng quá mức, không giỏi giao thiệp, bạn bè không có nhiều. Sinh vào tháng 9 âm lịch, người tuổi Tý có cuộc đời bình an hạnh phúc, an lành hưởng hết tuổi thọ. Tuy nhiên người này lòng dạ có phần hẹp hòi, cũng nhát chết, thiếu dũng khí, không có ý chí, không có tham vọng, thường sống đâu hay đó, thuận nước đẩy thuyền, bèo dạt mây trôi. Người này khá ít nói, tính tình có phần cổ quái, thích cô độc tuy nhiên phúc lớn mạnh hậu nên vẫn được hưởng phúc lạc thiên luân tình cảm gia đình tốt đẹp nữ lấy được lương phu nam lấy được hiền thê vận mệnh người tuổi tý sanh vào tháng 10 âm lịch tháng 10 âm lịch là tiết lập đông ngũ cốc thu hoạch nhập về hết kho Khắp trốn không còn lương thảo, chìm chóc khó kiếm miếng ăn. Người tuổi Tý sanh vào tháng 10 âm lịch thường hay dựa dẫm, ý lại vào người khác. Cũng có tham vọng, có ý chí, nhưng không mấy có cơ hội để thực hiện. Cuộc sống có phần bấp bên, không biết quản lý tài chính, không giỏi cân đổi chi tiêu. Dù có tiền, cũng không biết làm cho tiền sinh sôi nảy nở. Vận mệnh người tuổi Tý sinh vào tháng 10 âm lịch không được tốt cho lắm. Cuộc đời chịu nhiều vất vả, không được hưởng phúc lộc tổ tiên, cũng chẳng được anh em trong nhà giúp đỡ. Người này có ý chí, có lý tưởng, cũng có tài trí nhưng không may mắn gặp được thời cơ. Cuộc đời tuy không phải trải qua đại nạn nhưng gặp phải không ít trở ngại, vận trình chắc trở, kém bề, thuận lợi. Vận mệnh người tuổi Tý sanh vào tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch trong năm là tiết đại tuyết, người tuổi Tý sanh vào tháng này khởi nghiệp khá muộn, nhưng có thể thành công, không bị tiểu nhân hãm hại, cuộc sống khá tiêu diêu tự tại. Sanh vào tháng 11 âm lịch, người này nửa đời vất vả, nửa đời thuận buồm xuôi gió. Người tuổi Tý sanh tháng này không được hưởng phúc lộc tổ tông, cha mẹ cũng chẳng giúp được gì nhiều, phải tự dựa vào sức mình mà sống. Tới tuổi trung niên thì có quý nhân phù trợ, hết thời kỳ vất vả, lúc còn trai trẻ, tuổi già an nhàn hạnh phúc. Nói chung, người này cuộc đời không có đại nạn, sự nghiệp vượng phát, thăng tiến không ngừng, khi đến tuổi trung niên nhanh chóng đạt được đến đỉnh cao danh vọng, từ đó hưởng phúc thái bình vận mệnh người tuổi Tý sanh vào tháng 12 tức tháng chạp sanh vào tháng 12 âm lịch rơi vào tiết tiểu hàng trong năm sanh vào tháng cuối cùng của năm người người nhà nhà chuẩn bị cơm thịt đón tết về nên người tuổi Tý được hưởng phúc lộc cỏ lộc ăn ổn cuộc sống thanh nhàn no đủ cả đời chỉ là tiết trời giá lành nên số mệnh đã định phải vất vả làm lụng chăm chỉ cần cù thì mới có lộc phúc vận mệnh người tuổi Tý sanh vào tháng chạp khá tốt có thể bình an sống hết cả đời tổ nghiệp vững chắc con cháu được hưởng phúc dây tài sản cha ông để lại dồi dào cha mẹ yêu thương chăm sóc giúp đỡ lẫn nhau vợ chồng ân ái nồng nàn gia đình hạnh phúc khi mới khởi nghiệp khó tránh khỏi khó khăn nhưng lại được quý nhân nâng đỡ nên nhanh chóng giành được thành công. Người tuổi tỷ sanh vào tháng 12 âm lịch, từ chất thông minh lại thật thà, lương thiện, tấm lòng bao la hay giúp đỡ mọi người, thương người như thể thương thân, được nhiều người yêu quý. Tuy nhiên người này có thể mắc các chứng bệnh như cao huyết áp, béo phì nên cần chú ý giữ gìn sức khỏe. Vận số người tuổi sửu

Quan điểm của họ trong cuộc sống là chỉ cần cố gắng thì nhất định sẽ gặt hái được thành công. Người tuổi sủ còn là những người rất nghĩa khí và trọng tình cảm, luôn đạt hạnh phúc gia đình lên trên bất cứ điều gì. Họ cố gắng vất vả làm việc chỉ với mục đích là cải thiện cuộc sống hiện tại, giúp cho người thân yêu có thể có được một cuộc sống sung túc hơn. Người tuổi sủ sanh vào các giờ ngày, tháng khác nhau thì sẽ có vận số khác nhau. Người tổ sổ sanh vào giờ nào có vận số tốt nhất? Sanh vào giờ tí tức từ 23 giờ đến 1 giờ. Người tuổi sổ sanh vào giờ tí thường kết hôn sớm, gia đạo hưng thịnh, con đàn cháu đóng, cuộc sống hạnh phúc, vô ưu khi bước vào hậu vận. Tuy cuộc sống tiêu diêu tự tại và bình yên nhưng tuổi thọ không quá 70 vì sức khỏe suy yếu, dễ mắc bệnh tật. Sinh vào giờ sửu tức từ 1 giờ đến 3 giờ. Đa phần người tuổi sửu sinh vào giờ sửu đều thông minh đa tài, học sâu hiểu rộng, văn trường cái thế, nhưng hay gặp phải chuyện buồn phiền. Cuộc đời cũng trải qua không ít sóng gió. Người này theo nghiệp văn trường sẽ phát triển tốt. Sinh vào giờ dần tức từ 3 giờ đến 5 giờ. Người tuổi Sửu sinh vào giờ dần tuy có tài nhưng khó thành công trong sự nghiệp vì không gặp thời. Mệnh này có sao Thái Dương chiếu mệnh nên gặp nạn thì được cứu, mọi sự các tường có quý nhân giúp đỡ tương trợ. Sinh vào giờ Mão tức từ 5 giờ đến 7 giờ. Cuộc đời của người tuổi Sửu sinh vào giờ Mão gặp nhiều trắc trở thiếu vận quý nhân, làm việc gì cũng phải tự lực cánh sinh. Do đó tiền vận vất vả nhưng hậu vận yên ổn. Người này phải tính toán cẩn trọng trước khi tiến hành bất cứ việc gì. Như vậy tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. xanh vào giờ thìn tức từ 7 giờ đến 9 giờ. Cuộc đời của người tuổi sửu sinh vào giờ thìn gặp nhiều phiền tỏi nhưng cuối cùng cũng vượt qua và không phải lo lắng về gánh nặng vật chất. Tuy nhiên âm khí nặng nên đề phòng bị người khác hãm hại và cuộc sống hôn nhân thường không thuận lợi. Sanh vào giờ tỵ tức từ 9 giờ đến 11 giờ. Mệnh người sanh vào giờ tỵ mang tài khổ tức kho của tràn đầy. Cuộc sống vật chất sung túc. Ngoài ra quan vận khá tốt, có quý nhân giúp đỡ. Tuy nhiên, người này bị đố kỵ và hãm hại, nên phải cẩn trọng trong việc kết giao bạn bè. Sinh vào giờ ngọ tức từ 11 giờ đến 13 giờ. Sinh vào giờ ngọ đa phần có vận đào hoa mạnh, có số tài tử phong lưu. Dù là nam hay nữ đều không tránh khỏi tình trạng ly hôn hay ngoại tình. Xanh vào giờ mùi tức từ 13 giờ đến 15 giờ. Vì sổ mùi tương khắc nên người tuổi sổ xanh vào giờ mùi thường không gặp may mắn, dễ gặp bất hạnh trong tình yêu, hôn nhân. Khi lấy vợ hoặc lấy chồng, cần xem xét kỹ ngày tháng và giờ sinh để hạn chế cục diện xấu. Xanh vào giờ thân tức từ 15 giờ đến 17 giờ. Phần lỡ người tuổi sổ xanh vào giờ thân đều hưởng phúc lộc trời ban, có quý nhân phù trợ. Gặp hung hóa cát, mọi việc sự nghiệp thuận bươm xuôi gió và cơ hội thăng quan tiến chức. Làm kinh doanh thì làm giàu có vững bền. Cuộc đời người này phú quý song toàn, hưởng phúc lộc bình an. Sinh vào giờ dậu tức từ 17 giờ đến 19 giờ. Người tuổi Sửu sanh vào giờ này có sao bạch hổ chiếu mệnh nên tài vận hao tổn, cuộc đời thăng trầm bất ổn, sức khỏe suy nhiệt, bệnh tật liên miên, cần đề phòng các tai họa bất ngờ ập tới. Sanh vào giờ tuất tức từ 19 giờ đến 21 giờ. Người tuổi sủ sanh vào giờ tuất thường có ý chí kiên cường, tính tinh cởi mở, tiền đồ sáng làng đi đến đâu cũng được nhiều người giúp đỡ suốt cuộc đời. Không lo cơm áo gạo tiền, sự nghiệp thuận lợi và thành đạt. Tuy nhiên, dễ vướng vào họa khẩu thiệt thị phi, ảnh hưởng không nhỏ tới sự nghiệp. Số người này phải lập nghiệp ở nơi xa. Sanh vào giờ hỏi tức từ 21 giờ đến 23 giờ. Sanh vào giờ này đa phần đều có bạn lĩnh hơn người phải đi xa nhưng dễ lập nghiệp, lên đại nghiệp, làm rạng danh tổ tiên. Kết luận, giờ sinh tốt nhất cho người tuổi sủ là giờ thân và giờ tuất. Tuổi sủ sanh vào ngày nào có vận số tốt nhất? Người tuổi sủ sanh vào ngày mùng 1 là người thông minh, lanh lợi, trung thành tín nghĩa với người ngoài nhưng lại không thân thiết với người trong gia tộc, xa quê phát triển sẽ có sự nghiệp thành công, số mệnh tự thân tự lập, dựa vào anh em bạn bè không dựa vào người thân. Người tuổi sổ sanh vào ngày mùng 2, được nhiều người yêu thương kính trọng, tuổi trung niên bình an thông thuận, tuổi già vô lo vô nghĩ, số mệnh từ bi trường thọ. Người này chủ yếu hưởng phúc vì thanh thản không ham danh lợi người tuổi sổ sanh vào ngày mùng ba có ý chí lớn lao hạnh phúc vô hạn tuổi trẻ bình thường trung niên thành công xa nhà lập nghiệp số mệnh vinh hoa phú quý càng cố gắng càng được hưởng ưu đãi khi trưởng thành có thể bôn ba nhưng tuổi già an nhàn ung dung người tuổi sổ sanh vào ngày mùng bốn có số phận chìm nổi bất định, dầm mưa dãi nắng, nhưng anh em bạn bè ôn hòa được giúp đỡ nên không tới quá mức khốn khổ, nữ mệnh tốt hơn nam mệnh. Người tuổi sổ sanh vào ngày mùng năm, ý chí không kiên định, học nhiều mà thiếu thực hành nên chỉ có kiến thức mà không có kỹ năng. Tuổi trẻ bình thường nhờ quý nhân giúp đỡ nên thành công, số mệnh vững vàng, bình lặng người tuổi sủ sanh vào ngày mùng 6 là người nhạy bén giỏi tính toán đạt thành sự nghiệp anh em hòa thuận thanh niên lao khổ nhưng trung niên đổi vận tuổi già an ổn thương dựa vào gia đình để phát triển công việc riêng người tuổi sủ xanh vào ngày mùng 7 hiểu học hiểu lễ nghĩa tài trị xuất chúng tuổi trẻ không thuận lợi nhưng trung niên đổi vận làm thành đại nghiệp lớn gia đình hòa hợp, người này có phận theo con đường quan chức cạnh tranh vị trí cao. Người tuổi Sửu sanh vào ngày mùng 8, những năm tuổi trẻ sóng gió nhưng trung niên gặp quý nhân giúp đỡ nên phát đạt thịnh vượng, số mệnh vinh hoa phú quý, tuổi già giàu có sung túc. Người tuổi Sửu sanh vào ngày mùng 9, trời sinh thiện lương, tính cách hài hòa, nhân duyên tốt đẹp, không dựa vào người thân, tự mình cố gắng. Nam chủ về thành tàu có khí chất, nữ chủ về thông minh, xinh đẹp. Người tuổi sổ xanh vào ngày mùng 10, sự nghiệp phát đạt, kế thừa truyền thống của gia đình, tuổi trẻ bình thường, trung niên đổi phận, tài lộc dư dả, nam mệnh chủ nhà, nữ mệnh vượng phu. Tuổi sổ sanh vào ngày 11 có cách cư xử quyết đoán, can đảm và dũng mãnh. Số phận thiên về khuynh hướng chậm rãi vững chắc và ổn định, không giàu lên một cách nhanh chóng nhưng ung dung, lâu dài hơn hẳn những người khác. Tuổi sủ sanh vào ngày 12, có tính cách ôn hòa nhã nhặn, chịu được cực khổ, thiếu niên không thuận, trung niên đổi phận, phúc lộc song toàn, gia tộc thịnh vượng. Người này càng trưởng thành càng có nhiều phúc khí, càng nhiều tuổi càng ổn định vững vàng. Tổ sủ xanh vào ngày 13, trời sinh có phúc có lộc, được nhiều người yêu mến và kính trọng, cuộc đời gặp được nhiều quý nhân có hy vọng thành công, gia trạch hưng vượng, con cái đông đúc và ngoan ngoãn, cơm no áo ấm. Người tuổi sủ sanh vào ngày 14, nam mệnh trung hậu, tính cách trầm tĩnh an ổn tướng mạo đẹp đẽ là nhân tài hiếm có nữ mệnh thông minh thành tú tuổi trẻ bình thường nhưng trung niên hành thông tuổi già có thể nhàn hạ tuổi sổ sanh vào ngày 15 tức ngày rằm có số mệnh nửa mừng nửa lo vợ chồng nhân duyên tốt đẹp nhưng hình khắc con cái có tính hiểu chiến thích gây gỗ mất công mất sức vì những chuyện phô bổ nên sự nghiệp thành công muộn thậm chí còn không thành như đại nguyện. Người tuổi sửu sanh vào ngày 16, thông minh, lanh lợi, học hành xuất chúng, tất đạt được thành công. Thân tâm đều thanh thản, phúc chậm nhưng vững chắc. Là người có số mệnh, khổ trước, sướng sau. Người tuổi sửu sanh vào ngày 17, chỉ lực không tốt lắm nhưng là người có tính nhẫn nại kiên trì, tuổi trẻ bình thường, thường gặp phiền khổ, không có chỗ dựa, tình cảm gia đình không tốt, lạnh nhạt, tới trung niên mới có tiến triển chút ít. Tuổi sủ sanh vào ngày 17, tự cho là thông minh, đầu cơ trục lợi, không phục người khác, tính tình cương nghị. Thường mắc nợ người khác và gây thù trước oán, nữ mệnh tốt hơn nam mệnh vì có tâm tính thiện lương, từ bi, nhân duyên tốt đẹp. Người tổ sổ sanh vào ngày chín có danh có lợi, đào hoa phượng nhưng đề phòng mắc bệnh sinh dục do đời sống tình cảm không nghiêm túc, chuyện lăng nhăng còn có thể gây ảnh hưởng tới tương lai nên càng phải đề phong. Trung niên thịnh vượng, tuổi già hưởng phúc. Một trong những ngày xinh đẹp của người tuổi sủ là ngày 20, bảo hiệu con người thiện lương, chân thành, nhân duyên vượng, kinh doanh có lộc, sự nghiệp phát đạt, tài lộc không cần phải nghỉ ngợi. Tổ sổ sanh vào ngày 21, có đời sống, tình cảm, hòa hợp, nam mệnh lấy vợ tốt. Vợ chồng yêu thương nhau, người này thích đầu tư, tài nghệ đa gài. Nhưng công việc không chuyên tâm, không có sức chịu đựng, nên số mệnh không phát đạt, không có thành tựu đáng kể. Người tuổi sổ xanh vào ngày 22, trung nghĩa, giữ trữ tính, làm việc cẩn trọng chính trực nhân duyên tốt khổ trước sướng sau khổ tận Cam lai, tuổi già cực vượng nên theo đuổi con đường chính trị quan chức người tuổi Sửu sanh vào ngày 23 tâm tính khó lường thường xuyên thay đổi nghề nghiệp và chỗ ở hay phải di chuyển thích tranh đấu nữ mệnh tốt hơn nam mệnh số mệnh sung túc không thiếu ăn thiếu mặc người tuổi Sửu sanh vào ngày 24 có số phận vui buồn đang xen trong phúc có hòa, trong hòa có phúc tuổi trẻ nhiều bồn ba lao lực hay gặp khổ nạn nhưng tuổi già phúc lộc song toàn được hưởng vinh hoa phú quý người tuổi sủ sanh vào ngày 25 có thiện tâm nhân duyên vượng kinh doanh phát đạt sự nghiệp thành công người này càng phúc đức thì càng phát triển không có chướng ngại cản trở Người tuổi Sửu sinh vào ngày 26, có tính tình phóng khoáng hoặc bác lạc quan. Làm việc công chính, biết hy sinh bản thân để giúp đỡ người khác có tấm lòng chân thành, sổ vinh hoa, phú quý. Người tuổi Sửu sanh vào ngày 27, một đời trung hậu tốt bụng, giữ lễ nghĩa, trí tính, phóng khoáng hào hoa. Ít phải lo nghĩ, sầu muộn, là sổ vô ưu, sướng, vì biết đủ, và không ham làm giàu bất chính. Tuổi sủ sanh vào ngày 28, trước khung sao cát, tuổi trẻ tuy không tốt, nhiều bệnh tật lại phải bôn ba vất vả tự lập nghiệp kể sinh nhai. Không có chỗ dựa là gia đình, anh em, người thân, nhưng càng về già càng tốt được hưởng phúc ấm, nữ mệnh tốt hơn nam mệnh. Tuổi sủ sanh vào ngày 29, nghề nghiệp không ổn định, thường xuyên thay đổi chỗ ở, có số sức ngoại phát triển tha hơn thì tài lộc dồi dào, nỗ lực phấn đấu, tương lai trọng mở, không ngại không thành công, nữ mệnh phượng phu ích tử là người vợ trợ giúp chồng rất tốt. Tuổi sổ sanh vào ngày 30 là người có tính cách nhân hậu hiền từ, từ bi phong độ. Công tư phân minh được mọi người yêu mến và kính trọng. Số mệnh khổ trước sướng sau, càng lớn tuổi càng thuận lợi và có phúc. Người tuổi Sửu sanh vào tháng nào có vận số tốt nhất? Người tuổi Sửu sanh vào tháng 1 âm lịch tức tháng Giêng. Tháng Giêng rơi vào tiết Tân Xuân, người tuổi Sửu sanh vào tháng Giêng khi xuân sang thì có nhiều cơ hội để phát triển trong tương lai, tuy tiền vận gặp nhiều trắc trở khó khăn nhưng ngày sau nhờ nỗ lực và tài năng của bản thân thì sẽ giành được nhiều thành công, tài lộc đủ đầy, sung túc, giàu sang. Tháng Giêng cũng là thời điểm Tết đến xuân về nên người tuổi này cũng được hưởng nhiều phúc khí, là người có quyền lực trong tay, những vất vả của tiền vận sẽ biến mất vào trung vận, vận khí chuyển đổi, hóa hùng thành cát, hậu vận an nhàn, hưởng phúc tuổi già. Tuy nhiên, người này không được hưởng nhiều phút tổ tông, phải tự lực cánh sinh, dựa vào sức mình, trải qua nhiều vất vả khổ sở trên con đường lập nghiệp. Người tuổi sửu sanh vào tháng 2 âm lịch Tháng 2 âm lịch là tiết kinh trập, người tuổi sủ sanh vào tháng này có cá tính mạnh, tự lập tự cường, dũng cảm gan dạ có uy quyền, tuy nhiên họ cần có người dẫn dắt trên con đường đời nếu không sẽ giống như anh hùng không gặp thời, khó có thể phát huy hết năng lực. Cuộc đời họ trải qua nhiều điều xui rủi, gặp chuyện buồn phiền. Họ là những người có tài, có trí, lại dám nghĩ, dám làm, không sợ hãi trước bất cứ điều gì. Ước mơ của họ là có thể một tay làm nên cơ nghiệp, gây dựng sự nghiệp khiến bao người phải ngưỡng mộng. Tuy nhiên, do có nhiều yếu tố mà họ phải trải qua nhiều khó khăn vất vả, thất bại nhiều lần trước khi có được thành công. Người tuổi sổ sanh vào tháng 2 âm lịch có một khuyết điểm chí mạng, đó là hành sự lỗ mạng, thiếu xem xét cẩn trọng trước khi làm, chỉ dựa vào dũng khí của mình để hành động, ngang ngạnh, cố chấp, không chịu nghe lời khuyên can của mọi người. Chính vì thế mà cuộc đời họ luôn phải gặp nhiều điều không được như ý, chịu nhiều, gian nan vất vả, ước vọng không thành, lý tưởng hóa thành bong bóng xà phòng. Người tổ sổ sanh vào tháng 2 âm lịch nên sửa ngay khuyết điểm này mà tu tâm dưỡng tánh. Làm bất cứ chuyện gì cũng phải xem xét thời thế, suy tính kỹ càng, không nên cố chấp một mình một ý Ngàn vạn lời có thể không nghe nhưng không thể bỏ qua dù chỉ là một lời góp ý. Có như vậy, bạn mới có thể giảm bớt trở ngại trên con đường đến với thành công, tạo dựng sự nghiệp như mình mong muốn. Người tuổi sủ sanh vào tháng 3 âm lịch Người tuổi sủ sanh vào tháng này là tháng tiết thành minh, trời đất đổi màu tươi sáng. Người này tỉnh tình phóng khoáng, tự do, tự tài, có năng lực và khả năng thích nghi tốt nên đi tới đâu cũng có thể dừng chân lập nghiệp. Họ là người độc lập, không thích bị người khác gò ép, quản lý. Sự nghiệp tuy có nhiều phong ba bạo táp nhưng cuối cùng vẫn có thể thực hiện được ước mơ, kinh tế ổn định, tiền bạc dư giả. Sanh vào tháng 3 âm lịch, người tuổi sửu có cuộc sống tiêu diêu, an lạc, cả đời không phải lo chuyện cơm ăn, ảo mặt. Họ là người có địa vị trong xã hội, được mọi người kính trọng, có thể sẽ trở thành tầng lớp giàu có, thượng lưu. Thông minh, đỉnh ngộ, phong thái, tiêu giao, hiểu sâu, biết rộng, họ sống thoải mái và biết cách tận hưởng cuộc sống. Nên dựa vào tài trí của mình để đi theo các nghề về thiên nhiên, nghiên cứu. Tuy nhiên cuộc đời không có ít những đợt sóng gió ngầm nhưng họ khá may mắn đi đến đâu cũng được quý nhân giúp đỡ hóa hung thành cát hậu vận cực tốt gia đạo an yên sung túc giàu có con cháu đầy đàn có thể nói vận mệnh của người tuổi Sửu sinh vào tháng ba lịch khá tốt có số an nhàn có phúc khí ngập tràn tuy trong đời không có thành công rực rỡ nổi bật nhưng nếu biết đủ bạn sẽ thấy cuộc sống rất tiêu diêu tự tại người tuổi sổ sanh vào tháng tư âm lịch tháng tư âm lịch rơi vào tiết lập hạ người tuổi sổ sanh vào tháng này tuy có khát vọng lập nghiệp nhưng lại không gặp đúng thời đúng thế nên khó có được thành công cuộc đời trải qua nhiều vất vả phải lăn lộn ngược xuôi đi khắp trốn gian lao đủ cả những tài lộc khó thành bị người khác o ép trói buộc không có được tự do Người tổ sổ sanh vào tháng tư âm lịch có số vất vả không được nghỉ ngơi mà phải làm việc luôn tay luôn chân, vận khí bình thường hay phải chịu chỉ đạo, sai khiến của người khác. Không được tự do hành động theo ý của mình mà luôn bị hạn chế. Con đường tài lộc không có gì nổi bật, chỉ đủ ăn đủ mặt, chứ không có nhiều khoản tiết kiệm để dành. Trong xã hội không có địa vị cao, đa phần phải rời xa quê hương để lập nghiệp. Người này nên chú ý đầu tư vào con đường học hành, làm giàu tri thức của mình, hoặc học lấy một nghề nào đó, thật thành thục thì sẽ có thể cải thiện vận số mệnh. Chỉ cần chăm chỉ, cần cù thì tuy mô sự tại nhân, thành sự tại thiên, nhưng vẫn có thể nhân định thắng thiên. Người tuổi sổ sanh vào tháng năm âm lịch, Tháng 5 âm lịch rơi vào tiết mang chủng. Người tuổi sửu sanh vào tháng này sức khỏe không được tốt hay ốm đau bệnh tật, cuộc sống khó khăn, làm chuyện gì cũng có nhiều trở ngại cản đường, tinh thần mệt mỏi, nên chú ý tu dưỡng tâm tính, đừng nên hành động bốc đồng. Sanh vào tháng 5 âm lịch vận mệnh người tuổi sửu không được tốt lắm, song được nhiều người quý mến bởi tính cách trung hậu lương thiện, thành thực, chân tình. Họ phải sống xa quê hương để mưu sinh lập nghiệp, xong tiền bạc kiếm được cũng không nhiều. Họ không nhờ cậy được nhiều vào gia đình, cuộc sống trải qua nhiều thăng trầm, phải tự lực cánh sinh, chứ không được ai giúp đỡ. Tuy nhiên, phúc khí vẫn còn, nên người tuổi sủ sinh vào tháng 5 âm lịch vẫn an ổn sống tới hết đời. Hãy suy nghĩ lạc quan, tin rằng chỉ cần có mục tiêu thực tế, không ngừng phấn đấu để đạt được mục tiêu đó thì chắc chắn cuộc đời của bạn sẽ có thêm nhiều ý nghĩa. Người tuổi Sửu sanh vào tháng 6 âm lịch, tháng 6 âm lịch rơi vào tiết Tiểu Thử, người tuổi Sửu sanh vào tháng này dung mạo đẹp đẽ, tài năng xuất chúng, nhân cách cao sang, được nhiều người ngưỡng mộ, nửa đời hạnh phúc, nửa đời khổ sở. Thời vận chắc chắn sẽ tới, có quý nhân nâng đỡ sự nghiệp thành công như ý. Người sinh vào tháng 6 âm lịch tuy không được hưởng phúc hương hỏa tổ tiên, cũng không được người thân giúp đỡ, nhưng bản thân họ là người thông minh tài trí, xuất sắc hơn người, nên có thể tự mình làm nên cơ nghiệp. Tiên vận trải qua nhiều khó khăn, trung vận dần phát đạt hơn. Tới năm 60 tuổi thì cơ bản có thể hưởng phúc tuổi già, cuộc đời các nhiều hung ích nhưng lại được quý nhân phù trợ, nâng đỡ nên không phải chịu vận hạn gì quá lớn. Có điều trong đời sống của người này, không có số nắm quyền, trí tệ hơn người, có tài văn trường, học hành giỏi giang, phẩm chất tốt, tâm địa thiện lương, biết giữ gìn chữ tính. Họ có nhiều bạn bè, cũng có phúc khí quý nhân những năm tháng tuổi già được hưởng nhiều phúc lộc tiêu giao, tự tại người tuổi sổ sanh vào tháng 7 âm lịch tháng 7 âm lịch rơi vào tiết lập thu người tuổi sổ sanh vào tháng này sự nghiệp thành công lẫy lừng được hưởng nhiều phúc khí gặp nhiều may mắn tài lộc dồi dào gia đình sung túc hoạn lộ hanh thông tiên vận được phúc tinh cao chiếu tuổi già được hưởng phúc lộc còn hiền cháu thảo người tuổi sủ sanh vào tháng 7 âm lịch là người có tính độc lập họ là người có khí chất bất phàm thông minh đỉnh ngộ vừa được hưởng phúc lộc tổ tiên lại vừa được gia đình nâng đỡ ủng hộ rất nhiều cuộc đời người này khá sung túc đủ đầy không phải trải qua sóng gió thăng trầm gì quá lớn tai lộc ôm ôm kéo tới không ngừng số vượng tài vượng lộc tuổi già càng phúc như Đông Hải, Thọ Tỷ, Nam Sơn, xung vầy cùng con cháu phúc khí cực vượng. Người tuổi sổ sanh vào tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch rơi vào tiết bạch lộ. Người tuổi sổ sanh vào tháng này gặp nhiều khó khăn trong công việc. Xong lại được hưởng nhiều phúc lộc từ hương hỏa tổ tiên để lại. Chỉ còn có chỉ và cố gắng không ngừng thì chắc chắn sẽ giành được thành công như ý. Họ là người có tài nghệ tinh thông, có duyên ăn nói, biết tiếng biết lùi, ứng sự khéo léo. Tương lai là người có sự nghiệp thành công, đức cao, vọng trọng. Người tuổi sổ sanh vào tháng 8 âm lịch có sức khỏe rất tốt, phúc khí vượng, cuộc đời ít trải qua những hiểm nguy, cũng không có nạn kiện cáo lao tù. Họ là người thông minh, lanh lợi, giỏi ứng biến linh hoạt, danh lợi đủ đầy, con cháu đầy đàn. Trong công việc, họ là người giàu tính sáng tạo, thường đưa ra được những ý tưởng độc đáo có thể trở thành người lãnh đạo, nắm quyền lực trong tay. Về gia, họ là người có địa vị trong xã hội, được người người nể trọng. Có điều, trên con đường sự nghiệp, người này đôi khi sẽ phải gặp những điều cản trở chứ không được thuận lợi suôn sẻ tất cả. Tuy có lúc nản lòng thỏi chí, nhưng họ nhanh chóng lấy lại tinh thần nhờ đó mà gây dựng được cơ nghiệp cho mình. Có thể nói phận mệnh của người tuổi sủ sanh vào tháng 8 âm lịch khá tốt, tai lộc dồi dào tuy nhiên họ có phần không được thỏa mãn với bản thân nên luôn cố gắng không ngừng để thể hiện giá trị của bản thân. Người tuổi sủ sanh vào tháng 9 âm lịch Tháng 9 âm lịch rơi vào tiết hàng lộ, người tuổi sủ sanh vào tháng này tuy xuất thân phần hàng, điểm xuất phát thấp hơn mọi người nhưng lại có ý chỉ kiên cường, tất thành đại sự. Họ là người thông minh, mưu trí, có tài lãnh đạo, chuyện cơm ăn, áo mặc cả đời không cần phải lo lắng. Thôi vận an hòa, mọi sự như ý các từ, cuộc đời hạnh phúc lâu dài. Người tuổi sổ sanh vào tháng 9 âm lịch là người có ý chỉ ham học hỏi. Họ cần cù chăm chỉ, học hành giỏi giang, trí tuệ hơn người, lại dũng cảm kiên cường. Trên con đường sự nghiệp có thể nói họ giành được những điều mình mong đợi, vạn sự như ý được quý nhân phù trợ, nâng đỡ rất nhiều. Họ là những người nắm quyền lực trong tay, có những bước thăng tiến rất cao, không bị kẻ tiểu nhân cho xấu, cũng không bị bó buộc bởi gánh nặng gia đình, luôn sẵn sàng tiến bước bất cứ lúc nào. Họ có chí phấn đấu và luôn cố gắng không ngừng để gây dựng sự nghiệp, nhờ đó giành được nhiều thành công vang dội. Người tuổi sửu sanh vào tháng 10 âm lịch Tháng 10 âm lịch rơi vào tiết lập đông, người tuổi sửu sanh vào tháng này có suy nghĩ độc lập, hành động thoải mái tự nhiên. Họ trải qua nhiều sóng gió cuộc đời, chịu nhiều vất vả nhưng cuối cùng thì sự nghiệp vô cùng vượng phát, tài lộc dồi dào con đường học vẫn rất hành thông. Vận mệnh của người tuổi Sửu sanh vào tháng 10 âm lịch, tiền vận chịu nhiều vất vả, xuất thân cơ hàng, không được hưởng phúc lộc tổ tiên. Họ phải tự thân vận động, không được cậy nhờ về gia đình mà hoàn toàn tay trắng lập nghiệp. Tuy nhiên, đến trung vận, vận khí phát, sự nghiệp bắt đầu có nhiều bước tiến triển tích cực dần giành được nhiều thành tựu có sự thăng tiến đáng kể. Tư duy nhanh nhạy giúp họ khá nhiều trong công việc. Họ làm việc lý trí và quyết đoán, có khả năng làm việc độc lập tốt, cũng có khả năng sáng tạo cao. Người này có đầu óc kinh doanh khá tốt, rất hợp đi theo con đường kinh doanh buôn bán, tài lộc cực vượng, không lo chuyện cơ ăn ảo mặc, tuổi già phúc lộc song toàn, hưởng lộc an nhàn người tuổi sửu sanh vào tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch rơi vào tiết đại tuyết, người tuổi sửu sanh vào tháng này được hưởng phúc lộc từ tổ tiên, song gặp nhiều tai họa trong đời, chịu khổ cực, khó ai bằng, thiếu thốn đủ bề, mô sự không thuận, cũng không có nhiều, tri ân, tri kỷ. Có chuyện buồn, không nơi giải bài, công danh sự nghiệp cũng chỉ bình thường, không có nhiều thành tựu an ủi duy nhất là sức khỏe tốt. Tuy nhiều chuyện xảy ra trong cuộc đời nhưng được bình an. Người tuổi Sửu sanh vào tháng 11 âm lịch vận mệnh có thể nói họ có số khá vất vả, trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Cũng không may mắn được quý nhân phù trợ, hiếm khi nhờ được ai giúp đỡ. Cuộc sống gia đình kém thuận hòa, Cần khéo léo giữ gìn hòa khí và hạnh phúc gia đình. Con cái cần chú ý bảo ban nuôi dạy, cho con được hưởng tình yêu thương và sự quan tâm của cha mẹ. Tuy nhiên người này phận cói chỉ rất kiên cường, thất bại không làm họ nản lòng, mà ngược lại, họ càng cố gắng hơn gấp bội lần. Ý chí là điều rất quan trọng, có thể khiến cho phận mệnh cuộc đời thay đổi. Người tuổi Sửu sanh vào tháng 12 âm lịch, tức tháng chạp. Tháng 12 âm lịch rơi vào tiết tiểu hoàng. Người tuổi Sửu sanh vào tháng này, tài lộc khó tụ, công danh kém bề nổi trời, sự nghiệp không gặp nhiều, thuận lợi nhưng lại gặp khó khăn chắc trở. Tuy nhiên hậu phận khá tốt, được an hưởng phúc tuổi già, con cháu đủ đầy, hiếu thuận ngoan ngoãn. Người tuổi sổ sanh vào tháng 12 âm lịch, tuy cuộc đời không mấy giàu sang, song học hành giỏi giang tấn tới, cõi chí kiên cường và vững vàng hơn nhiều người. Họ có tham vọng, hoài bão cao xa, có điều gặp nhiều thứ cản trở nên khó lòng thành công. Chỉ cần cõi chí quyết tâm và kiên định thì chắc chắn sau cơn mưa trời lại sáng. Hậu phận phúc khí đủ đầy, được hưởng phúc lộc đất trời, con cháu trong nhà yêu thương hòa thuận. Tuy kinh tế không cả giả nhưng phẩm chất của con người tuyệt vời. Không vì tiền bạc mà khiến cho cuộc sống trở nên tồi tệ, biết tìm niềm vui từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Vận số tuổi dân Người tuổi dân sanh vào ngày nào, giờ nào, tháng nào thì tốt. Người tuổi dân sanh vào các năm sau đây, năm 1950, năm 1962, năm 1974, năm 1986, năm 1998 và năm 2010. Điểm nổi bật và đặc trưng của người tuổi Dần là tính tình bướng bỉnh, lòng dũng cảm, sự cạnh tranh và bản tính gian manh khó lường. Người tuổi Dần cực kỳ ghét phải tuân thủ các nguyên tắc cũng như mệnh lệnh họ thích ra lệnh cho người khác nên thường phải phấn đấu để đạt được chức vụ cao hơn. Đây là một trong những con giáp khá nhạy cảm, giàu cảm xúc nhưng lại khá hung hăng và thường không mấy tin tưởng vào người khác. Mặc dù vậy, họ lại rất trọng tình cảm và luôn giữ chữ tính, uy vọng cá nhân rất cao, có năng lực nên có thể sẽ là một đối tác tuyệt vời trong công việc. Người tuổi dần sanh vào ngày nào, giờ nào, tháng nào thì có phận số tốt đẹp nhất. Trong 12 tháng của năm dần, tùy vào giờ, ngày, tháng sinh của mỗi người mà có phận số tốt xấu khác nhau. Tuổi dần sanh vào giờ nào có phận số tốt nhất? Sanh vào giờ tỷ tức từ 23 giờ đến 1 giờ. Người tuổi dần sanh vào giờ Tý thường có khát vọng lớn nhưng không được sự hậu thuẫn từ phía gia đình và người thân nên cuộc sống khá vất vả, nhiều buồn phiền. Làm việc gì cũng phải cẩn trọng, kiên trì, tránh nóng vội thì vận mệnh mới thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn. Sinh vào giờ sủ tức từ 1 giờ đến 3 giờ. Đa phần người tuổi dần sanh vào giờ sủ đều thông minh, lạc quan, có tài giao tiếp vì được sao hồng lon chiếu mệnh người này làm việc gì cũng được quý nhân trợ giúp nên gặp hung hóa các lành trăm sự đều thuận suốt đời không phải lo lắng về vật chất nhân duyên khá tốt sinh vào giờ dần tức từ 3 giờ đến 5 giờ người tuổi dần sinh vào giờ bản mệnh đều thông minh hơn người học vẫn uyên thâm văn trường xuất chúng dù là người làm nghề về nghệ thuật hay khoa học đều giỏi giang. Người này vất vả từ khi còn nhỏ vì không được gia đình trợ giúp, nhưng lớn lên tự tài xây dựng cơ đồ, sự nghiệp phát triển rực rỡ. Sanh vào giờ mão tức từ 5 giờ đến 7 giờ. Đa phần người tuổi dần sanh vào giờ mão có số đào hoa, phong lưu đa tình, học thức uyên thâm, Trí tài minh mẫn nên nhân duyên rất tốt, số người này được hưởng cuộc sống an nhàn, ít muộn phiền. Sinh vào giờ Thìn tức từ 7 giờ đến 9 giờ là người tài năng, thông minh, có học thức và sức khỏe tốt, nhưng mệnh thiếu đường quan lộc và vận quý nhân, do đó công danh sự nghiệp bình thường, không có gì nổi bật nếu phát triển sự nghiệp ở xa thì có chuyển vòng hơn. Sinh vào giờ tỵ tức từ 9 giờ đến 11 giờ. Cuộc đời người tuổi dân sinh vào giờ tỵ lắm trân truyền gian nan vất vả, vận kém may mắn, lại không được tư hưởng của cải từ tổ tiên nơi sự nghiệp trắc trở. Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân khá bình yên, không phải trải qua nhiều sóng gió tình cảm sinh vào giờ Ngọ, tức từ 11 giờ đến 13 giờ. Người tuổi dân sinh vào giờ Ngọ, trí dũng và tài năng hơn người, là nhân tài của quốc gia, lập nên đại nghiệp lớn, được nhiều người kính trọng. Người này tính tình cương trực, hiểu thuận với cha mẹ, yêu thương và trung thủy với vợ chồng, được hưởng phúc lộc từ con cháu sinh vào giờ mùi tức từ 13 giờ đến 15 giờ. Người này được sao nguyệt đức chiếu mệnh nên mọi sự đều thành, gặp hùng hóa cát, cuộc sống, cuộc đời sung túc, an nhàn. Tuy nhiên, anh chị em trong gia đình không hòa hợp, điều đó khiến họ gặp không ít muộn phiền trong cuộc sống. Tuy nhiên, mọi việc đều được quý nhân trợ giúp nên đều suôn sẻ sinh vào giờ thân tức từ 15 giờ đến 17 giờ. Vì có tướng tinh và sao dịch mã chiếu mệnh, người tuổi dân sinh vào giờ thân có số sống xa quê hương, làm việc ở nơi xa hoặc thường xuyên phải thay đổi công việc hay chỗ ở. Người này tính tình cương trực, tinh thần kiên định, trung quân ái quốc phù hợp với các hoạt động chính trị sinh vào giờ dậu tức từ 17 giờ đến 19 giờ. Mệnh người tuổi dân sinh vào giờ dậu được phúc tinh chiếu rồi thông minh giỏi giang, trí tệ hơn người. Có quý nhân phù trợ nên mu sự dễ thành, gặp hung hóa cát, sự nghiệp phát triển được nhiều người kính trọng. Sinh vào giờ tuất tức từ 19 giờ đến 21 giờ. Được sao hoa cải ứng mệnh, người này tài năng xuất chúng lập nên nghiệp lớn làm rạng danh tổ tiên thời thờ ấu của người này khá vất vả không được nương tựa vào gia đình nhưng tự mình gây dựng sự nghiệp vận thế hưng vượng khi bước vào trung vận sinh vào giờ hợi tức từ 21 giờ đến 23 giờ đa phần người tuổi dần sinh vào giờ hội đều có tài năng tính cách độc lập tự chủ nhưng thiếu may mắn nên cuộc sống nhiều thăng trầm. Người này tuy có thể lập nên đại nghiệp vinh hoa một thời nhưng không bền vững. Nếu biết cách tận dụng sự giúp đỡ và ủng hộ của người khác một cách khéo léo, sự nghiệp sẽ bền vững hơn. Kết luận, giờ sinh tốt nhất cho người tuổi dân là giờ mùi, giờ ngọ, giờ dậu và giờ tuất. Tuổi dần sanh vào ngày nào có vận số tốt nhất? Người tuổi dần sanh vào ngày mùng 1 có thiên tính thông minh, hoạt bát, nhanh nhẹn nhưng không dựa được vào người thân anh em lạnh nhạt. Tuổi trẻ bình thường bắt đầu từ trung vận thì vận trình chuyển biến tốt. Người tuổi dần sanh vào ngày mùng 2 thì tuổi trẻ rất tốt, trung vận bình thường, ưu điểm là hiền lành, hài hòa, quan hệ xã giao tốt đẹp, có quý nhân giúp đỡ. Khuyết điểm là không được cha mẹ đỡ đần, tài trắng lập nghiệp, tự mình tạo dựng thành công. Người tuổi dân sanh vào ngày mùng 3, đa tài, có trí, thông minh hiển đạt, gia đình mỹ mãn, vợ chồng hòa hợp. Người này cuộc đời bình an, không có nhiều sóng gió, bản thân và gia đình đều tốt nên làm gì cũng nhanh chóng, dễ dàng người tuổi dân sanh vào ngày mùng 4. Thiên tĩnh thông minh, phúc lộc song toàn, có thể gặp được bạn đời tốt, sống với nhau tới bạc đầu, cuộc đời ít trắc trở, đường nhân duyên vô cùng thịnh vượng. Người tuổi dân sanh vào ngày mùng 5, có tướng mạo nổi bật, nam thì khôi ngô tuấn tú, nữ thì mỹ lệ xinh đẹp, tâm hồn lương thiện, nhân duyên với gia đình mỏng đi xa lập nghiệp thì tương lai mới có hy vọng phát triển. Người tuổi dân sanh vào ngày mùng 6, tuổi trẻ khổ cực, khó dựa vào cha mẹ, tự lập bôn ba khắp nơi. Điểm tốt là thân thể khỏe mạnh, số mệnh trước khổ, sao sướng, càng ngày càng tốt hơn. Người tuổi dân sanh vào ngày mùng 7, phúc lộc song toàn, tuổi trẻ bình thường, nhưng từ trung vận sẽ tốt lên được người khác tiến cử nâng đỡ công thành danh toại gia vận hạnh phúc người tuổi dần sanh vào ngày mùng 8 thông minh lanh lợi nhưng ý chí không kiên định không biết tính toán định liệu nên phí cơ hội vận may vô ích không thành việc lớn người tuổi dần sanh vào ngày mùng 9 có thiên tính ôn hòa nhã nhặn tiết kiệm khắc khổ khổ cực phiền muộn, tuổi trẻ không tốt nhưng trung vận bắt đầu có chuyện biến tốt. Tuổi dần sinh vào ngày mùng 10, nam thanh nữ tú một đời gặp nhiều quý nhân, ít tiểu nhân, người tốt nâng đỡ nên tính toán chuyện gì cũng thuận, sinh cơ lập nghiệp, đặc biệt nữ mệnh hiền lành, tốt bụng hay thương người nên tốt xấu. Tuổi dân sinh vào ngày 11, Nam Mệnh cần xa quê lập nghiệp mới có thể phát triển, tài lộc thịnh vượng phát đạt. Nữ Mệnh thường nghĩ ngợi nhiều, có nhiều chuyện không thuận, từ trung niên bắt đầu thuận chiều hơn. Ngày 12 là một trong những ngày sinh đẹp của người tuổi dân, tư chất thông minh, hiểu đạo lý, giỏi học hành, có năng khiếu về nghệ thuật nếu phát triển theo hướng này sẽ chiếm được vinh quang cả danh lợi lẫn tiền tài đều đầy đủ tuổi dần sanh vào ngày 13 không có gia đình làm chỗ dựa phải tự cố gắng gian khổ tài không lập nghiệp số mệnh khổ trước sướng sau tự thân lập thân độc lập tự chủ tuổi dần sanh vào ngày 14 đa phần có ngoại hình nổi trội nam thì tuấn tú nữ thì xinh đẹp làm người nhẹ nhàng thanh tao thanh lịch hiền thục từ trung niên bắt đầu khởi sắc tài lợi đều dồi dào dò. người tuổi dần sanh vào ngày 15 tức ngày rằm thiên tĩnh thông minh nhưng tính cách quá tiến bộ viễn vông xa rời thực tế lại tùy hưởng cố chấp nên khó thành việc lớn nhân duyên với cha mẹ đạm bạc lạnh nhạt. Người tuổi dần sanh vào ngày 16, có danh có lợi, số phú quý, làm thành đại nghiệp, đào hoa vượng cuộc đời phong phú muôn màu muôn vẻ, có nhiều điều thú vị. Người tuổi dần sanh vào ngày 17, có số phận chìm nổi bất định, không dựa được vào người thân, các hùng đang xen, hòa phúc thất thường, gặp nhiều sóng gió trong cuộc đời. Người tuổi dần sinh vào ngày 16, có đường nhân duyên tốt, nam cưới được người vợ tốt, có tài, có đức, phúc lộc song toàn. Tuổi trung niên, con đường phát triển không lớn nhưng chậm rãi hưởng phúc. Nữ mệnh còn tốt hơn nam mệnh. Người tuổi dần sanh vào ngày 19, thông minh, cơ trí, hiếu lễ nghĩa, dự trữ tính, làm việc thật thà, chắc chắn, tuổi trẻ bình thường tới trung vận bắt đầu phát tài phủ có được danh lợi người tuổi dần sanh vào ngày 20 có tính cách trung hậu thích làm việc thiện tiên vận không thuận chìm nổi bất định có tiểu tai nhưng trung vận bắt đầu khá hơn hậu vận an nhàn người tuổi dần sanh vào ngày 21 thiếu niên như ý được cha mẹ cưng chiều học hành tiến bộ nhưng thanh niên dần kém nhiều lần trắc trở mệt nhọc phiền não không còn được cha mẹ giúp đỡ tài sản tự lập nghiệp không còn ai gánh vác giúp người tuổi dần sanh vào ngày 22 có ý chí không kiên định làm việc không đáng tin cậy thường xuyên thay công đổi việc di chuyển chỗ ở thất thường thiếu niên khổ nạn trung niên mở vận càng ngày mọi chuyện càng tiến triển tích cực. Người tuổi dần sanh vào ngày 23, thông minh lanh lợi, tâm tính tốt, có quyền có ẩn, tài lợi không tệ. Người này nên theo con đường công danh, quan chức, tiến thân, bằng học vấn và thi cử. Người tuổi dần sanh vào ngày 24, có sổ mệnh khổ trước, sướng sau, tuổi trẻ bông ba vất vả, nhưng trung niên đổi vận, thành công trong tầm tay, danh lợi đều đầy đủ, có thể đạt được mục tiêu lâu dài. Người tuổi dân sanh vào ngày 25, tuổi trẻ khổ cực nhưng trung niên đổi phận, danh lợi song hành, có số mệnh khổ trước sướng sau, trước hung sao cát, cố gắng ngày trẻ thì về già ung dung hưởng phúc. Người tuổi dân sanh vào ngày 26, tuổi thơ gặp nhiều tai ương, thiếu niên bình thường, thanh niên phận mỏng, không có cha mẹ làm chỗ dựa, phải tự bôn ba lập nghiệp vất vả, tới hậu vận mới hành thông tốt đẹp. Người tuổi dần sinh vào ngày 27, có vận số cát tường. Thường có quý nhân trợ giúp nên sự nghiệp thành công mỹ mãn nhân duyên hài hòa. Gặp được người bạn đời hợp ý, con cháu đông đúc, gia trạch thuận hòa. Tuổi dân sanh vào ngày 28, tính cách kiên cường, mạnh mẽ nhưng lại thiếu mù trí. Thường xuyên phướng vào thị phi không đáng có, nhân duyên kém, hôn nhân lạnh nhạt, tình cảm với bạn đời không sâu. Tuổi dân sanh vào ngày 29, gia đình không hạnh phúc, không gắn bỏ với người thân, xa quê lập nghiệp mới thành công Người này cuộc đời gặp nhiều quý nhân Tuổi trẻ bình thường Trung vận chuyển biến Tới hậu phận thì hưng thịnh Gia cảnh càng ngày càng thịnh vượng Tuổi dần sanh vào ngày 30 Không có cha mẹ làm chỗ dựa Vợ chồng tương khắc Nên lập gia đình muộn mới các từ Con người biết cố gắng vươn lên Vượt thoát khỏi nghịch cảnh Theo đuổi con đường kinh doanh cũng có điểm tốt. Tuổi dần sanh vào tháng nào có vận số tốt nhất? Vận mệnh người tuổi dần sanh vào tháng Giêng tức tháng 1 âm lịch. Tháng Giêng là tiết tân xuân, vạn tượng canh tân, long trầu, hổ phục, khí thể ngất trời. Người tuổi dần sanh vào tháng Giêng, gia vận hưng phát, phủ quý các tường, còn hiền chảo thảo, trong các tháng trong năm, tháng 1 âm lịch trùng với thời điểm Tết xuân về. Nên người tuổi dân sinh vào thời điểm này cũng có tính cách chính trực, lương thiện, có ý chí kiên định, vững vàng, gia đạo an yên, hưng thịnh vô cùng. Từ khi sinh ra đã được hưởng vinh hoa phố quý, bản mệnh có số thăng quan phát tài, thông minh tài giỏi, ở trên vạn người, không phải chịu sự quản thúc của người khác con cái có hiểu tương lai rộng mở người này được trưởng bối yêu thương và giúp đỡ rất nhiều có con đường phát triển hành thông vượng phát có thể nói người cầm tinh con hổ mà sanh vào tháng giêng thì quả là tháng sinh đại cát của người tuổi dân vừa sinh ra đã được hưởng phúc khí kéo dài cho đến hết cuộc đời vận mệnh người tuổi dân sanh vào tháng 2 âm lịch Tháng 2 âm lịch là tiết kinh trập, là thời điểm xuất lực. Dụng võ thể hiện sức mạnh cá nhân. Người tuổi dân sanh vào tháng 2 âm lịch, tài trí hơn người, dụng mưu như thần, việc gì đã quyết là tất sẽ thành. Có tài kinh bang tế thế, có thể thống lĩnh đại quân, lãnh đạo vạn người. Vận mệnh người tuổi dân theo tháng sinh là tháng 2 âm lịch trùng với tiết kinh chập vô cùng tốt đẹp, tài năng xuất chúng, họ có thể làm nên đại nghiệp, kinh thiên động địa. Vừa có đức lại vừa có tài, vừa có trí lại vừa có dũng, vừa có trung lại vừa có hiếu, quả thật không thể có điều gì khiến cho người này lùi bước. Họ có khả năng trở thành lãnh đạo là tấm gương để người người noi theo được kính nể và ngưỡng mộ được yêu quý rất nhiều vận mệnh người tuổi dân sanh vào tháng 3 âm lịch tháng 3 âm lịch cũng trùng với tiết thanh minh đất trời giao hòa triệu ơn mưa mốc người tuổi dân được hưởng phúc lộc đất trời nên có khí thể sung thiên lập nên nhiều công trạng hoạn lộ hành thông 100 người ngưỡng mộ. Người này tiền vận không được tốt cho lắm. Sao từ khi tới trung niên thì tìm khởi phát không có gì ngăn cản được. Thăng tiễn nhanh như phủ bảo khí thể hiểm người bị kịp. Người cầm tinh con hổ sanh vào tháng 2 âm lịch này cho sinh thông minh đỉnh ngộ. Dù làm bất cứ việc gì cũng đạt được thành tích cao đến bất ngờ. Đường công danh sự nghiệp vượng phát có địa vị cao trong xã hội. Vận mệnh người tuổi dần sanh vào tháng tư âm lịch. Tháng tư âm lịch rơi vào tiết lập hạ, thời tiết nóng bức, sông cây cõi lại xâm xê tươi tốt. Người tuổi dần sanh vào tháng tư âm lịch được hưởng phú quý, cả đời không phải lo phiền, con cháu hiền hòa, hiếu thảo. Người cầm tinh con hổ sanh vào tháng tư âm lịch thì có phúc tướng, gia đình yên ấm, hạnh phúc, vợ chồng yêu thương, giúp đỡ nhau nhiều trong cuộc sống. Bản mệnh trong công việc gặp nhiều thuận lợi, được quý nhân tương trợ, thăng quan tiến chức trong tầm tay. Cả đời tiêu giao tự tại, chuyện gì cũng hành thông, không phải lo phiền. Vận mệnh người tuổi dần sanh vào tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch rơi vào tiết mang chủng, Vận mệnh người tuổi dần sanh vào tháng này khá tốt, con người có phong độ, có uy nghiêm riêng, văn võ song toàn, can đảm hơn người, biết tiếng biết lui, giỏi ăn nói, giỏi đối nhân xử thế. Bất cứ chuyện gì cũng đều lên kế hoạch rõ ràng, nhờ thể mà đạt được nhiều thành tựu, tài trắng lập nghiệp, thành công vang dội, phú quý đầy nhà, người người ngưỡng mộ. Sinh vào tháng 5 âm lịch, người tuổi dần không được hưởng phúc lộc tổ tiên để lại. Xong, bù lại có tinh thần tự lập cao, mọi chuyện đều dựa vào chính sức mình. Nhờ có tài năng hơn người, có ý chí và lòng can đảm, lại được quý nhân nâng đỡ nên họ giành được nhiều thành công trong cuộc sống. Tính cách ngay thẳng cũng rất nghiêm khắc, đạt được quyền thể vững vàng. Tuy nhiên người này tính khí có phần nóng nảy nên dễ đắc tội với người. Cần phải cải thiện điều này để tránh nảy sinh xung đột, mâu thuẫn nghiêm trọng. Vận mệnh người tuổi dần sanh vào tháng 6 âm lịch Tháng 6 âm lịch là tiết tiểu thử trong năm, tiết trời khô hanh làm gì cũng khó. Cũng chính nhờ thế mà hung đúc cho người tuổi dần sanh vào tháng 6 âm lịch này có ý chí hơn người, có dũng khí, cũng có lòng quyết tâm hiếm người sánh bằng. Có điều ý chí không thiếu mà tài lực lại có phần ít ỏi nên mô sự khó thành, hành sự nhiều khó khăn. Vận mệnh người tuổi dần sanh vào tháng 6 âm lịch khá chắc trở, phải trải qua nhiều sóng gió, cũng khó bề làm nên cơ nghiệp. Người này có tinh thần hiệp nghĩa, không khoanh tay trước những chuyện bất bình, nếu có thể sẽ giúp đỡ đến cùng. Có ý chí, có quyết tâm, song một đời nhiều lần thất vọng khi ước mơ khó lòng thực hiện. Bản thân tài lực không đủ, lại không may mắn, không có người quỷ nhân nâng đỡ. Con giáp này còn có thể gặp phải chuyện tàn tốc mất đi người phổi ngẫu vận mệnh của người tuổi dần sanh vào tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch rơi vào tuyết lập thu Người tuổi dần sanh vào tháng này thì có tính cách mạnh mẽ, kiên định, gan dạ, dũng cảm, có tinh thần trách nhiệm cao. Dù có khó khăn đến đâu, họ cũng quyết tâm chinh phục và giành được những thành công đáng kể. Người tuổi dần sanh vào tháng 7 âm lịch có ý chí không thể khuất phục cũng có tài trí hơn người họ là người khổng khoảng nhiệt tình năng giúp đỡ mọi người có ý nghĩa chính nghĩa mà chẳng từ nan tuy nhiên tổ tiên phúc mỏng nên tuyền vận gặp nhiều trắc trở từ trung vận trở đi dựa vào nghị lực bản thân và tài năng sẵn có mà tài chẳng làm nên cơ nghiệp được người người kính nể vận mệnh người tuổi dần sanh vào tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch trong năm là tiết bạch lộ, thời khắc đất trời huy hoàng nên người tuổi dần sanh vào tháng này có tài năng xuất chúng, có tài nhìn xa trông rộng, định đoán tương lai lại có tài văn trường cải thể. Một tài nâng đỡ cả thiên hạ được bao người ngưỡng mộ. Chỉ tại bốn phương, hào sản phóng khoáng, gặp nhiều may mắn vạn sự như ý. Sinh vào tháng 8 âm lịch, người cầm tinh con hổ là chúa tể rừng khanh, khi có thiên tư đỉnh ngộ, mưu sự siêu việt. Tài văn trường xuất chúng lại có khả năng nhìn xa trong rộng nên nắm bắt được nhiều thời cơ hiểm có. Cả đời được trọng vọng, vàng danh bốn bể, ý chí ngất trời Xong người này phúc lộc tổ tiên bạc nhược nên cả đời phải tự lực tự cương dựa vào chính bản thân mình mai sau có quý nhân tới giúp sức phần nào cho nên gặp hung hóa cát vận trình dần dần hưng vượng vạn sự đại cát công thành danh toại vận mệnh người tuổi dân sanh vào tháng 9 âm lịch tháng 9 âm lịch là tiết hàng lộ người sinh tháng này mạng phúc kinh luân học cao hiểu rộng chỉ hiềm sinh ra không gặp thầy nên mô sự khó thành chính vì thế mà họ hầu như chỉ cầu bình an có phần an phận thủ thư chứ không mơ tưởng đến đại nghiệp thậm chí còn có ý chí từ bỏ cuộc hồng trần tu thân xóa bỏ tạp niệm Người tuổi dần sanh vào tháng 9 âm lịch, xét theo tử vi của 12 con giáp thì tài trí hơn người, thông minh, linh hoạt, học hành giỏi giang, trí tệ uyên bác. Chỉ có điều họ không đủ thực tế, chỉ biết học xuân chứ không áp dụng được kiến thức vào đời sống. Khả năng tự lập kém, khá dựa dẫm, ý lại, chỉ mong đi theo người khác chứ không muốn mình tự lập nghiệp. Thêm nữa người này mắc phải chứng tự cao tự đại nên làm gì cũng khó khăn, cản trở, không được quý nhân đối thương. Có tai mà chẳng có nơi dụng võ, chỉ biết cảm thán thế sự, không chiều lòng người. Nếu biết sửa đổi tính này, tự lập hơn, dám chịu khó, chịu khổ thì sẽ làm nên sự nghiệp. Vận mệnh của người tuổi dân sanh vào tháng 10 âm lịch Tháng 10 âm lịch tức tiết lập đông, vận mệnh người tuổi dần sanh vào tháng này tuy vất vả không được như ý, có tài năng, có trí tệ. Xong, sinh ra chẳng gặp thời, phải tha hương cầu thực, bôn ba ngược xuôi. Xong, lực mỏng, phải dựa vào người khác mới mong có thể lập nghiệp. Số kiếp người này phải xa nhà, xa người thân, chịu nhiều khó khăn vất vả, Công sức bỏ ra nhiều nhưng thành quả hưởng chẳng bao nhiêu. Họ là người trọng nghĩa khí, tính khí cũng hiền hòa, nho nhã. Nếu có thể tìm được người hợp tác đáng tin cậy thì vận trình có thể khởi sắc, sự nghiệp có đêm khởi phát. Nếu không thì vất vả cả đời, nhưng cũng không đạt được thành tựu gì đáng kể. Vận mệnh của người tuổi dân sanh vào tháng 11 âm lịch Tháng 11 âm lịch là tiết đại tuyết. Người tuổi dần sanh vào tháng này vận mệnh cuộc đời chịu nhiều trắc trở, gặp phải nhiều chuyện không như ý, thậm chí có thể vướng phải tai họa bất ngờ như bệnh tật, tai họa, họa lao tù. mưu sự khó thành, nhiều nỗi ô sâu, vạn sự, cẩn trọng là hơn. Người tuổi dần sanh vào tháng 11 âm lịch, cuộc đời phải trải qua nhiều tai ách, lại không được quý nhân để mắc tới nâng đỡ ít nhiều nên cả đời bung ba ngược xuôi tuy nhiên nếu cố gắng hết mình thì dù không làm nên sự nghiệp gì vẻ vang to lớn xong cũng phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền trong mệnh có điềm báo hiểm họa lao tù nên con giáp này cần phải lưu ý cẩn trọng khi hành sự chớ lơ là cảnh giác kẻo sẽ vướng phải tai họa từ trên trời rơi xuống. Người này cũng thích một mình tính tình cổ quái nên các mối quan hệ xã giao không được tốt, sự nghiệp bị ảnh hưởng phần nào, khó thành, công được. Mối quan hệ gia đình cực kỳ phức tạp, xong nếu sinh vào giờ tốt thì vẫn có thể xây chuyển vận mệnh, giảm bớt, tai ương vận mệnh của người tuổi dần sanh vào tháng 12, tức tháng chạp. Tháng chạp trong năm rơi vào tiết tiểu hàng. Xét vận mệnh người tuổi dần sanh vào tháng này thì cuộc đời hung nhiều, cát ít, cơm áo chẳng được đủ đầy, tâm chí nhiều điều lo lắng. Ra đời bị tiểu nhân phai hãm, cần chú ý đề phòng kẻ xấu ném đá sau lưng. Nên an phận thủ thường cẩn trọng trong mọi chuyện để giữ an toàn cho bản thân. Nếu không, sẽ đi vào con đường khổ cực trăm bề. Người cầm tinh con hổ sanh vào tháng 12 âm lịch, cuộc đời gặp nhiều sóng gió, ưu tư trăm mối, chẳng được hưởng cảnh thái bình. Cả đời sống trong bóng tối, mờ nhạt, chẳng mấy người biết đến, có có thành tựu đáng kể nào. Nên tạo mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, nàng kết giao bạn bè để phượng phận quý nhân. Nhờ quý nhân nâng đỡ, có thêm cơ hội thể hiện tài năng, mai ra sẽ đạt được ước nguyện, có sự nghiệp, công danh, thăng tiến. vận số tuổi mão Người cầm tinh con mèo, sanh vào giờ, ngày, tháng nào thì tốt nhất. Theo quan niệm tử vi, thời điểm con người sinh ra sẽ ảnh hưởng tới vận mệnh cả một đời. Vậy người tuổi mão sanh vào giờ, ngày, tháng nào thì có phần mệnh tốt. Tuổi mão xếp thứ tư trong 12 con giáp. Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Theo quan niệm dân gian Việt Nam, người tuổi mão cầm tinh con mèo, còn ở Trung Quốc là con thỏ. Do vậy họ cũng mang những đặc trưng tính cách và vận mệnh nhất định. Nhìn chung, những người tuổi mão là những người đặc biệt khéo léo, tinh anh và nhanh nhẹn. Trong các mối quan hệ xã hội và người thân trong gia đình, họ đều có cách ứng xử khéo léo. Chính sự hòa nhã, dịu dàng và tinh tế này giúp họ được quý mến và kính trọng. Đường đời của người tuổi mẫu thường được hưởng an nhàn và may mắn, gia đình yên ấm, hòa thuận hạnh phúc, con cái đề hoài, tai vận dồi dào, no đủ và ít gặp phải các biến cố lớn. Mặt khác, những người cầm tinh con mèo lại khá bảo thủ và có chút nhút nhát. Họ không thích cuộc sống bị xáo trộn quá nhiều, không muốn lao theo các cuộc đầu tư mạo hiểm vì thế đôi khi họ bị bỏ qua các cơ hội làm ăn lớn. Tuy nhiên, mọi người có giờ, ngày, tháng, năm sinh cụ thể không giống nhau nên tử vi cũng có sự khác biệt nhau. Tuổi mão sanh vào giờ nào có vận số tốt nhất? Sanh vào giờ tý tức từ 23 giờ đến 1 giờ xem tử vi giờ sinh người tuổi mão sinh vào giờ tý nam mệnh phong lưu đa tình ham chơi thích thay đổi công việc không coi trọng hôn nhân gia đình nên khó tránh khỏi tình trạng ly hôn hoặc tái hôn tuy nhiên nếu biết khống chế dục vọng sửa đổi thói quen có mới nới cũ thì cuộc sống hôn nhân sẽ tốt đẹp và bền vững hơn sanh vào giờ sửu tức từ 1 giờ đến 3 giờ. Người tuổi mão xanh vào giờ sửu có số tha hương, sống lưu lạc nơi đất khách quê người. Cuộc đời nhiều chuyện muộn phiền. Người này thông minh, linh hoạt, chỉ khí mạnh mẽ, thở nhỏ chăm học và học hành giỏi. Có tài năng như số trung chuyên, phải sinh sống hoặc làm việc nơi xa thì sự nghiệp mới rực rỡ sanh vào giờ dần tức từ 3 giờ đến 5 giờ. Người tuổi mão xanh vào giờ dần, người này tính tình nóng nảy, dễ thay đổi, thiếu kiên nhẫn nên khó thành công trong sự nghiệp. Tuy nhiên, ưu điểm thường thấy là sự cương trực và có năng lực thực thụ. Người tuổi mão xanh vào giờ mão tức từ 5 giờ đến 7 giờ. Sanh vào giờ bản mệnh thường có tài cao, trí dụng song toàn, được trọng dụng và dễ văn danh thiên hạ. Họ được tướng tinh và trạch mã tinh rọi chiếu nên lập công lớn mang lại lợi ích cho đất nước. Sanh vào giờ thìn tức từ 5 giờ đến 9 giờ. Người tuổi mão sanh vào giờ thìn thì thông minh, giỏi giang, có tài năng, cả đời nỗ lực cố gắng làm việc. Nhưng lại thiếu thận trọng và không gặp may nên thất bại nhiều hơn thành công. Cuộc đời trải qua không ít sóng gió, nhưng nếu quyết chí tới cùng sẽ làm nên đại nghiệp. Sinh vào giờ Tỵ tức từ 9 giờ đến 11 giờ. Sinh vào giờ Tỵ, số cô đơn, bồn ba khắp nơi để cầu danh lợi. Người này tự mình lập nghiệp không có sự trợ giúp của bạn bè nên thành công không được như mong đợi. Tuy nhiên vào trung vận, vận thể tăng được hưởng phúc lộc an nhàn. Sinh vào giờ ngọ tức từ 11 giờ đến 13 giờ. Sinh vào giờ ngọ có cuộc sống gia đình hạnh phúc, vợ chồng hòa hợp, lâm nguy vô sự, gặp hung hóa cát, có quý nhân giúp đỡ lập nên đại nghiệp, cuộc sống bình yên, không gặp nhiều sóng gió. Xanh vào giờ mùi tức từ 13 giờ đến 15 giờ. Người này thông minh xuất chúng, văn võ song toàn, có tài năng, sự nghiệp tiền đồ sáng lạng nhưng cần đề phòng tai bay vạ gió. Xanh vào giờ thân tức từ 15 giờ đến 17 giờ. Người tuổi mão xanh vào giờ thân dễ mắc nhiều bệnh tật, cuộc sống thăng trầm bất ổn, Tuy nhiên có sao Minh Đức chiếu mệnh nên gặp hung hóa cát, có thể làm nên nghiệp lớn. Sanh vào giờ dậu tức từ 17 giờ đến 19 giờ. Sanh vào giờ dậu cuộc đời gian nan vất vả, lập nghiệp khó khăn, cuộc sống hôn nhân gia đình bất ổn. Tuy nhiên khi đến trung vận khoảng vào 40 tuổi thì mọi việc như ý, hưởng phúc lộc bình an sinh vào giờ tuất tức từ 19 giờ đến 21 giờ. Người tuổi mão sinh vào giờ tuất cuộc đời người này cũng lắm gian nan nhưng có chỉ tiến thủ, không ngại khó, ngại khổ nên cũng có sự nghiệp tương đối ổn định. Sinh vào giờ hợi tức từ 21 giờ đến 23 giờ. Sinh vào giờ đờ hợi, cuộc đời khá vất vả, bất ổn và nhiều chuyện muộn phiền làm việc gì cũng phải hết sức cẩn trọng, tránh gặp phải thất bại. Kết luận Giờ sinh tốt nhất cho người tuổi mão là giờ mão, giờ mùi, giờ tỵ và giờ ngọ. Tuổi mão sanh vào ngày nào có vận số tốt nhất? Người tuổi mão sanh vào ngày mùng 1 là người thông minh, hiểu đồng, tính cách trung hậu chính trực, trọng nghĩa khí, khinh tài, thích giúp người khác. Người này tấm lòng lương thiện, tích nhiều phúc đức lại có tài cán, làm việc chăm chỉ nên cuộc đời hanh thông, xuân sẻ. Người tuổi mão sanh vào ngày mùng 2, có tính cách trung hậu thật thà, tuy tuổi trẻ không tốt, thường xuyên gặp chắc trở, nhưng trung vận chuyển đổi, càng ngày càng thuận lợi hơn, tới tuổi già hưởng phúc. Người tuổi mão sanh vào ngày mùng 3, tuổi thơ có tai ương, thanh niên phận mỏng, không dựa vào cha mẹ người thân, tự mình lập nghiệp, tay trắng làm nên, bùng ba vất vả, kết hôn sớm gặp hình khắc, kết hôn muộn là đại cát. Người tuổi mão sanh vào ngày mùng 4, số mệnh tốt đẹp, gia nghiệp thành công nhưng phải bùng ba, nay đây mai đó, xa cách quê hương dựng nghiệp thì sẽ phát triển rực rỡ. Người tuổi mão sanh vào ngày mùng năm, có tâm tính từ bi lương thiện, sức khỏe tốt, thân thể cường tráng, đối nhân xử thể hài hòa, mệnh khổ trước sướng sau. Người tuổi mão sanh vào ngày mùng sáu, tâm tính trung hậu, hiền lành, nhân đức, xử sự công chính, nhân duyên tốt đẹp, nữ mệnh có gia trạch hạnh phúc. Người tuổi Mão sinh vào ngày mùng 7, thông minh lanh lợi, làm việc chuyên tâm chăm chỉ, có đầu có đôi. Kiên trì nhẫn nại, giao lưu bạn bè tốt nên thường được giúp đỡ, cả đời hành thông suôn sẻ. Người tuổi Mão sinh vào ngày mùng 8, trước khổ sao sướng, tuy tuổi trẻ không tốt khó khăn về tài chính, nhưng tới trung vận thay đổi, tuổi già khai vận càng ngày càng thuận lợi. Người tuổi mão sanh vào ngày mùng 9, một đời trung hậu, làm việc gì cũng khuất tất. Tuổi trẻ bình thường, trung vận có phúc, số mệnh, khổ trước, sướng sau, nên kiên trì tới cùng, không bỏ cuộc giữa chân. Người tuổi mão sanh vào ngày mùng 10, có vận trình tình cảm cực kỳ tốt, tình yêu ngọt ngào, gặp được bạn đời hợp ý, tài lộc không thiếu, gia nghiệp may mắn, cả tình lẫn tiền đều như ý. Người tuổi mão sanh vào ngày 11, tiền vận không thuận, mọi việc đều gặp khó khăn trục trặc khiến bản thân phải bông ba mệt nhọc, lo toan, tính toán, lại không dựa được vào người thân, bạn bè nên rời xa gia đình để làm ăn thì mới có tài lộc. Người tuổi mão sanh vào ngày 12, có số lợi quan lợi quyền, được cả danh và lợi, không những chức vụ cao mà còn giàu sang sung túc. Cần lưu ý họa tổ sắc, nhất là nam giới, có thể khiến cho bản thân thanh bại danh liệt. Người tuổi mão sanh vào ngày 13, có trí tài xuất chúng, mô lược cao thâm, tính toán cao xa, nhưng tính tình thiếu nhẫn này không có sự cầu tiến, lời học hỏi nên không thể thành đại sự, chỉ bình thường, dễ thất bại. Người tuổi mão sanh vào ngày 14, không những thông minh lanh lợi mà còn có tính nhẫn nại, tuy gặp nhiều chướng ngại, có nhiều thử thách nhưng cũng đều tự vượt qua, cuối cùng gian nan mà thành công, đạt được nguyện vọng. Người tuổi mão sanh vào ngày 15 tức ngày rằm. Tuổi trẻ không tốt, không có gia đình làm chỗ dựa, cha mẹ anh em không giúp đỡ nên rất gian khổ, tổ nghiệp nông cạn, tay trắng tự lập, các hung, họa, phúc đang sen. đời có sướng có khổ. Người tuổi mão sanh vào ngày 16, có đường hôn nhân thuận lợi, vợ chồng tôn trọng lẫn nhau nhưng lại hình khắc con cái. Người này tính cách hảo thẳng, thích dây chiến nên ảnh hưởng tới tiền đồ, tương lai không thuận. Người tuổi mão sanh vào ngày 17, tính cách trung hậu, hiền lành, nam thành nữ tú, diện mạo đẹp đẽ, có nhiều quý nhân giúp đỡ, tuổi trẻ bình thường, trung niên phú quý, được cả danh và lợi, gia trạch hài hòa, hạnh phúc. Một trong những ngày xinh đẹp của người tuổi mão là ngày 18 con người có nhân phẩm đạo đức tốt, cao thượng, được người khác kính trọng, trung niên phận quý, hưởng an nhàn, tuổi già. Người tuổi mão sanh vào ngày 19, không thể dựa vào gia đình cha mẹ, tự mình cố gắng, khổ trước, sao sướng. Tuổi trẻ bôn ba nhưng tuổi già giàu có, cố gắng sẽ được đền đáp xứng đáng, không bị phụ công. Người tuổi mão sanh vào ngày 20, có ý chí kiên cường, mạnh mẽ, cư xử quyết đoán, chớp thời cơ rất tốt. Tiền vận bình thường bắt đầu từ trung vận sẽ giàu có lên rất nhanh. Người tuổi mão sanh vào ngày 21. Không có căn cơ, tổ nghiệp, khinh bạc lại vô duyên với gia đình. Cha mẹ, anh em, lạnh nhạt, người thân không đoàn kết. Rời nhà đi xa lập nghiệp, tự mình cố gắng người tuổi mão sanh vào ngày 22, có nhân duyên rất tốt, nam mệnh cưới vợ hiền, nữ mệnh lấy chồng, làm chỗ dựa, gia nghiệp hưng thịnh, làm việc chăm chỉ, ngày càng tốt đẹp. Người tuổi mão sanh vào ngày 23, trời sinh thông minh, nhanh nhẹn, thấu tình đạt lý, tính cách thoải mái, phóng khoáng, nhân duyên tốt, dễ gặp được bạn đời hợp ý, hiền lành, cuộc đời hanh thông không có trưởng ngày nào đáng kể. Người tuổi mão sanh vào ngày 24, từ nhỏ đã khổ sở, tài lộc kém cỏi, phải xa quê tới nơi khác phát triển, số mệnh trước hung sao cát, càng nhiều tuổi càng bình an hơn. Người tuổi mão sanh vào ngày 25, tiền vận tốt, không lo cái ăn cái mặt, được chiều chuộng sung sướng, trung niên bình thường, bận tâm mất công sức mà không có kết quả. Hậu vận chuyển số có đêm tốt lành hơn, số mệnh tự cư làm chủ cuộc đời. Người tuổi mão sanh vào ngày 26, có năng lực xuất chúng, thông minh, nhanh nhẹn, giỏi về tính toán và chuẩn bị, một đời vinh hiển, đạt nhiều thành tựu, tuổi già an ổn, hưởng thọ lâu dài. Người tuổi mão xanh vào ngày 27, thông minh, hiểu học, có trí lực phi phàm, một đời vinh hiển, làm rạng danh tổ tiên. Đường tình duyên hòa hảo, vợ chồng thuận lợi, ăn nên làm ra, giàu sang phú quý. Người tuổi mão sanh vào ngày 28, có đường hôn nhân tốt đẹp, vợ chồng hòa thuận, có số xuất ngoại, đi xa sẽ phát triển nhưng phải chạy đông, chạy tây, di chuyển nhiều. Trung vận, công thành, danh toại. Người tuổi mão sanh vào ngày 29, nam mệnh khôi ngô tuấn tú, tủ, đường quan lộc rộng mở, đạt thành sự nghiệp. Nữ mệnh thông minh, thiện lương, giỏi giang, đảm đang việc nhà, là người vợ hiền. Người tuổi mão sanh vào ngày 30, tự lập, làm việc, mưu tính phát triển, sao trung niên sẽ thành công, gia nghiệp thịnh vượng, tuy tài lợi không phải xuất sắc nhưng cũng dư giả tuổi già phồn hoa số mệnh phúc thọ tuổi mão sanh vào tháng nào có vận số tốt nhất vận mệnh của người tuổi mão sanh vào tháng một âm lịch tức tháng giêng thời điểm này trong năm rơi vào tiết tân xuân là lúc nên hoàng hỷ mừng đón xuân về nên người tuổi mão sinh vào tháng này cũng được hưởng lây phúc lộc đất trời. Cuộc đời no ấm đủ đầy, tuy nhiên con giáp này vẫn chịu nhiều vất vả, chạy vại ngược xuôi mà không có được nhiều cơ hội phát tài. Nếu được hồng phúc cha mẹ che chở thì số phận bớt long đông. Nên tìm công việc thực tế, an phận, làm tốt nhiệm vụ của mình, có kế hoạch thu chi hợp lý thì sẽ tránh bớt được những khổ sở trong đời. Vận mệnh người tuổi mão sanh vào tháng 2 âm lịch Người tuổi mão sanh vào tháng 2 âm lịch rơi vào tiết kinh trập là lúc vạn vật sinh trưởng, cây cõi đâm tròi nảy lọc, hoa lá tươi tốt. Sinh vào thời điểm này trong năm, tuy cũng phải gánh chịu không ít phòng ba bão táp trong đời, nhưng kết cục vẫn vô cùng tốt đẹp. Cơm ăn, áo mặc đủ đầy, có tiền bạc, có công danh sự nghiệp, tiền đồ, sáng lạng, rực rỡ. Nếu có thể kiên trì vượt qua những khó khăn trong cuộc đời, thì bản thân người tuổi mão sẽ càng ngày càng thêm mạnh mẽ hơn, có nhiều kinh nghiệm, có đủ năng lực để ứng phó với mọi sự trên đời, chẳng có gì có không có thể vượt qua con đường phía trước vô cùng tươi sáng, hạnh phúc, ngập tràn. Vận mệnh người tuổi mão sanh vào tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch trong năm rơi vào tiết thanh minh, trời đất, giao hòa, phúc lộc tràn trề. Bất kể là nam hay nữ thì đây đều là người có phúc. Người tuổi mão sanh vào tháng 3 âm lịch thông minh, lanh lợi, tươi di phóng khoáng, nhạy bén, có tầm nhìn xa, có chỉ hướng hơn người. Xem vận mệnh của người tuổi Mạo theo tháng sinh âm lịch, đây là người có tiền đồ rộng mở, công danh sự nghiệp thành công, có quyền lực hơn người. Dù là trên con đường sự nghiệp hay tài lộc, họ đều gặp nhiều may mắn, mưu sự tất thành, cầu được ước thấy, chẳng cần phải bỏ ra quá nhiều công sức, không phải đi đường vòng mà vẫn có được những gì mà mình mong muốn. Họ dựa vào chính sức mình, vào năng lực của bản thân, cộng thêm vận may trời ban mà gây dựng nên sự nghiệp. Phúc lộc từ cha mẹ anh em chẳng được là bao, phải tự thân vận động, không trông cậy được vào ai. Vận mệnh người tuổi mão sanh vào tháng tư âm lịch Tháng tư âm lịch là tiết lập hạ trong năm. Tuy tiết trời chuyển sang nóng bức nhưng cây cõi lại xum xuê tươi tốt. Xem vận mệnh của người tuổi mão theo tháng sinh âm lịch, đây là người có nhiều cơ hội thăng tiến trong đời. Tính cách hòa nhã, dễ gần, có phần mang hơi hướng của nghệ sĩ, uyên bác, đa tài, học rộng biết nhiều. Bất kể là theo nghiệp văn hay nghiệp võ, người sinh năm mão vào tháng tư âm lịch đều có thể tạo dựng được sự nghiệp thành công vang dội học võ là tưởng tài mà học văn là văn hào. Nếu đi theo con đường nghệ thuật thì cũng có thể làm nên công trạng. Cuộc sống gia đình hạnh phúc thuận hoa, vợ chồng đều có được vinh hoa, con cháu đời sau thành danh hiển hách, tài vận hành thông, vạn sự như ý. Cuộc đời người tuổi mão sanh vào tháng nay bình an, mọi sự thuận lợi, hạnh phúc đủ đầy phú quý vượng phát. Vận mệnh người tuổi mão sanh vào tháng năm âm lịch. Tháng năm âm lịch trùng với tiết mang chủng, dù là nam mệnh hay nữ mệnh, chỉ cần là người tuổi mão sanh vào tháng này đều công danh hiển hách, tiền bạc dư giả. Tuy tiền vận có phần khốn khó, nhưng tới trung vận, hậu vận thì cực kỳ vượng phát, vinh hoa phú quý không ai bằng. Người sinh vào tháng 5 âm lịch có đầu óc kinh doanh nhạy bén, có tài làm ăn buôn bán, biết tự tài gây dựng sự nghiệp. Tuy nhiên, họ lại rất nho nhã, có tu dưỡng, biết kính trên nhường dưới, rất được lòng mọi người. Chân thành chính trực nên cũng được nhiều người tin tưởng và đồng ý hợp tác. Cuộc đời người tuổi mão sanh vào tháng này êm đềm, không phải trải qua đại nạn, cũng không gặp phải nguy nan vạn sự thuận lợi như ý, đại cát, đại lợi. Vận mệnh người tuổi mão sanh vào tháng 6 âm lịch. Rơi vào tiết tiểu thử trong năm, đây là thời điểm vạn vật đổi mới, cây cỏ hoa lá tốt tươi. Vận mệnh của người tuổi mão sanh vào tháng 6 âm lịch này có thể theo đó mà hưởng khí chất của đất trời. Họ có tài lãnh đạo xuất chúng, giỏi, bao quát, chỉ huy. Trên con đường công danh sự nghiệp, người này chăm sự đều thuận lợi, thăng tiến âm âm, vận may tới tấp, gia đình hạnh phúc, con cái thảo hiền, vợ chồng hòa thuận. Sức khỏe của người này cũng rất tốt, họ sống hài hòa và nhận được sự tôn trọng của những người xung quanh. Vận mệnh người tuổi mão sanh vào tháng 7 âm lịch Tháng 7 âm lịch là tiết lập thu, Người tuổi Mão sanh vào tháng này có tư chất thông minh, có ngộ tính cao. Dù là nói hay làm cũng đều nhanh nhẹn, linh hoạt, tạo cảm giác đáng tin cậy. Họ gặt hái được rất nhiều thành công trong công việc, không phải trải qua đại nạn gì mà cơ bản con đường thăng tiến thuận lợi, mọi sự đều cát lành như ý. Tài trí hơn người, nhân cách cũng chính trực cao sang. Người tuổi mão sanh vào tháng 7 âm lịch có tài lộc dồi dào, dò, cơm no áo ấm, chẳng bao giờ lo túng thiếu. Nếu theo con đường văn chương nghệ thuật, họ có thể gây dựng sự nghiệp hiển hách, phát huy được tài năng của bản thân, thành danh nhờ tài văn thơ ấy. Có điều dù làm gì thì cũng phải đều tự lực cánh sinh, tổ nghiệp phúc mộng, chẳng được cha mẹ giúp đỡ gì nhiều. Vận mệnh của người tuổi Mão sanh vào tháng 8 âm lịch. Sanh vào tháng 8 âm lịch, rơi vào tiết bạch lộ trong năm. Đây là người có mệnh vinh hoa phú quý, đại cát, đại lợi. Sanh vào tháng này trong năm, người tuổi Mão tâm địa thiện lương, không bao giờ có tâm hại người. Càng chẳng nghĩ đến việc chèn ép, ức hiếp bất cứ ai. Đường nhân duyên của người này vô cùng tốt, họ luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Dù nguy nan tổn hại đến bản thân, cũng chẳng từ, làm việc tốt, không chờ, báo đáp. Vận mệnh của người tuổi mão sanh vào tháng 8 âm lịch này khá tốt. Nhiều người có thể làm quan chức, bổng lộc đầy tay, công danh hiện hách, phú quý cho đến hết đời. Khả năng ứng biến khá tốt, giỏi phân tích vấn đề trên con đường thăng tiến, hành thông trọng mở. Đường tài lộc của con dắp này cũng khá sáng, tiền bạc dồi dào, con cháu cũng có điềm bảo phát đạt. Vận mệnh người tuổi Mão sanh vào tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch rơi vào tiết hàng lộ, sanh vào tháng này trong năm, ý chí của người tuổi Mão không được kiên định cho lắm, họ có chút gì đấy an phận thủ thương thiếu dụng khỉ tiến lên phía trước, càng không thể coi là hạnh tiến. Cũng không có ý thức tiết kiệm tiền bạc. Sống thờ ơ, lười biển, mọi sự đều nghe theo số trời định sẵn, không mấy khi cố gắng hết mình để giành được những gì mà mình muốn. Tuy số phận không bạc đại chẳng đến mức túng thiếu, nhưng cũng không thể xem là đại phú đại quý. Chính vì thế mà họ càng không thấy hài lòng, không biết đủ mà oán trách ông trời, than thở mình sinh ra không gặp thời, ý chí lại càng thêm xa xúc, nản lòng, nhục chí, dần dần trở nên tự ti, suy nghĩ tiêu cực. Có thể nói khuyết điểm lớn nhất của người tuổi mão sanh vào tháng 9 âm lịch chính là không có tinh thần cầu tiến. Nếu có thể khắc phục được điểm này, chắc chắn họ sẽ có một con đường thăng tiến không tồi vận mệnh người tuổi mão sanh vào tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch theo lịch cổ là tiết lập đông, trời đất chuyển sang lạnh lẽo cô liêu. Người này từ nhỏ đã mang mệnh số cô đơn, sẵn sàng đóng cửa tự mình mua vui cho chính bản thân mình. Tính cách có phần, lập dị, họ sống cô độc không thích hoạt động xã giao, chỉ thích giấu mình trong một nơi an toàn, không ai hay, ai biết phẩm chất thành cao, thậm chí có phần tự phụ. Người tuổi mão sanh vào tháng này không quan tâm đến bất cứ ai, cũng không màng đến ý kiến của người nào. Họ không thích nổi bật, không thích đứng ra trước trốn đông người. Tuy trong đời khó tránh khỏi những lúc nguy hiểm, gặp phải nguy nan, song người tuổi mão sanh vào tháng 10 âm lịch được quý nhân phù trợ nên đều có thể hóa nguy thành an thuận lợi vượt qua những cửa ải khó khăn. Vận mệnh người tuổi mão sinh vào tháng 11 âm lịch Tháng 11 âm lịch trong năm là tiết đại tuyết. Xem tử vi người tuổi mão sinh vào tháng này có thể coi là mệnh mang đa tài đa nghệ. Họ thông minh, lanh lợi, tuy nhiên tổ nghiệp lạnh lẽo nên phải tha hương, cầu thực. Lập nghiệp nơi đất khách quê người, anh em trong nhà sức hèn, lực mỏng, không giúp đỡ được gì nhiều. Bản thân họ cũng phải chịu nhiều nỗi đa đoan. Chỉ mong người giúp đỡ mà không tìm được nơi để bảo phiếu vào. Về cơ bản, đây là người trọng nghĩa khinh tài. Rất yêu quý bạn bè, tài lộc dễ tụ nhưng cũng dễ tan. Tiền vận tài khí đủ đầy, vạn sự như ý. Xong, phải tới năm 39, 40 tuổi thì mới coi là phát đạt phú quý hơn người. Số mệnh người tuổi mạo sanh vào tháng 11 âm lịch có thể nói là khá tốt, phúc như Đông Hải, Thọ Tỷ, Nam Sơn. Vận mệnh người tuổi mạo sanh vào tháng 12 âm lịch, tức tháng chạp. Tháng 12 âm lịch trùng với tiết tiểu hàng trong năm. Đây là người tư chất thông minh, đỉnh ngộ, khéo léo, giỏi giang. Họ làm gì cũng chu đáo và tỉ mỉ, túc trí đa mưu. Ý chí cao ngất trời, lại ham học hỏi, chẳng nề hà bất cứ điều gì. Nhờ thế mà cuộc đời sau này khá tốt đẹp, công danh bổng lộc chẳng kém ai. Tiêu dị tiêu diêu tự tại chẳng phải lo phiền bất cứ điều gì. Là người khoan dung và độ lượng, Người tuổi mạo sanh vào tháng chạp tính tình phóng khoáng lại được trời thương nên tài lộc dồi dào, tiền bạc dư giả. Từ thời trung vận không nhờ cậy đến ai mà tự tai gây dựng cơ đồ, dần dần đạt mức vinh hoa phú quý, có người giúp đỡ, có thần tài trợ lực. Người này kết hôn muộn thì dễ tìm được người tâm đầu ý hợp, từ năm 40 đến 45 tuổi có thể nhìn thấy con cái thành danh, gia sản trong nhà càng ngày càng thêm sinh soi nảy nở. Tuy nhiên, cuộc sống gia đình có thể trải qua nhiều điều không như ý, hung họa có thể ập xuống bất cứ khi nào, trở nên lơ là cảnh giác để bảo vệ cho hạnh phúc gia đình của mình. Vận số người tuổi thân người cầm tinh con rồng sinh vào giờ ngày tháng nào thì có vận số tốt người tuổi thân được xem là nhân trung chi long tức rồng trong biển người cũng là con giáp vô cùng nổi bật và xuất chúng trong 12 con giáp tuổi thân xếp thứ năm theo thứ tự 12 con giáp tý sửu dần mão thân tỵ ngọ mùi thân dậu tuất Hài. còn giáp này được đại diện bằng lò rồng tượng trưng cho thiên tử quyền lực và sự thống trị nhìn chung người tuổi Thìn là những người mạnh mẽ và có tham vọng lớn họ khao khát được chứng tỏ bản thân bằng chính năng lực của mình họ cũng đặt ra các mục tiêu hoài bão lớn và nỗ lực thực hiện hơn nữa vận số của người tuổi Thìn thường may mắn nên làm việc gì cũng thuận lợi nhờ đó con đường sự nghiệp của những người này phát triển rộng mở tuy nhiên bởi tính cách mạnh mẽ nên đôi khi việc giao tiếp của người tuổi thân không được người khác yêu quý họ tự tin lạc quan nhưng lại dễ lấn lướt người khác mặt khác họ lại thiếu đi bộ nhạy cảm nhất định trong mối quan hệ Vậy người tuổi thân sinh vào giờ nào thì có phận số tốt nhất? Giờ, ngày, tháng, năm sinh có ảnh hưởng khá lớn đến vận mệnh của con người. Chẳng thể mà có người sinh nhầm giờ, ngày, tháng tốt thì được vinh hoa, phú quý, hiện đạt. Người sinh nhầm ngày, tháng, giờ xấu thì số kiếp lận đận, lòng đông. Tuổi thân sanh vào giờ nào có vận số tốt nhất sanh vào giờ Tý tức từ 23 giờ đến 1 giờ theo luận đoán vận số gặp tam hợp thân tí Thìn nên người tuổi thân sanh vào giờ tí có sự nghiệp thuận lợi tiền đồ sáng lạng mọi sự các tư người này được quý nhân phù trợ người thân và bạn bè giúp sức nên dễ đạt được thành công trong sự nghiệp Tuy nhiên đôi lúc bị kẻ tiểu nhân phá hoại nên không tránh khỏi tình trạng phá tai nhưng cuối cùng vẫn thành công rực rỡ. Sinh vào giờ sủ tức từ 1 giờ đến 3 giờ. Người tuổi thân sinh vào giờ sủ có các tinh triệu mệnh nên mưu cầu đại cát, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. Ngoài ra có quý nhân giúp đỡ, gia đình hậu thuận nên cuộc đời không phải trải qua nhiều sóng gió. Tuy có vướng vào hòa khẩu thiệt thị phi, nhưng nhân duyên tốt lành, mọi chuyện đều ổn thỏa. Sinh vào giờ dần, tức từ 3 giờ đến 5 giờ. Do sao dịch mã chiếu mệnh nên người tuổi thân sinh vào giờ dần có số ly hương. Phát triển sự nghiệp nơi đất khách quê người. Dù sự nghiệp có thành tựu nhất định, nhưng mệnh phạm thuyền tức tinh nên thành công không dễ dàng. Do đó làm việc gì cũng phải thận trọng thì tỷ lệ thành công mới cao. Sinh vào giờ mão tức từ 5 giờ đến 7 giờ. Do mão mộc khắc thình thổ nên người sinh vào giờ này dễ bị đau ốm bệnh tật, vô phương cứu chữa. Dù người này tài hoa, có học thức nhưng lại không gặp may mắn, cuộc sống thăng trầm bất ổn, nhiều chuyện buồn phiền sinh vào giờ thìn tức từ 7 giờ đến 9 giờ. Đa phần người tuổi thìn sinh vào giờ bản mệnh đều thông minh, phú quý, nam tài, nữ đẹp, vợ chồng hòa hợp, cuộc sống đầy đủ, phúc lộc dồi dào, có quý nhân phù trợ nên mọi sự đều thành. Sinh vào giờ tỵ tức từ 9 giờ đến 11 giờ. Vì tị hỏa sinh thình thổ nên người tuổi thình sanh vào giờ này tuy gặp họa nhưng không lớn, không có họa đại xung, cuộc đời bình yên. Ngoài ra người này được quý nhân giúp đỡ, gia đình hỗ trợ nên sự nghiệp đại thành, thành đạt, cuộc sống sung túc. Tuy nhiên dù là nam mệnh hay nữ mệnh đều có số tái hôn. Sinh vào giờ ngọ tức từ 11 giờ đến 13 giờ. Người tuổi thân sanh vào giờ ngọ thường có tính tình nóng nảy, tinh thần bất ổn, sổ phải phiêu bạc khắp nơi, làm việc gì cũng phải thận trọng thì mới có được thành công. Người này ở thời thơ ấu vất vả, lắm trung truyền, nhưng vào thời kỳ trung và hậu vận thì cả danh và lợi đều có được cuộc sống an nhàn yên ổn sinh vào giờ mùi tức từ 13 giờ đến 15 giờ. Người sinh vào giờ này có sao thái dương chiếu mệnh nên số gặp nhiều phiền tỏi, hao tổn tiền của dù có tài năng và phẩm chất đạo đức tốt. Người này phải tự thân vận động, không được gia đình hậu thuẫn nên lập nghiệp khó khăn, tuy vậy cũng có được những thành công nhất định. Sinh vào giờ thân tức từ 15 giờ đến 17 giờ. Vì thần thổ sinh thân kim, nên người này có tài lộc sông toàn, kinh doanh phát đạt, tứ phương điều lợi. Tuy nhiên có sao chỉ bói chiếu mệnh nên phải cẩn trọng trong vấn đề kết giao bạn bè, tránh ảnh hưởng đến sự nghiệp. Sinh vào giờ dậu tức từ 17 giờ đến 19 giờ. Người tuổi thân sinh vào giờ dậu rất vượng vận đào hoa, có tài có lộc, nhưng cũng gặp không ít rắc rối về chuyện tình cảm. Cuộc sống người này sung túc đủ đầy, nhưng dễ xuất hiện tình trạng ngoại tình khiến hôn nhân bất ổn. Sinh vào giờ tuất tức từ 19 giờ đến 21 giờ. Sinh vào giờ tuất hầu hết là những người có tài năng, thông minh, tài trí, có tài ăn nói nhưng lại khó tụ tài, tự lực cánh sinh, càng đi xa sự nghiệp càng có chuyển vọng sinh vào giờ hợi tức từ 21 giờ đến 23 giờ. Người tuổi thìn sinh vào giờ hợi có số đại cát đại lợi vì được sao tử vi và long đức chiếu mệnh. Cuộc đời người này khá an nhàn, sự nghiệp thuận lợi thành công, có quý nhân giúp đỡ nên mọi phiền phức hay khó khăn đều được hóa giải. Kết luận giờ sinh tốt nhất của người tuổi thân là giờ tỷ và giờ thân. Tuổi thân sinh vào ngày nào có vận số tốt nhất? Người tuổi thân sinh vào ngày mùng 1. Mệnh mang quan ẩn, chủ về công danh sự nghiệp, quyền cao chức trọng, một bước lên mây, thuận buồm xuôi gió, số mệnh đại cát đại lợi. Người tuổi thân sinh vào ngày mùng 2 có số tài trắng, dựng nghiệp rời xa quê hương để làm ăn mới có thể thành công. Số mệnh phình thịnh, tuy vất vả bôn ba nhưng sẽ được đền đáp xứng đáng, càng cố gắng càng được hưởng phúc. Người tuổi thân sanh vào ngày mùng ba, có tướng mạo đoan chính, thiếu niên được che chở bao bọc sung sướng, kế thừa gia nghiệp, danh vọng hưng thịnh, một đời vô lo vô nghĩ. Người tuổi thanh sanh vào ngày mùng 4, sức khỏe không tốt, thân thể yếu kém, không có cơ hội phát huy tài nghệ, cả đời phiền muộn. Người này làm gì cũng không thuận, không đạt được mục tiêu. Người tuổi thanh sanh vào ngày mùng 5 là người thông minh, nhanh nhẹn, ham học hỏi, có khả năng giao lưu thuyết trình, xã giao tốt, có thể phát triển hướng ngoài, làm công tác xã hội cẩn thận đề phòng mầm họa ở thận và bệnh thận. Người tuổi thìn sanh vào ngày mùng 6, một đời buồn phiền lo và lo lắng không yên. Mưu sự khó thành, nhấp nhô chắc trở, người này không có may mắn thường bị cản đường, dẫn tới đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Mùng 7 là một trong những ngày sinh tốt nhất của người tuổi thân có nhiều quý nhân giúp đỡ có gia đình người thân làm chỗ dựa vui nhiều buồn ít hay gặp hỷ sự hôn nhân mỹ mãn gia vận hài hòa hạnh phúc người tuổi thân sanh vào ngày mùng 8 thông minh hiểu học thành nhiều bại ích gặp toàn chuyện tốt lành và thành công biết lo việc nhà làm việc đảm đang thấu tháo vát nữ mệnh vượng phu ích tử có thể trợ giúp cho chồng về sự nghiệp người tuổi thân sinh vào ngày mùng chín có thể thu phục lòng người bởi tài đức song toàn mô tính sự nghiệp thành công tài lộc dồi dào cuộc đời vinh hiển người tuổi thân sinh vào ngày mùng 10, cuộc sống muôn màu muôn vẻ phong phú phơi phới tay vận hành thông tuy không phải đại phú đại quý nhưng những món tiền nhỏ không ngừng đổ về một đời bình yên an ổn người tuổi thân sanh vào ngày 11 tài khổ bất ổn kiếm bao nhiêu tiền tiêu bảy nhiêu không biết quản lý tài chính thiếu trước hụt sau thích kết giao bạn bè tiêu xài xả láng người tuổi thân sanh vào ngày 12 có số phú quý đường hôn nhân rất tốt nam có thể cưới được vợ hiền nữ có thể lấy được chồng yêu thương vợ chồng hài hòa tiền tài không thiếu con cháu thịnh vượng người tuổi thanh sanh vào ngày 13 làm việc xuất chúng gia nghiệp hưng vượng con cái cả nam cả nữ đều thông minh giỏi giang có thể làm rạng danh tổ tông người tuổi thân sanh vào ngày 14 có thể kế thừa tổ nghiệp, tiếp nối truyền thống gia đình, được cha mẹ để lại tài sản, công việc dựa vào gia đình. Tuổi trẻ bình thường, trung niên phát đại vận, càng ngày càng phát đạt. Người tuổi thân sanh vào ngày 15, tức ngày rằm, cuộc đời bồn ba vất vả mệt nhọc, đa số tha hương nơi đất khách quê người, mệnh nữ có đường hôn nhân cát tường, con cái đủ đầy, nam nữ song toàn, tài lộc dồi dào, không lo cơm áo. Người tuổi thân sinh vào ngày 16, trời sinh thông minh, nhanh nhẹn, nhạy bén, sắc sảo hơn người, chăm chỉ hiếu học nên gia nghiệp hưng thịnh, tài lợi phong phú, có thể làm nên việc lớn. Tự trang trải và phát triển. Người tuổi thân sinh vào ngày 17, có cuộc sống hôn nhân tốt đẹp hay hoa, thường xuyên được quý nhân chiếu cố có thể mượn lực những người xung quanh để làm giàu một đời an ổn tốt lành. Người tuổi thìn sanh vào ngày 18 có chỗ dựa là cha mẹ, gia đình nên không tự lập, chuyện gì cũng không thể tự quyết định được, tài lộc không thuận, chỉ đủ dùng chứ không dư giả. Người tuổi thìn sanh vào ngày 19 gặp nhiều rủi ro tai họa, thành công thì ít, thất bại thì nhiều, nhân duyên với người thân lạnh nhạt, không có chỗ dựa dẫm, không có người giúp đỡ, tự mình cố gắng. Người tuổi thanh sanh vào ngày 20, tâm địa không xấu nhưng không biết cách thể hiện ra bên ngoài, có tiếng la lạnh nhạt nhưng thật tình tốt bụng, tính tình kiên cường mạnh mẽ. Cuộc đời vẫn bước phát triển, sự nghiệp thành đạt, tự mình, làm chủ tất cả người tuổi thân sanh vào ngày 21, có tâm tính thiện lương, nhân hậu, nam nữ đều hiếu thảo, đường nhân duyên thuận lợi, tốt đẹp, nam cưới được vợ hiền, nữ lấy được chồng tương xứng. Người tuổi thân sanh vào ngày 22, có số đào hoa rất vượng, nam nhiều người theo đuổi, nữ hưởng mệnh thái bình, thường xuyên được chiều chuộng cung phụng, một đời vui vẻ, hạnh phúc, Người tuổi thân sanh vào ngày 23 Số mệnh mang cô độc khó dựa vào gia đình cha mẹ Nên sức ngoại thì sẽ phát triển tốt hơn Tài chẳng dựng nghiệp Độc lập tự chủ một mình cố gắng Người tuổi thân sanh vào ngày 24 Số mệnh như ý các tư cầu gì được nấy Hy vọng tràn đầy thành công trong tầm tay Cuộc đời cứ thế mà tiến lên không ngừng Người tuổi thân sanh vào ngày 25, thông minh, lanh lợi, có nhiều tài nghệ vượt trội, công thành danh tội, lập nhiều thành tựu hiển hách, được người khác nể phục và kính trọng. Người tuổi thân sanh vào ngày 26, tính cách nhỏ mọn, tính toán chi ly nên không thể triển khai kế hoạch lớn, không làm được đại sự, nữ mệnh tốt hơn nam mệnh, cuộc đời không chịu thiệt thòi nhưng cũng chỉ để được bình thường đảm bạc. Người tuổi thân sanh vào ngày 27, thường xuyên phiền muộn bất kể là chuyện gì cũng lo lắng, cuộc sống không tới nỗi đói khổ nhưng cũng không dư dả, có nhiều trục trặc, mô sự khó thành. Người tuổi thân sanh vào ngày 28, có các tinh cao chiếu, sổ mệnh vô cùng rạng rỡ, làm nên đại nghiệp, công danh sản sủa, vợ chồng hài hoa, tài lộc dồi dào, dò, phát triển đủ các phương diện. Người tuổi thân sanh vào ngày 29 khó được như ý nguyện, giàu nghèo bất định, số mệnh bất thường, số đào hoa cực vượng, đề phòng họa tổ sát khiến cuộc đời khó khăn, tai họa, hôn nhân đứt đoạn. Người tuổi thân sanh vào ngày 30 tài hoa hơn người, có tài lãnh đạo và số thống lĩnh, uy vọng, long trọng, mệnh phú quý đứng trên người khác. Tuổi thìn sanh vào tháng nào thì có vận số tốt nhất. Vận mệnh người tuổi thìn sanh vào tháng 1 âm lịch tức tháng giêng. Người tuổi thìn sanh vào tháng giêng là tiết tân xuân, tuy trời đất giao hòa nhưng với tuổi thìn thì là sinh không gặp thời, rồng không có chỗ bay lên, có tài cầm binh khiển tướng có ý chí lãnh đạo cao xa nhưng không có đất phụng võ, làm việc gì cũng gặp khó khăn, có công làm lụng mà chẳng hưởng được thành quả về mình, lục thân vô duyên, phúc phận từ tổ tông bạc bẽo, cha mẹ, an hem, không giúp đỡ được gì, phải tự mình, độc lập tự cư, chịu nhiều vất vả mới làm nên sự nghiệp. Người tuổi thân sanh vào tháng 1 âm lịch ôm trong mình hoài bảo cao xa có nhiều lý tưởng cũng có tài năng hơn người nhưng không tìm được cơ hội để thể hiện là mỗi người có tài mà không có đất để dụng võ không có người hỗ trợ họ phải đơn thân độc mã gây dựng mọi thứ bằng chính hai bàn tay trắng vì thế mà khó làm nên đại nghiệp sinh vào tháng này trong năm nam mệnh hay nữ mệnh đều không đặt nặng vấn đề lập gia đình, đa phần đều kết hôn rất muộn. Người tuổi thân sinh vào tháng Giêng thì là người có ý chí, có hoài bão, có thể thành công. Người này thương người hay nhiệt tình giúp đỡ những người xung quanh, phúc phận gia đình không nhiều, dễ gặp những chuyện phiền phức, công việc gặp nhiều trắc trở. Vận mệnh người tuổi thân sinh vào tháng 2 âm lịch Người tuổi thân sanh vào tháng 2 theo âm lịch rơi vào tiết kinh chập, số phận may mắn, tài lộc hanh thông, sự nghiệp thành công vang dội. Người này có địa vị khá cao trong xã hội, được nhiều người kính nể và ngưỡng mộ. Người cầm tinh con rồng sanh vào tháng 2 âm lịch trong năm có tài chỉ hơn người, phân võ song toàn, có thể thăng tiến rất cao như rồng bay lên trời họ tự tin vào bản thân mình, luôn suy nghĩ tích cực lạc quan. Xong, đôi khi lại có phần cổ chấp không chịu nghe theo ý kiến của bất cứ ai. Có điều sự thành công là tấm huy chương đảm bảo cho con giáp này giúp họ giành được lòng tin và sự ngưỡng mộ của mọi người xung quanh. Sự nghiệp thăng tiến rất nhanh như diều gặp gió, tai lộc ôm um ôm um kéo về không ngừng, cả đời vinh hoa phú quý, con cháu đầy đàn, và là mỗi người danh lợi song toàn, đại phú đại quý. Nếu người tuổi thân sanh vào tháng 2 âm lịch này có số mệnh quý nhân, tài lộc dư giả, có cơ may làm nên đại nghiệp, thành công. Không có xa, đức cao vọng trọng, địa vị cao sang, nhiều người kính nại có quyền, có thế. Vận mệnh người tuổi thân sanh vào tháng 3 âm lịch Người tuổi thân sanh vào tháng 3 lịch trời đất vào tiết thanh minh Người này thông minh, nho nhã, là bậc kỳ tài, ý chí kiên cường Họ không dễ dàng khúc phục trước khó khăn Công danh tiền tài như ý muốn, hoạn lộ hành thông Luôn ở vị trí dẫn đầu, được nhiều người ngưỡng mộ Tháng 3 lịch là tháng sinh của người cầm tinh con rồng đa tài đa nghệ, trí dũng song toàn ôm trong mình nhiều hoài bão lớn, tham vọng, ý chí ngất trời, có khả năng quản lý và lãnh đạo rất tốt. Người này có thể gây dựng được vị trí của mình từ trong khốn khó, giành được sự chú ý của đám đông. Sự nghiệp được quý nhân nâng đỡ nên vô cùng thuận lợi, mưu sự tất thành. Công việc xu sẻ, cơ hội thăng tiến đến không ngừng, địa vị cũng theo đó mà lên cao mãi. Thăng quan tiến chức, không phải chuyện quá xa vời. Đa phần người tuổi này đều lập nên nghiệp lớn, vang danh bổn bể. Nếu người tuổi thân sanh vào tháng 3 âm lịch thì được hưởng phúc khí, thông minh, đỉnh ngộ, có nhiều cơ hội để thể hiện bản thân, công danh, đủ lợi, đầy đủ, sự nghiệp, nhẹ bước, lên mây. Vận mệnh người tuổi thân sanh vào tháng 4 âm lịch Người tuổi thân sanh vào tháng tư đúng vào tiết lập hạ là người có ý chí cao xa, có ý nguyện dời non lấp bể, là bậc kỳ tài hiểm có trên đời. Người làm trai trí ở bốn phương, đông trình Bắc phạt, roi ngựa vẫy vùng, y phong hiển hách. Chủ rồng này có số mệnh nắm giữ vương quyền, thống sói thiên hạ, danh lợi song to. Sanh vào tháng tư âm lịch trong năm, người tuổi thân có thể nói vận số cực kỳ tốt công danh lợi lộc không thiếu thứ gì được mua người trọng vọng kính nể họ là người cỏ trí lớn tài hoa xuất sắc hơn người người này sức khỏe tốt tinh lực dồi dào tính cách cương trực thẳng thắn ghét sự xấu xa giả dạ dối nam mệnh phần lớn thích hợp theo nghề bình trường có thể vì quốc gia mà hy sinh thân mình làm nên nghiệp lớn nếu người tuổi thanh sanh vào tháng tư âm lịch có khí chất hơn người, công danh sự nghiệp thành công, tài lộc dồi dào, gia nghiệp vững vàng, đức cao vọng trọng, thân minh tài giỏi, quyền lực nắm trong tay. Vận mệnh người tuổi thìn sanh vào tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch nằm trong tiết mang chủng. Những chú rồng sanh vào tháng 5 âm lịch là du long, hạ hải, chuyên làm việc lớn, tính cách mạnh mẽ, quyết đoán, thẳng thắn, kiên cường, có thể vượt qua mọi khó khăn, tự mình tạo nên quy quyền cho mình, công danh sự nghiệp đủ đầy, thăng tiến âm âm, không gì cản nổi. Người tuổi thân sinh vào tháng 5 âm lịch là bậc kỳ tài, họ có nhân duyên tốt, các mối quan hệ xã giao cực kỳ thuận lợi, giúp ích nhiều cho cả công việc và cuộc sống là người có tài lãnh đạo có thể thống soái vạn người. Tuy nhiên, tính tình có phần cổ quái, lại nóng nảy, dễ tức giận, độc đoán, chuyên quyền, luôn làm theo ý mình. Nếu không tu tâm dưỡng tánh, thay đổi bản thân, thì con đường phía trước khó tránh khỏi trắc trở muộn phiền. Số mệnh phú quý, người tuổi thân sanh vào tháng 5 âm lịch. Trong năm con đường tài lộc hanh thông, tiền bạc trong nhà chất cao như núi, danh tiếng lẫy lừng, khắp sông núi là nhân tài. Vận mệnh người tuổi thân sanh vào tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch trong năm rơi vào tiết tiểu thử, người này có tài năng nhưng nếu sinh không đúng giờ các lành thì cuộc đời dễ gặp phải nhiều điều trắc trở về sự nghiệp, tiền bạc thiếu thốn khó khăn bổ vây như rồng mắc cạn như hổ xuống đồng bằng người tuổi thân sanh vào tháng 6 âm lịch đúng khi tiết trời bắt đầu nóng bức tài hoa hơn người nhưng lại chẳng được may mắn luôn lỡ mất cơ hội chạm tay vào thành công cha mẹ anh em không giúp đỡ được nhiều tuy học hành giỏi giang thông minh lanh lợi nhưng chẳng được thần may mắn đổi thương đi theo con đường kinh doanh tai lọc bất ổn khi thăng khi trầm lên xuống bất định tuy không lo chuyện cơ máu gạo tiền nhưng sự nghiệp khó bề phát triển kể cả có thăng tiến thì cũng không giữ được phong độ lâu dài vận mệnh người tuổi thân sanh vào tháng 7 âm lịch tháng 7 âm lịch trong năm là tiết lập thu người sanh vào tháng 7 thông minh đỉnh ngộ lo sợ tru toàn, dũng khí hơn người, biết luận sức mình, tiến thoại có chân mực. Bất kể chuyện gì, người này cũng đều cẩn trọng, nên kẻ tiểu nhân không có cơ hội để hãm hại. Người tuổi thân sanh vào tháng 7 âm lịch, cuộc đời hạnh phúc, thành công, tài đức song toàn, trí tệ hơn người. Họ may mắn được anh em, bạn bè giúp đỡ, hỗ trợ rất nhiều, cũng là người vượng vận quý nhân con đường sự nghiệp thăng tiến như chiều gặp gió Chỉ cần đề ra mục tiêu là nhất định sẽ đạt được Vận mệnh người tuổi thân sanh vào tháng 8 âm lịch Tháng 8 âm lịch trong năm rơi vào tiết bạch lộ Người sanh vào tháng này cầm tinh con rồng là nhân trung hào kiệt Khí chất nho nhã phong lưu Thích giao du bạn bè, kết bạn bốn phương, ngào du bốn bể người tuổi thân sanh vào tháng 8 âm lịch, từ chất hơn người, vẻ ngoài nho nhã, điềm tĩnh, có sức hút rất lớn với người khác phái. Họ có tài năng sức trốn, tính tình hiền hòa, cư xử có trừng, có mực, được nhiều người yêu mến và kính nảy. Họ thích gần gũi với thiên nhiên, đam mê xe dịch, yêu du lịch. Chỉ hướng cao xa, tham vọng to lớn, bản thân người này có thể nhờ học hành mà ghi danh bản vàng thành danh rực rỡ có lộc về đường quan chức được quý nhân phù trợ những chú rồng xanh vào tháng 8 âm lịch thì gặp hung hóa cát dù làm chuyện gì cũng đều có thể thành công tài lộc âm âm kéo tới cả đời hưởng phúc lộc bình an tự nhiên mà có vận mệnh người tuổi thìn sinh vào tháng 9 âm lịch trong năm tháng 9 âm lịch là tiết hàng lộ, người tuổi thân sanh vào tháng này tính tình điềm đạm, chính trắng, tâm địa thiện lương, trung thực thật thà, cũng là người trọng nghĩa khí. Sẵn sàng xả thân vì việc lớn, họ có tâm tạo phúc nên hưởng phúc dày, vạn sự như ý. Các khánh bình an Người tổ thần sanh vào tháng 9 âm lịch, ôn hòa, nho nhã, hiền lành đôn hậu. Tuy nhiên cũng có lúc người này có phần cố chấp ngang ngành, song vẫn kiểm soát được bản thân. Khí chất bộc lộ ra ngoài, thể hiện tài trí hơn người, khiến những kẻ xung quanh phải đều kinh ngạc. Họ dũng cảm đối đầu với khó khăn, không lùi bước trước trở ngại, lại được quý nhân giúp đỡ khá nhiều nên cuộc đời phần nhiều suôn sẻ. Dù có thất bại nhưng họ cũng không lùi bước mà kiên trì nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ nên tài lộc đủ đầy, hạnh phúc, ngập tràn. Vận mệnh người tuổi thân sanh vào tháng 10 âm lịch Tháng 10 âm lịch trong năm là tiết lập đông, người tuổi thân sanh vào tháng này không cần phải vất quả quá nhiều, tài năng bất phàm nên vẫn có được thành công. Tuy nhiên ý chí của người này không cao, sợ khó, sợ khổ, sợ thất bại nên không chịu dẫn thân tiến bước, cuộc đời an phận thủ thư, không màng danh lợi, không cần sự nghiệp cao xa, không thèm chức cao vọng trọng. Người tổ thân sanh vào tháng 10 âm lịch là điển hình của mẫu người những gì thích an toàn và ổn định. Họ tin vào ông trời sắp đặt, chấp nhận số phận dành cho mình những điều gì thì yêu lấy điều đó, không giành giật cũng không ganh tị với ai. Tính cách của họ có phần cô độc, thích sống một mình, không muốn mình hòa vào đám đông, cũng khó thích nghi với cuộc sống tập thể. Vận mệnh người tuổi thân sinh vào tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch rơi vào tiết đại tuyết, băng tiết lấp rừng, chẳng còn lối đi, tứ phía bổ vây toàn trưởng ngại người tuổi thân sanh vào tháng nay thiếu sự quyết đoán lỡ có thất bại thì cũng khó lòng vực dậy tinh thần mặc dù có tham vọng nhưng lại chưa thực hiện được làm lụng vất vả mà không có được thành công không được hưởng thành quả người tuổi thân sanh vào tháng 11 âm lịch có tài hoa sức chúng ôm nhiều lý tưởng và hài bảo xong cuộc đời thiểu may mắn không có nhiều cơ hội để thể hiện bản thân mình khi có cơ hội không phải không biết nắm bắt mà do có kẻ xấu rình rập hãm hại, làm lỡ mất thời cơ nên đành ôm hận. Người tuổi thân sanh vào tháng 11 âm lịch, họ là người quản giao có nhiều bạn bè, sống có kế hoạch, làm gì cũng theo sắp đạt trước. Quan niệm rằng chỉ có như vậy mới có thể thành công. Xong, với con giáp này, chỉ kế hoạch không vẫn chưa phải là mấu chốt để giải quyết vấn đề mà bản thân họ phải tự rèn luyện ý chí cho mình kiên cường dám đương đầu với thử thách dám nghĩ dám làm có như vậy thì thành công tất sẽ đến ngay vận mệnh của người tuổi thìn sanh vào tháng 12 âm lịch tức tháng chạp tháng 12 âm lịch trong năm trùng với tiết tiểu hàng người tuổi thìn sanh vào tháng này phải chịu nhiều khó khăn vất vả xong, mãi mà không có được thành công Tuy tài năng chẳng kém ai, nhưng sinh không gặp thời. Tâm cao hơn trời, nhưng mạnh mỏng, phúc mỏng, không được như ý muốn. Không được bạn bè, anh em giúp đỡ, cũng chẳng được quý nhân tương trợ. Sự nghiệp bước đầu khởi động chậm chạp, cũng không thu hoạch được gì nhiều. Con giáp này sinh vào tháng 12 âm lịch trong năm, nên giữ cho mình ý chí kiên cường. Không dễ dàng sụp đổ trước những khó khăn. Nên kết bạn với những người tài năng, sống khiêm nhường và ham học hỏi, có như thế sự nghiệp mới có cơ may thành công. Phần số người tuổi tỵ, người cầm tinh con rắn sanh vào giờ nào, ngày nào, tháng nào thì tốt. Luận phong thủy, năm tuổi và ngày giờ tháng sinh ảnh hưởng trực tiếp đến vận mệnh cả đời của một con người. Nếu sanh vào thời điểm đẹp thì mệnh chủ đại cát đại lợi. Ngược lại cần chú ý, cẩn trọng và nỗ lực nhiều hơn. Vậy vận mệnh của người tuổi tỵ theo giờ, ngày, tháng sinh như thế nào? Người sanh vào thời gian nào có mệnh số tốt, được hưởng bình an, phú quý? Tuổi tỵ sanh vào giờ nào có vận số tốt nhất? Sinh vào giờ Tý tức từ 23 giờ đến 1 giờ do tí Thủy khắc chế Tỵ Hỏa nên người tuổi Tỵ sinh vào giờ Tý có cuộc sống khó khăn. Tuy nhiên, được sao Long Đức chiếu mệnh nên tai qua nạn khỏi, không phải trải qua tình huống hung hiểm hay nguy hiểm nào tới tính mạng. Người này tuy có cuộc đời nhiều sóng gió nhưng sự nghiệp vẫn phát triển và thành công. Sinh vào giờ Sửu tức từ 1 giờ đến 3 giờ. Người tuổi tỵ sanh vào giờ sủ có tỵ hỏa sinh sủ thổ nên mua sự tất thành. Tuy bị hao tốn tiền của nhưng cuối cùng vẫn thành công. Người này có sự nghiệp thuận lợi, được người thân, bạn bè giúp đỡ, cuộc đời hạnh phúc, bình an. Sinh vào giờ dần, tức từ 3 giờ đến 5 giờ, do dần mộc sinh tỵ hỏa nên người này có tiền đồ rộng mở, ngoài ra do phúc tinh chiếu mệnh nên thành sự tài thiên, được nhiều người trợ giúp. Ngoài ra người tuổi tỵ sanh vào giờ dần có ý chí kiên cường, trí dũng song toàn, tài trắng, lập đại nghiệp, nhưng đề phòng hòa khẩu thiệt thị phi ảnh hưởng đến sự nghiệp. Sanh vào giờ mão tức từ 5 giờ đến 7 giờ, mẫu mộc sinh tỵ hỏa nên suốt đời người tuổi tỵ đều gặp may mắn được bạn bè giúp đỡ cuộc sống sung túc tuy nhiên bản mệnh người này có sao thiên Cẩu chiếu rồi nên công danh sự nghiệp tuy ít sóng gió lớn nhưng khá lận đận và phải bồn ba khắp nơi để cầu tài sinh vào giờ thìn tức từ 7 giờ đến 9 giờ Người này có tị hỏa sinh thình thổ nên mọi sự thuận lợi liên tiếp gặp may mắn. Người này nhã nhặn lịch sự phong thái đường hoàng được quý nhân tương trợ giúp đỡ nơi sự nghiệp phát triển tốt đẹp, cuộc sống yên vui và sung túc. Sinh vào giờ tỵ tức từ 9 giờ đến 11 giờ. Người tuổi tỵ sinh vào giờ bản mệnh, hình thành cục diện tỷ kiếp thái tuế nên cuộc đời thăng trầm khi lên voi lúc xuống chó bất ổn lại thêm sao chỉ bói chiếu mệnh nên cuộc sống không yên ổn sức khỏe không tốt dễ mắc bệnh tật sinh vào giờ ngọ tức từ 11 giờ đến 13 giờ do ngọ hỏa và tỵ hỏa cùng đồng hành nên các mối quan hệ giao thiệp của người này rộng lại có sao thái dương chiếu mệnh dù có lúc gặp vận xấu nhưng cũng tai qua nạn khỏi bên cạnh đó người này có vận đào hoa rất vượng nên nhiều khả năng sẽ xuất hiện tình trạng ngoại tình sinh vào giờ mùi tức từ 13 giờ đến 15 giờ tỵ hỏa sinh mùi thổ nên dù bị sao nguyệt sát chiếu mệnh nhưng sức khỏe vẫn ổn định Tuy nhiên cuộc đời người tuổi tỵ sinh vào giờ mùi khá vất vả nhiều sóng gió, đời sống hôn nhân nhiều chuyện muộn phiền. Sinh vào giờ thân tức từ 15 giờ đến 17 giờ, bản mệnh người tuổi tỵ sinh vào giờ thân có tỵ hỏa khắc chế thân kim lại có sao quý nhân chiếu mệnh nên sự nghiệp thuận lợi được quý nhân giúp đỡ gặp hung hóa cát, cuộc sống sung túc đủ đầy tuy nhiên đôi khi sẽ bị kẻ xấu gây phiền nhiễu, thậm chí là hãm hại. Sinh vào giờ dậu tức từ 17 giờ đến 19 giờ, tỵ hỏa khắc chế dậu kim, sao thiên tướng, chiếu mệnh nên người này có số giàu sang, công danh sự nghiệp phát triển tốt đẹp. Tuy nhiên cần đề phòng kẻ tiểu nhân quấy phá ảnh hưởng đến tiền đồ. Sinh vào giờ tức tức từ 19 giờ đến 21 giờ. Tị hỏa sinh tuất thổ, nhưng có sao nguyệt đức chiếu mệnh nên người tuổi tỵ sinh giờ tuất có số đi xa, được quý nhân giúp đỡ, gặp hung hóa cát, nhưng đôi khi bị phá tai và mắc bệnh nhẹ. Sinh vào giờ hợi tức từ 21 giờ đến 23 giờ. Hợi thủy khắc chế tị hỏa cộng thêm sao dịch mã chiếu mệnh nên số phải bông ba khắp nơi, lăn lộn xứ người để mưu sinh lập nghiệp. Kết luận, giờ sinh tốt nhất cho người tuổi tỵ là giờ thìn và giờ dần. Tuổi tỵ sanh vào ngày nào có vận số tốt nhất? Người tuổi tỵ sanh vào ngày mùng 1, cuộc đời hành thông suôn sẻ, việc vui thì nhiều, việc buồn thì ít, thành nhiều bại ít mệnh các tương người này thường xuyên gặp may mắn có cơ hội để thể hiện bản thân và được người khác hỗ trợ thành đạt sự nghiệp người tuổi tỵ sinh vào ngày mùng 2 thông minh nhanh nhẹn hiền lành đức độ đa tài đa nghề tuổi trẻ bình thường an ổn tuổi già đại cát cuộc đời luôn tiến về phía trước phát triển không ngừng người tuổi tỵ sinh vào ngày mùng 3, có vận trình muộn phiền nhấp nhô, không nơi nương tựa, không thể dựa vào gia đình, cha mẹ, anh em không giúp đỡ. Tuổi trẻ nhiều vất vả, tuổi già mới được hưởng phúc. Người tuổi tỵ sinh vào ngày mùng 4, không có tài giao lưu nói chuyện nên thường xuyên gặp khó khăn trong giao tiếp. Chơi với bạn bè chịu thiệt thôi. Cuộc đời nhiều rủi ro, làm mất chỉ khí đề phòng gặp sai lòng người tuổi tỵ sinh vào ngày mùng năm một đời vui vẻ thoải mái ung dung sung sướng mệnh mang đào hoa nhân duyên rất vượng chú ý cỏ điềm thị phi đàm tiểu và nhất là đề phòng nạn tự sắc ảnh hưởng tới danh tiếng của bản thân người tuổi tỵ sinh vào ngày mùng sáu vận trình các hung họa phúc đang sen, chim nội bất định thành ít bại nhiều. Nếu có thể xa quê phát triển, đi làm ăn xa thì mới phát triển, đạt được danh lợi và thành đạt sự nghiệp rạng rỡ. Người tuổi tỵ sanh vào ngày mùng 7, có mệnh tọa đào hoa, nhân duyên cực vượng, người phong lưu đa tình, yêu nhiều, quen nhiều. Tiền bạc vào tuổi đi ra hết, chi tiêu không hợp lý nên không có tài sản tích lũy. Tuổi già khó khăn, không được hưởng phúc, không nơi nương tựa. Người tuổi tỵ sanh vào ngày mùng 8, vận mệnh nửa mừng nửa lo, có hung có cát, có vui có buồn, tiên vận không tốt, có tai nạn, thanh niên phiền muộn vất vả nhấp nhô chắc trở, từ trung vận tạm thời ổn định hơn. Người tuổi tỵ sanh vào ngày mùng 9, có số gặp thị phi, thường xuyên gặp nhiều chuyện dèm pha, tai tiếng, mưu sự, thành ít bại nhiều, không thuận lợi, có nhiều rủi ro rất lớn, số phận khổ sở, mệt mỏi. Người tuổi tỵ sinh vào ngày mùng 10, có các nhân thiên tướng, là người gặp nhiều quý nhân, có tài lãnh đạo, có quyền có thế, kinh doanh rộng rãi, tiến chức nhanh chóng, tài lợi phong phú, cuộc đời vừa có chức lại vừa có tiền, không cần lo lắng sau muộn người tuổi tỵ sanh vào ngày 11. Các hung đang sen, hòa phúc song song, cũng có gặp chuyện tốt nhưng cũng ít lần muộn phiền. Trắc trở phải bôn ba và di chuyển nhiều. Người tuổi tỵ sanh vào ngày 12, nên sức ngoại thì phát triển tốt và sự nghiệp rạng rỡ, thành gia lập nghiệp thành công, tay chẳng dựng nghiệp, tự mình cố gắng, không có ai trợ giúp. Ngày 13 là một trong những ngày xinh đẹp của người tuổi tỵ. Cuộc đời phong lưu vui sướng, tiên vận bình thường, trung vận phát đạt, tuổi già thoải mái hưởng phúc, cả đời ung dung, không có chuyện gì, bận tâm lo lắng. Người tuổi tỵ sanh vào ngày 14, có đường hôn nhân rất tốt, vợ chồng tương thân tương ái, có thể cùng trợ giúp bạn đời cùng phát triển, có hy vọng phát đạt giàu có, tài lộc đủ đầy. Không lo nghèo khó. Người tuổi Tỵ sanh vào ngày 15 tức ngày rằm, sự nghiệp như ý, công việc thuận lợi, có thể tích lũy tài sản gia hưng nhân vượng, con cháu đông đúc thuận hoa. Điểm duy nhất cần đề phòng là gặp chuyện khó khăn gian nan nên chọn đường giải không cần đâm quàng bụi rậm. Người tuổi Tỵ sanh vào ngày 16 có mệnh cách không thuận lợi gặp nhiều tai nạn hung hiểm, nhân duyên, lạnh nhạt, không có người kề cận chia sẻ, một đời cô độc. Người tuổi tỵ sinh vào ngày 17, mệnh mang quan tinh, nổi bật hơn người, sự nghiệp cực kỳ thịnh vượng, có thể làm rạng danh tổ tông, hiển hách gia môn. Người này mưu sự thành công, chức quyền, vang danh, có số đứng trên nhiều người. Người tuổi tỵ sanh vào ngày 18, có gia vận thịnh vượng, tai lợi dồi dào, con cháu hiếu thuận, cuộc sống vui vẻ an nhàn, một đời an yên tốt lành, không có nhiều trắc trở, không cần phải nghĩ ngợi hay buồn phiền. Người tuổi tỵ sanh vào ngày 19, mặc dù khổ cực vất vả nhưng cũng được hưởng phúc, không cần lo cái ăn cái mặc, tài chính đủ đầy, có danh vọng, sự nghiệp khởi sắc công việc thuận lợi, càng cố gắng càng thành đạt. Người tuổi tỵ sinh vào ngày 20, có gia nghiệp thịnh vượng, tài lợi dồi giàu, công thành danh toại, xa gần đều nổi tiếng. Người có chức có quyền, tài năng xuất chúng, đạt được thành tựu khiến người khác phải ngưỡng mộ. Người tuổi tỵ sinh vào ngày 21, tiền vận không tốt, trung vận khởi sắc, bắt đầu phát đạt. Tuổi trẻ vất vả bông ba, từ trung niên chuyển đổi hành thông hơn, xuân sẻ hơn. Người tuổi tỵ sinh vào ngày 22 là người có số mệnh tha hương, rời nhà đi làm lập nghiệp. Bốn biển là nhà không ổn định, trung niên tài vượng, tài lộc đủ dùng, càng di chuyển nhiều càng phát đạt. Người tuổi tỵ sinh vào ngày 23, thông minh, hiểu học, dũng cảm, can trường, có tài, có trí, cuộc đời thuận bươm xuôi gió, đạt thành đại nghiệp. Người tuổi tỵ sinh vào ngày 24, mệnh mang đào hoa, thường xuyên, phong hoa, tuyết nguyệt, cả đời vui vẻ, hạnh phúc, ái tình, hưởng đủ đầy, nhưng tài lộc không tụ, khó tích lũy được tài sản. Người tuổi tỵ sinh vào ngày 25, Thông minh, hiền tài, nhanh nhẹn hoạt bát là anh kiệt nhân tài hiếm có, nổi bật hơn người, cuộc đời vinh hoa phú quý, có sự nghiệp rạng ngời. Người tuổi Tỵ sinh vào ngày 26, một đời khổ sở muộn phiền, nhất là thời trẻ vô cùng bôn ba vất vả nhưng trung vận chuyển đổi, cũng có thể cải thiện hơn sự nghiệp thành đạt, con cái đông đúc và hòa thuận cuối đời xung vầy. Người tuổi Tỵ sinh vào ngày 27, cuộc đời trùng trùng mạo hiểm xung quanh có nhiều chuyện khó lường không được bạn đời trợ giúp vận trình nhấp nhô trắc trở nữ mệnh tốt hơn nam mệnh người tuổi tỵ sanh vào ngày 28 các hung song hành có họa có phúc cuộc đời nhiều lần chuyển đổi bất ngờ nhanh mồm nhanh miệng nên vững vào thị phi thường xuyên gặp tai tiếng đường con cháu tốt lành đông đúc hòa thuận Người tuổi tỵ sanh vào ngày 29 Trời sinh đào hoa Nhân duyên với người khác phái Vô cùng thịnh vượng Một đời phong lưu Nhưng không tích lũy được tiền tài Làm bao nhiêu tiêu bảy nhiêu Nữ mệnh tốt hơn nam mệnh Người tuổi tỵ sanh vào ngày 30 Có sự nghiệp thành công Một mình làm chủ một cõi Thành đạt vang danh Tài lợi thịnh vượng Cuộc sống sung túc không có gì phải nghĩ ngợi. Tuổi tỵ sanh vào tháng nào có vận số tốt nhất? Vận mệnh của người tuổi tỵ sanh vào tháng giêng tức tháng 1 âm lịch. Tháng giêng là tiết tân xuân, người tuổi tỵ sanh vào tháng này có nhiều tham vọng, mơ ước cao xa, nếu cố gắng thì cũng có chút thành công. Có thể nói, người tuổi Rắn sinh vào tháng giêng không phải chịu nhiều khó khăn gian khổ nhưng cũng chẳng được may mắn quá nhiều tính cách vui vẻ hoạt bát mệnh chủ được nhiều người yêu mến dương khí vượng ý chí ngất trời có điều tiền đồ không được thoáng đảng chính vì thế mà muốn làm nên đại nghiệp cũng vô cùng khó trong suốt cuộc đời người tuổi tỵ sinh vào tháng 1 âm lịch hiếm khi được quý nhân phù trợ. Tuy nhiên, có lúc có nhiều ý tưởng và tham vọng muốn thực hiện, nhưng người có tài mà không có cơ hội thì cũng khó bề thi triển sức mình. Muốn giành được thành công cũng chẳng mấy dễ dàng. Nếu có thể cắn răng, nhẫn nhịn, nhìn vào thực tế mà đi từng bước nhỏ vững chắc, không mơ ước quá xa vời thì có thể thay đổi vận mệnh, có được những gì mình muốn. Vận mệnh người tuổi tỵ sanh vào tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch rơi vào tiết kinh chập, vạn vật bừng tỉnh sau mùa đông lạnh giá. Tuy nhiên còn đôi chút ngỡ ngàng sau giấc ngủ dài, không biết phải làm sao cho phải. Người tuổi tỵ sanh vào tháng 2 âm lịch này mang chút mơ hồ như vậy, tinh thần không được tốt cho lắm, khó có thể tự lập, càng không nói đến chuyện một tay làm nên cơ nghiệp. Nhận trụ rắn sanh vào tháng 2 âm lịch là người phúc lộc mỏng, lộc chẳng nhiều. Trong đời gặp phải khá nhiều hoạn nạn, lúc nào cũng có chuyện phiền phức, khổ tâm, gây phiền não. Tính cách người này khá trầm lắng, thích yên tĩnh, ham học hỏi, có tài năng về thơ ca nghệ thuật nhưng không may chẳng được tìm nơi phụng võ, bất mãn với thời cuộc ý chí phấn đấu ngày càng xa xúc, lý tưởng cũng héo mòn, chỉ biết ngày ngày làm những chuyện nhàm chẳng, chẳng còn tham vọng sự nghiệp, cũng khó giành được thành công trong cuộc sống. Vận mệnh của người tuổi tỵ sanh vào tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch là tiết thanh minh, người tuổi tỵ sanh vào tháng này thông minh, lanh lợi, tính cách trung nghĩa, thiện lương, Tuy một đời không phải đại phú đại quý, nhưng vẫn được xem là người có phúc. Sinh vào tháng này trong năm, người tuổi Tỵ tài đức song toàn, có nhiều tài năng được nhiều người ngưỡng mộ. Họ có nhiều tham vọng và lý tưởng cao đẹp, cũng rất biết cách đối nhân xử thế, biết linh hoạt ứng biến, tùy theo từng tình huống tinh thần ham học hỏi, luôn phấn đấu hết mình, dù không có quý nhân ở bên hỗ trợ thì với tài năng của bản thân, người này cũng có thể tự mình làm nên sự nghiệp thành công không quá khó khăn. Vận mệnh người tuổi tỵ sanh vào tháng tư âm lịch. Tháng tư âm lịch là tiết lập hạ. Người tuổi tỵ sanh vào thời điểm này trong năm là người trung hậu, tính tình ôn hòa, nhã nhặn có tinh thần nghệ hiệp, tư chất thông minh. Dù là con đường học vấn hay con đường sự nghiệp của người này cũng khiến cho bao người thầm mơ ước. Họ có tài năng xuất chúng, đa tài đa nghệ, chỉ dũng song toàn. Dường như có thể làm được tất cả mọi điều chỉ cần họ muốn mà thôi. Người tuổi tỵ sinh vào tháng tư âm lịch khả năng lĩnh ngộ cao, cái nhìn sắc bén, nhanh nhẹn nắm bắt vấn đề, lại có quý nhân, chỉ đường, dẫn lỗi, nên bản mệnh có thể làm nên nghiệp lớn, gặt hải được nhiều thành công vang dội. Người tuổi tỵ sanh vào tháng 5 âm lịch Tháng 5 âm lịch là tiết mang trũng. Người tuổi tỵ sanh vào tháng này trong năm có ý chí hơn người, có dũng, có mưu, có tài thao lược, đầu óc lanh lợi thông minh, họ còn giỏi quan sát thời thể nhân tâm nên mưu sự tất thành. Người này có thể khắc phục được mọi khó khăn vượt qua gian nan trở ngại để giành lấy những gì mình muốn. Gia vận hưng vượng, chuyện các khánh cực nhiều, cuộc đời bình an, phúc lộc lâu dài. Người tuổi tỵ sanh vào tháng 5 âm lịch may mắn được quý nhân ở bên giúp đỡ cho khá nhiều là người nhanh nhạy và tinh tế. Họ biết nắm bắt thời cơ, tận dụng lợi thế của bản thân để vượt qua trở ngại, làm nên những thành công to lớn trong sự nghiệp, tài vận hành thông, rộng mở. Vận mệnh người tuổi tỵ sanh vào tháng 6 âm lịch Tháng 6 âm lịch trong năm là tiết tiểu thử người tuổi tỵ có tháng sinh âm lịch rơi vào tháng năm là người có lòng từ tâm chân thành đối đãi với mọi người có tài mà có đức họ được trời ban cho phúc lộc vạn sự như ý danh lợi song toàn đây là người có quý tướng thời trẻ chuyện học hành suôn sẻ thông minh hơn người dù đi đến đâu cũng được nhiều người yêu mến và chào đón Cuộc sống hôn nhân của họ cũng rất tốt đẹp, vợ chồng ân ái, hạnh phúc, bền lâu. Có ý chí, có tham vọng, họ là người kiên cường, dám nghĩ, dám làm, có tố chất lãnh đạo. Dù là theo đường quan lộ hay theo nghiệp kinh doanh, thì người tuổi tỵ sanh vào tháng 6 âm lịch cũng giành được những thành quả khiến nhiều người ngưỡng mộ, có tiền bạc dồi dào và địa vị xã hội khá cao người tuổi tỵ sinh vào tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch là tiết lập thu, người tuổi tỵ sinh vào tháng này trong năm tính tình ôn hòa nhã nhặn. Họ nổi tiếng là người sống thanh cao, trọng đạo đức, chỉ dũng hơn người. Sinh vào tháng 7 âm lịch, người tuổi tỵ có mệnh số tốt đẹp, có thể tay trắng làm nên cơ nghiệp. Họ cũng là người thân thiện cởi mở, rất chân thành đối đãi với mọi người nên có mối quan hệ xã giao rộng khắp, tài năng xuất chúng, tiền bạc dư giả. Dù làm chuyện gì họ cũng dễ dàng đạt được thành công. Đây còn là người rất giỏi kinh doanh, nếu theo nghiệp làm ăn buôn bán thì chắc chắn chuyện kinh doanh sẽ vô cùng phát đạt, tiền bạc theo nhau đổ về nhà. Người tuổi tỵ sanh vào tháng 8 âm lịch tháng 8 âm lịch rơi vào tiết bạch lộ. Người tuổi tỵ sanh vào tháng 8 âm lịch này là người vui vẻ, nhiệt tình, thích giúp đỡ mọi người, trọng bạn bè và cũng có mối quan hệ vô cùng trọng khắp. Họ thông minh, nhanh nhẹn, lại lương thiện chân thành, cũng có tài năng nên con đường sự nghiệp khá thuận lợi. Được nhiều người giúp đỡ, bản thân lại có khả năng nên chuyện thăng tiến không quá xa xôi. Nhờ tài năng đức độ, tích đức hành thiện, người tuổi tỵ sanh vào tháng này không phải chịu nhiều vất vả cơ cực trong đời, được hưởng cuộc sống an lạc, thảnh thơi, phú quý, cường trụ. Bạn bè ở khắp bốn phương, họ sống vui vẻ và được nhiều người yêu mến. Vận mệnh người tuổi tỵ sanh vào tháng 9 âm lịch Tháng chính âm lịch trong năm là tiết hàng lộ, người tuổi tỵ sanh vào tháng này cuộc đời cả bình an thuận lợi, không phải trải qua nhiều sóng gió. Họ là người dĩ hòa di quý, không thích mọi chuyện trở nên rối loạn mà luôn tâm niệm một sự nhịn là chính sự lành. Đây là người học rộng biết nhiều, lại thông minh cơ trí, Xong, người này không dễ dàng có được thành công trong chớp mắt mà vẫn cần phải cố gắng nỗ lực mới có được những gì mình muốn. Đường đời khó tránh khỏi những lúc gặp phải trở ngại, cần vững lòng bền trí mới giành được mục tiêu đáng mong đợi. Vận mệnh của người tuổi tỵ sanh vào tháng 10 âm lịch Tháng 10 âm lịch rơi vào tiết lập đông, Người tuổi Tỵ sanh vào tháng này là người có tâm hồn đẹp, sống thanh cao, chẳng vướng bụi chân. Với họ, giúp đỡ mọi người là chuyện rất đổi bình thường, họ thích giao tiếp và có bạn bè khắp bốn phương. Là người có ý chí, có lý tưởng, cũng có tài năng và đức độ, nhưng thành công đến với họ không mấy dễ dàng. Họ có thể chịu khó, chịu khổ, ăn gió nằm sương để thực hiện lý tưởng của mình. Nếu giành được thời cơ thuận lợi thì vẫn có cơ may làm nên sự nghiệp thành công. Nếu không muốn gây dựng sự nghiệp to lớn thì e rằng mong muốn khó thành hiện thực. Vận mệnh của người tuổi tỵ sanh vào tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch rơi vào tiết đại tuyết, khắp nơi tiết trời lạnh giá, cây cõi khó bề sinh trưởng, Người tuổi tỵ sanh vào tháng này, tiến thoái lưỡng nan, mưu sự khó thành, ngay chuyện chi tiêu cũng túng thiếu trăm bề, cuộc sống khó được đủ đây. Sinh không gặp thời. Lúc trai trẻ, người này phải chịu nhiều cực khổ, mãi tới những năm tháng cuối đời mới gặp được may mắn. Là người có tài, có tinh thần trách nhiệm cao, ghét chuyện bất bình, tính tình lại nóng nảy nên họ dễ đắc tội với người, làm mất lòng người khác. Người tuổi tỵ sanh vào tháng 11 âm lịch tốt nhất nên đi xa lập nghiệp thì cơ mai thành công sẽ cao hơn. Người tuổi tỵ sanh vào tháng 12 âm lịch tức tháng chạp. Tháng 12 âm lịch trong năm là tiết tiểu hàng, trời vào trời giả bút, rắn không muốn ra khỏi hàng, cũng chẳng nhìn thấy ánh nắng mặt trời. Người tuổi tỵ sanh vào tháng nay cũng vì thế phải chịu cảnh cơ hàng. Luôn gặp phải những chuyện rắc rối phiền não, khổ tâm không dứt. Tuy có các tên cao, chiếu nhưng cũng khó lâu, vạn sự như ý. Sống khoan dung, độ lượng, phóng khoáng với người, có trước, có sau. Cũng nhờ thế mà dù tiền vận vất vả, khó có được thành công trong sự nghiệp nhưng từ trung vận trở đi, bản mệnh sẽ gặp nhiều may mắn, sự nghiệp dần khởi sắc, giành được nhiều cơ hội phát triển cũng như dễ bề gặt hái thành công hơn. Phận số người tuổi ngọ Tuổi ngọ sanh vào giờ, ngày, tháng nào thì gặp may mắn. Ngày sinh tháng đẻ mang ý nghĩa quyết định khi luận đoán tử vi số mệnh của một đời người. Với những người sanh vào năm ngọ, mỗi giờ, ngày, thản sinh khác nhau cũng mang tính chất tốt xấu không giống nhau vậy vận mệnh của người tuổi ngọ sanh vào thời điểm nào là tốt được ứng với số giàu sang cát lành tuổi ngọ xếp thứ bảy trong thứ tự 12 con giáp tý sửu dần mão thân tỵ ngọ mùi thân dậu tuất hợi những người tuổi ngọ cầm tinh con ngựa hay nói cách khác ngựa là loài vật tượng trưng cho tuổi ngọ. Bởi vậy những người tuổi ngọ thường có nét cá tính rất khác biệt. Họ cũng là người mạnh mẽ, nhanh nhẹn và ưa thích sự vận động. Trong cuộc sống và công việc họ được đánh giá cao bởi sự kiên định và trung thành, đáng tin cậy, luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Người tuổi này không thích sự gò bó và hơi có xu hướng nổi loạn. Họ kết giao với rất nhiều bạn bè ở khắp mọi nơi và hướng tới sự tự do. Thời trẻ vẫn đào hoa rất vượng, dần dần mới ổn định hơn. Tuổi ngọ sanh vào giờ nào có phận số tốt nhất? Sanh vào giờ tý tức từ 23 giờ đến 1 giờ. Vì tỷ thủy khắc chế ngọ hỏa nên cuộc đời người tuổi ngọ sanh vào giờ tỷ lắm trưng truyền chắc trở và gặp nhiều thất bại một trong cha hoặc mẹ của người này mất sớm không được gia đình hậu thuẫn ít gặp quý nhân phù trợ nên mọi việc đều phải nhờ vào sức mình tuy nhiên nếu nỗ lực phấn đấu cũng sẽ gặt hái được thành công nhất định sinh vào giờ sửu tức từ 1 giờ đến 3 giờ ngọ hỏa sinh sửu thổ cộng thêm với sao tử vi chiếu mệnh nên người tuổi ngọ xanh vào giờ sửu mưu sự đại thành cuộc sống tiêu diêu sung sướng tuy có lúc gặp trở ngại nhưng không đáng kể cuộc đời người này bình yên vô sự có sự hậu thuẫn của gia đình sự trợ giúp của quý nhân sự nghiệp một ngày phát triển tài lộc dồi dào vì thế mà nhiều người có câu lấy vợ tuổi ngọ cả họ được nhờ sinh vào giờ dần tức từ 3 giờ đến 5 giờ do dần mộc sinh ngọ hỏa nên dù rắc rối trong việc kết giao bạn bè và gặp không ít trở ngại trong cuộc sống nhưng cuối cùng mọi sự đều thành người tuổi ngọ sinh vào giờ dần tay chẳng dựng cơ đồ ý chí độc lập kiên cường không ngại khó ngại khổ vượt qua thách thức để giành chiến thắng trong suốt cuộc đời, dù phải trải qua nhiều gian nan thử thách, nhưng cuối cùng gặt hái được thành công lớn. Hậu vận chắc chắn hạnh phúc, con cháu hiếu thuận. Sinh vào giờ mão tức từ 5 giờ đến 7 giờ. Mẫu mộc sinh ngọ hỏa, cuộc đời người này có phúc lộc song hành, gia đình hòa thuận, kết giao nhiều bạn tốt. Tuy nhiên cũng có lúc gặp chuyện rắc rối hoặc phữ họa khẩu thiệt thị phi sinh vào giờ thìn tức từ 7 giờ đến 9 giờ. Người tuổi ngọ sinh vào giờ thìn có cuộc sống bất ổn, gặp nhiều trắc trở. Người này không có số dựa vào người thân mà phải tự lực cánh sinh nên sự nghiệp gian nan khó thành đạt. Do đó, ngay từ khi còn nhỏ, người này nên rèn luyện bản thân, bồi dưỡng các kiến thức thực tế, ham học hỏi, và dũng cảm đấu tranh lại với số phận thì mới có cơ hội gặt hái được thắng lợi. Sinh vào giờ tỵ tức từ 9 giờ đến 11 giờ. Người tuổi ngọ sinh vào giờ tỵ thường kém may mắn trong cuộc sống, không có gia đình, người thân giúp sức mà phải tự mình lập nghiệp và tạo dựng cuộc sống hạnh phúc. Cuộc đời người này cũng lắm thăng trầm, phải làm nhiều nghề để kiếm sống, ngành nghề nào cũng vất vả gian nan sinh vào giờ ngọ tức từ 11 giờ đến 13 giờ. Người tuổi ngọ sinh vào giờ bản mệnh có gia đình hòa thuận, số mệnh giàu sang phú quý, có quyền có chức, có số sống thọ. Người này khi ra ngoài được quý nhân trợ giúp, gặp đại nạn sẽ qua, mọi sự thành bại chủ yếu dựa vào trí tệ và sự nhanh nhạy của bản thân sinh vào giờ mùi tức từ 13 giờ đến 15 giờ. Mùi thổ sinh ngọ hỏa cộng với bản mệnh được thần tài độ trì nên cuộc đời vinh hoa phú quý, hạnh phúc, có địa vị cao, làm quan lớn, kinh doanh buôn bán phát đạt. Nhưng đa phần người tuổi ngọ sinh vào giờ mùi đều hay nghĩ ngợi nhiều nên tinh thần bất an, khó thỏa mãn được với những gì đang có sinh vào giờ thân tức từ 15 giờ đến 17 giờ người tuổi Ngọ sinh vào giờ thân có tính tình cương trực cố chấp bảo thủ làm việc bất kể tình thân dù người này có thể đạt được chức vụ cao nhưng không có duyên với gia đình và khó giữ được của cải sinh vào giờ Dậu tức từ 17 giờ đến 19 giờ Người này có gia thể hưng phượng, nhiều phúc lộc, cuộc sống sung túc đủ đầy. Đa số họ đều thông minh, tài năng, có quý nhân giúp đỡ nơi sự nghiệp phát triển nhanh chóng, khiến mọi người ngưỡng mộ. Tuy nhiên nam mệnh có số khắc vợ khắc con nên khó có được cuộc sống vẹn toàn. Sinh vào giờ tuất tức từ 19 giờ đến 21 giờ. Tuất thổ sinh ngọ hỏa, Người tuổi ngọ sinh vào giờ tuất khá tài hoa, suốt đời hạnh phúc, không phải lo đời sống vật chất, thích nghiên cứu nghệ thuật và khả năng học hỏi nhanh nhạy nhưng khó tránh việc tiểu nhân phá rối. Sinh vào giờ hợi tức từ 21 giờ đến 23 giờ. Do hợi thủy khắc ngọ hỏa nên người tuổi ngọ dễ bị đau ốm bệnh tật. Tuy nhiên có sao Nguyệt Đức chiếu mệnh nên tai qua nạn khỏi. Người này tính tình thẳng thắn có tài năng, không sợ quyền, hành áp bức hay bên vực người yếu thế nhưng lại khó giữ được của cải vì đau ốm bệnh tật. Tiên vận cực khổ gian nan, trung vận có chuyển biến tốt và hậu vận được hưởng sung sướng an nhàn. Kết luận, gia sinh tốt nhất cho người tuổi ngọ là giờ Sửu, giờ mùi, và giờ ngọ. Tuổi ngọ sanh vào ngày nào có vận số tốt nhất? Người tuổi ngọ sanh vào ngày mùng 1, hôn nhân không thuận, tình cảm, nhiều chuyện buồn phiền, nhiều tai nạn, vận trình, không cho trải thuận lợi, không cố gắng tiến lên, ắt sẽ thụt lùi, bị vùi dập. Người tuổi ngọ sanh vào ngày mùng 2, Tuy không nhận được sự giúp đỡ từ cha mẹ, gia đình, gia tộc nhưng lại được quý nhân cực vượng, cực kỳ tốt. Thường xuyên có bạn bè che chở và ủng hộ nên vẫn bước thành công, sự nghiệp rộng rãi. Người tuổi ngọ sanh vào ngày mùng 3 là người lương thiện, tâm địa từ bi nhưng lòng tốt thường bị hiểu lầm, không được đền đáp, cần đề phòng miệng lưỡi thị phi, chịu nhiều tai tiếng không tốt. Người tuổi ngọ sanh vào ngày mùng 4 có đào hoa tọa mệnh, tính tình phong lưu, thích chuyện phong hoa tuyết nguyệt, một đời thanh đạm, không giàu có nhưng chuyện tủ sắc lại rất tốt. Người tuổi ngọ sanh vào ngày mùng 5 đa tài đa nghệ, giỏi giang linh hoạt, nỗ lực tiến thủ, cố gắng làm nên công danh, song toàn, tài lợi đủ đầy, không gặp nhiều khó khăn cản trở. Người tuổi ngọ sanh vào ngày mùng 6 Mệnh có tài khổ Chủ về nắm vững tài chính Có khả năng quản lý tài sản Đắc tài đắc lộc Dư giả giàu có Vận may lâu dài Một đời không lo cơm áo gạo tiền Người tuổi ngọ sanh vào ngày mùng 7 Mệnh cô độc Không có bạn đời phù hợp Lúc nào cũng tự thân tự lập Không người chia sẻ Mệnh này nửa phúc nửa hòa công danh sự nghiệp vô vọng nhưng kinh doanh phát đạt buôn bản thịnh vượng người tuổi ngọ sanh vào ngày mùng 8 có số rời xa quê hương lập nghiệp tất bật khói hả, bôn ba nhiều nơi có quý nhân phù trợ nên may mắn cuộc đời không lúc nào khổng khổ người tuổi ngọ sanh vào ngày mùng 9 thông minh lanh lợi có tài lực và tài nghệ nổi trội đặc biệt là tài văn chương nếu tiến công theo con đường học vấn chắc chắn sẽ hưởng vinh hoa phú quý rạng danh. Người tuổi ngọ sinh vào ngày mùng 10, đa tài đa nghệ, nổi tiếng vang danh, sự nghiệp mỹ mãn hài lòng, không có gì phải nghĩ ngợi, thành tựu và dấu ấn cuộc đời khiến người khác phải ngưỡng mộ. Người tuổi ngọ sinh vào ngày 11, không thể giữ được tiền, có nhiều rủi ro phiền phức. Mưu tính việc gì cũng không như ý không dựa vào người thân vận trình hung nhiều hơn là cát không thể không đề phòng người tuổi ngọ sanh vào ngày 12 phạm tiểu nhân thường xuyên vướng phải thị phi quan tai kinh doanh không có lợi chìm nổi bất định người này hay bị hãm hại họa từ miệng mà ra không có số cầm tiền người tuổi ngọ sanh vào ngày 13 tướng mạo đòn chính tính cách thành thật và tốt bụng, làm việc kiên trì, chăm chỉ tới nơi tới trốn, nên rất được tín nhiệm, giao trọng trách lớn, có nhiều thành công. Người tuổi ngọ sinh vào ngày 14, thân thể khỏe mạnh, tính cách ôn hòa, nhã nhặn, biết lễ nghĩa, coi trọng đạo lý, dự trữ tính, sự nghiệp hanh thông, có chức có quyền, mệnh chủ về lãnh đạo và dẫn dắt người tuổi ngọ sanh vào ngày 15 tức ngày rằm thích thường vinh ưa nịnh hót ham rượu ngon người đẹp tính cách khoa trương phô diễn nhưng không có thực chất đời sống một đời chìm nổi bất định bôn ba lao khổ người tuổi ngọ sanh vào ngày 16 trời sinh gan to lớn mật tính cách hung hăng sốc nổi nên cuộc đời nửa mừng nửa lo có hung có cát trập trùng bất định Người tuổi ngọ sanh vào ngày 17 Coi bốn biển là nhà Hôn nhân nhiều sóng gió căng thẳng và trắc trở Con cái không nhiều Một đời khóc nhiều Cười ít Hạnh phúc ngắn ngủi cay đắng lâu dài Người tuổi ngọ sanh vào ngày 18 có quyền quy kiên cường vì dân vì nước công lao to lớn nhưng gặp nạn lao tù vững mắc với pháp luật và nhiều lần thất bại. Nếu có thể thấy tiếng không lui, đứng lên làm lại thì tuổi già sẽ có phúc lớn. Người tuổi ngọ sanh vào ngày 19, thông minh sáng dạ là nhân tài xuất chúng có sự nghiệp vang dội, thành công hiển đạt, danh tiếng lan xa. Nữ mệnh tốt hơn nam mệnh là người phụ nữ khiến nam giới phải kiên nảy. Người tuổi Ngọ sanh vào ngày 20, có mệnh mang phúc tưởng mạo tràn đầy. Quý khí, con cháu đông đúc, hậu nhân giỏi giang, sống lâu trường thọ, gia nghiệp thịnh vượng, có tài có thế, một đời phú quý, cuộc đời toàn vẹn không có một điểm nào phải nghĩ ngợi lo lắng. Người tuổi Ngọ sanh vào ngày 21, có đào hoa chiếu mệnh, một đời hòa tủ sắc không đâu vào đâu yêu nhiều quen nhiều nhưng cuối cùng vô ích phong lưu, thành tính tự làm tự chịu người tuổi ngọ sinh vào ngày 22 một đời nhiều khúc chiết thay đổi liên tục con cái bất hiếu mệnh khổ nữ khắc chồng nam hại vợ lo buồn càng nhiều càng đoạn thọ ngày 23 cũng là một trong số những ngày sinh tốt đối với người tuổi ngọ đa tài đa nghệ, có thể cạnh tranh chức vụ, tiến thân trên con đường quan lộc nhưng kinh doanh buôn bản mới phát tài. Cuộc đời không có họa lớn nhưng đôi lúc gặp họa nhỏ, không quá nguy hiểm. Người tuổi ngọ sanh vào ngày 24 Tham rượu, háo sắc, mê sắc dục nên hỏng việc. Người phong lưu khó sửa, ăn chơi tối ngày không lo làm ăn nên không thể thành đại sự người tuổi ngọ sanh vào ngày 25 kinh doanh như ý tài lộc hanh thông quan hệ xã giao tốt đẹp thường xuyên được mọi người ủng hộ nhưng vận trình không hoàn mỹ trong nhà bất ổn không được an yên người tuổi ngọ sanh vào ngày 26 sướng khổ song hành có buồn có vui năng lực tốt điều kiện mạnh nhưng gặp khá nhiều trở ngại vượt qua thử thách sẽ thành công, một đời giàu có dồi dào. Người tuổi ngọ sinh vào ngày 27, một đời lao khổ, tuy tiền nhỏ nhưng không ngừng tới, nhưng tiền lớn thì không có, tài lộc đủ dùng chứ không dư giả, có phúc khí nhỏ, vẫn gặp chuyện bất mãn lớn. Người tuổi ngọ sinh vào ngày 28, mệnh mang quan tài nên đường sự nghiệp chắc trở, bị người khác hãm hại khó an phận thủ thư lên voi xuống chó lúc tốt lúc kém bất định người tuổi ngọ sanh vào ngày 29 có phúc tinh lâm mệnh nên cầu sự thành công vạn sự như ý tỷ sự các tư thành gia lập nghiệp đều thuận buồm xuôi gió hành thông trôi chảy người tuổi ngọ sanh vào ngày 30 thông minh đa tài tướng mạo đẹp đẽ lanh lợi hôn nhân như ý cuộc đời bình an các tường việc gì cũng thông thuận dễ dàng tuổi ngọ sanh vào tháng nào có vận số tốt nhất vận mệnh người tuổi ngọ sanh vào tháng 1 âm lịch tức tháng giêng tháng giêng rơi vào tiết tân xuân không khí tràn đầy năng lượng sinh khí dồi dào nên người tuổi ngọ sanh vào thời điểm này trong năm cũng được hưởng lây nhiều điều tốt đẹp Họ sống lạc quan, phóng khoáng, thích kết giao bạn bè, giỏi xã giao. Người tuổi này sanh vào tháng 1 âm lịch may mắn được lục thần tương trợ, lại thêm quý nhân luôn ở sát bên chỉ lối dẫn đường, nên cả đời không phải lo chuyện cơm ăn áo mặc. Tuy nhiên nhược điểm lớn nhất của người này lại nằm ở chỗ, tuy tính tình cương trực nhưng có phần hơi bảo thủ, an phận thủ thường, không có chỉ cầu tiến không ham học hỏi Họ dễ dàng thỏa mãn với những gì mình đang có Cũng dễ dàng chấp nhận những quy tắc quy định được đặt ra Xong, về cơ bản thì người này vẫn có phúc khí đủ đầy Cuộc sống sung túc, niềm vui lớn nhất của họ chính là được thoải mái tự do kết bạn Có bạn bè khắp tử phương Vận mệnh người tuổi ngọ sanh vào tháng 2 âm lịch Tháng 2 âm lịch rơi vào tiết kinh trập, người tuổi ngọ sanh vào tháng này là người chủ trọng hình thức, thích sạch sẽ, gọn gàng, sống thanh cảnh, khiêm nhường. Họ là người thông minh, quạt bát, khoan dung, độ lượng, song không thích bị bỏ buộc trong bất cứ hoàn cảnh nào. Với họ, tự do là điều thiêng liêng, là thứ họ luôn hướng tới, tâm tính cũng có phần bất cần, thích gì làm nấy. Người tuổi ngọ sanh vào tháng 2 âm lịch may mắn được hưởng phúc phần tổ tiên để lại, được cha mẹ nâng đỡ khá nhiều. Tuy vậy họ vẫn gặp khá nhiều khó khăn trong cuộc sống, cũng phải đối mặt với nhiều tai họa khó lường. Xong, may là có không quá nhiều nguy hiểm, đến lúc cuối cùng vẫn có thể hóa huy thành an nhờ vào được quý nhân tương trợ, vẫn thế cuộc đời nhiều biến động, lên xuống thất thường vận mệnh người tuổi ngọ sanh vào tháng 3 âm lịch. Trong năm tháng 3 âm lịch rơi vào tiết thanh minh, người tuổi ngọ sanh vào tháng này là người có phúc âm bảo hộ, thiên tư thông minh đỉnh ngộ, có tài văn chương, cũng giỏi tài thao lược. Những chú ngựa này tính tình thẳng thắn, trung trực, lòng dạ bao la, có nhiều tham vọng và lý tưởng trong đời. Ước mơ cao xa, Xong người tuổi ngọ này luôn cố gắng hết mình để biến ước mơ thành hiện thực Dù thành công nhưng không khoa trương, không kiêu căng Được nhiều người ngưỡng mộ, danh tiễn vang khắp gần xa Trong đời họ có nhiều quý nhân Ở nhà có tiền bối, gia phụ chỉ giáo Ra ngoài có quý nhân tương trợ Cuộc đời người này không phải trải qua đại nạn, làm chuyện gì cũng dễ dàng thuận lợi, đường nhân duyên tốt, có tài xã giao, khiến người khác tin tưởng vào bản thân. Vận mệnh người tuổi ngọ sanh vào tháng tư âm lịch Người tuổi ngọ sanh vào tháng tư âm lịch, vào thời điểm này khá vất vả, cuộc đời lận đận, phải gặp chuyện nhiều, chắc trở khó khăn. Họ không có sự nghiệp thành công lẫy lừng, nhưng bù lại giữ được bình an. Dù gặp nhiều cản trở nhưng không vì thế mà họ nản lòng, ngược lại càng thêm quyết tâm giữ cho mình lòng nhiệt tình và ý chí kiên cường. Mọi thứ mà họ có được trong đời đều do chính mình làm ra, chứ không cậy nhờ được ai. Đứng trước khó khăn, họ tự động viên bản thân dũng cảm vượt qua tự lực cảnh sinh chiến đấu một mình nhờ thể mà không có những ít lần gặp hung hóa lành giành lấy được những gì mà mình muốn nam mệnh nữ mệnh tuổi ngọ sanh vào tháng tư âm lịch rất giỏi kiếm tiền có hiềm không biết cách giữ tiền tiền vào nhiều mà ra cũng không kém thu nhập lên xuống thất thường không có tích lũy tiết kiệm gì cho bản thân không có người thân giúp đỡ, người này phải cố gắng hơn bình thường gấp nhiều lần. Nhưng điều đó rèn dũa cho họ ý chí sắc đá hơn người, tâm tỉnh như nước, chẳng gì. Nguy hiểm trước mắt mà dao động. Nếu biết tận dụng nắm bắt thời cơ thì có thể gây dựng được sự nghiệp cho mình. Vận mệnh người tuổi ngọ sanh vào tháng 5 âm lịch Tháng năm âm lịch rơi vào tiết mang chủng, người tuổi ngọ sanh vào tháng này phải chịu trăm ngàn điều khổ cực đắng cay trong đời, phúc phận mỏng manh, không được cha mẹ quý nhân phù trợ. Tất cả những điều họ có được trong đời đều là nhờ vào tài trí cũng như sự nỗ lực của bản thân mà có. Tiền vận bôn ba vất vả ngược xuôi để gây dựng cơ nghiệp, chính vì thế mà lỡ dở lương duyên. Mặc dù tâm động tình từ rất sớm nhưng họ thường kết hôn khá muộn, quan hệ vợ chồng khá tốt, hai người chung sống hòa thuận hạnh phúc, bạn bè khác giới không ít nhưng không ảnh hưởng tới tình cảm hôn nhân. Người tuổi ngọ sanh vào tháng 5 âm lịch hoàn toàn có thể có được sự nghiệp rực rỡ huy hoàng, tuy nhiên tiền đề của họ chấp nhận đổ nhiều mồ hôi nước mắt cố gắng hết sức mình, dù thất bại cũng không nản lòng hậu phận tốt đẹp, cuộc sống an khang, hạnh phúc, con cháu đầy đàn. Vận mệnh người tuổi ngọ sanh vào tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch rơi vào tiết tiểu thử trong năm. Người tuổi ngọ sanh vào tháng này cả đời vất vả nhưng chẳng bao giờ chạm đến ngưỡng đại phú đại quý. Người này tính cách không nhu không cư, sống có trách nhiệm, chẳng bao giờ vì vất vả mà than thân trách phận. Họ kiên trì làm tới cùng những việc đã quyết định. Tuy nhiên gia phận phúc mỏng Người tuổi ngọ sinh vào tháng này thường phải sống cảnh ly tán Không được ở gần gia đình anh em Họ gặp khá nhiều trở ngại trên con đường lập nghiệp Thời gian đầu thất bại liên miên Tổ nghiệp chẳng còn là bao Tài sản tan tành Bản mệnh phải tự tay làm nên cơ nghiệp Đến năm 35-36 tuổi mới thành danh Vào năm 40 tuổi có nhiều dự định mới mẻ Ngoài 50 tuổi mới dần ổn định Không phải vất vả lo lắng nhiều Vận mệnh người tuổi ngọ sanh vào tháng 7 âm lịch Tháng 7 âm lịch rơi vào tiết lập thu Tiết trời không nóng không lạnh Người tuổi ngọ sanh vào tháng này thông minh hơn người Khả năng lĩnh ngộ tốt Học một biết vui cuộc đời người này khá xôn xẻ, không phải trải qua kiếp nạn gì lớn. Họ luôn khao khát hướng tới thành công, khí chất cao nhã, có sức hút mãnh liệt lại thêm tinh thần ý chí do dào. Người tuổi ngọ sanh vào tháng 7 âm lịch nhờ thấy mà dễ dàng dùng tài năng của mình để hưng gia vượng nghiệp, tạo dựng được nhiều thành công trong cuộc sống. Thêm quý nhân trợ lực, bản mệnh phát huy hết mức tài năng của bản thân để đạt được mục tiêu. Tuy nhiên trong hành trình vẫn cần phải đề phòng tiểu nhân đeo bám, họa khẩu thiệt thị phi, tranh đoạt lợi danh rất rõ, dễ vướng phải họa quan tụng. Vận mệnh người tuổi ngọ sanh vào tháng 8 âm lịch Người tuổi ngọ sanh vào tháng 8 âm lịch chính là tiết bạch lộ trong năm, có trí tệ hơn người, văn võ song toàn, hiếm ai bị kịp. Họ thông minh, lanh lợi, phẩm chất cao đẹp, có trí khí, trọng nghĩa, trọng tình. Nhờ quý nhân ở bên dẫn đường chỉ lối, cộng thêm bản mệnh, nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ nên giành được nhiều thành công trong cuộc sống cũng như công việc. Cuộc đời không phải trải qua sống to gió cả, là người có phúc phận, phúc thọ sông to, tài đức đủ đầy, được nhiều người yêu mến và kính trọng, cũng được cấp trên tin cậy, đào tạo làm tầng lớp kể cận vận mệnh người tuổi ngọ sanh vào tháng chín âm lịch tháng chín âm lịch trong năm là tiết hàng lộ người tuổi ngọ sanh vào tháng chín âm lịch cả trí thông minh và năng lực bản thân đều đạt mức xuất sắc hiếm có có bậc kỳ tài trời sinh nếu biết hướng về mục tiêu cao đẹp thì hoàn toàn có thể thay đổi vận mệnh Cuộc đời của họ khá bình thường Bản thân chủ ngựa này cũng không có ý chí, lý tưởng gì to lớn Chỉ muốn bình an trải qua một ngày Không mong chờ cầu tiến Họ có tài nhưng không muốn nỗ lực cố gắng nhiều Không có mục tiêu phấn đấu Người này cả đời không quyền không thế Chỉ muốn tìm cây cao bóng cả để tựa nhờ dù có công việc ổn định nhưng tài lộc không nhiều, hãy gặp khó khăn là dễ dàng thỏi chỉ. Tuy nhiên, nếu biết xác định phương hướng phấn đấu cho mình, nỗ lực không ngừng, phát huy hết tài năng của bản thân thì tiền đồ vô lượng, thành công nhiều không kể xiết. Vận mệnh người tuổi ngọ sanh vào tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch rơi vào tiết lập đông. Người tuổi ngọ sanh vào tháng này đều mang mệnh anh hùng hào kiệt. Thời trai trẻ họ phải trải qua khá nhiều gian nan vất vả nhưng điều đó có thể vượt qua. Cuộc đời người tuổi ngọ sanh vào tháng này đang xen giữa may mắn và xô xẻo, hạnh phúc và khó khăn. Không được người thân che chở, cũng chẳng có quý nhân nâng đỡ, mọi chuyện đều phải dựa vào chính sức mình. May nhờ có ý chí kiên cường, nghị lực sắt đá, lại tài năng hơn người nên con giáp này không phải nếm trải quá nhiều thất bại. Họ là hình mẫu điển hình của người tay trắng làm nên cơ nghiệp, trung vận mai gặp quý nhân, hậu vận hưởng phúc thái bình. Từ trung vận trở đi, người tuổi ngọ sanh vào tháng 10 âm lịch, vận trình tăng tiến, phú quý phát đạt, thành công rực rỡ. Vận mệnh người tuổi ngọ sanh vào tháng 11 âm lịch, Tháng 11 âm lịch trong năm là tiết đại tuyết. Vận mệnh người tuổi ngọ sanh vào tháng này cũng như nhóm màu băng tiết khó có được sức sống của mùa xuân. Họ phải bông ba, xôi ngược, không được người thân giúp đỡ cũng chẳng có tổ nghiệp tương trợ. Người này tính tình hòa nhã, trung thực, tiền vận gặp nhiều rắc rối đa đoan, lúc nào cũng hẩm hiu, đơn thương, độc mã. Tới năm 28-29 tuổi, vận thể mới dần tốt lên. Từ năm 35, 36 đến năm 40 tuổi, vận khí vượng khai, xuân về hoa nở, thành công rực rỡ. Đó là nhờ họ không nản lòng trước những hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực hết mình để thay đổi hiện tại mà có được. Ban đầu vị trí xã hội tuy nhỏ nhưng về sau có thể làm nên chuyện lớn, gây dựng lại tổ nghiệp lẫy lưng, như cây khô gặp mùa xuân đâm trời nảy lọc. Vận mệnh người tuổi ngọ sanh vào tháng 12 âm lịch tức tháng chạp. Tháng 12 âm lịch rơi vào tiết tiểu hàng. Cuộc sống của người tuổi ngọ sanh vào tháng này nhiều chuyện phải lo phiền. Tuy nhiên cũng may gia đình hòa mục, thời trẻ lại chăm chỉ học hành nên ra ngoài được nhiều người nể phục. Tài năng cũng có, được là nhờ sự rèn giũa tư chất thông minh lại thêm có công dùi mài đèn sách nên càng thêm giỏi giang người tuổi ngọ sanh vào tháng chạp có ý trí và nghị lực phi thường luôn cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ không ngại khó không ngại khổ không sợ gian nan không sợ thất bại dù chưa thể lập tức thuận buồm xuôi gió làm nên cơ nghiệp mà phải chịu nhiều khó khăn vất vả nhưng người này cuối cùng sẽ có được cuộc sống an lạc, thành quả to lớn, hậu phận có phúc, có lộc, con cháu đầy đàn. Vận số tuổi mùi Người cầm tinh con dê sinh vào ngày nào, giờ nào, tháng nào là có vận số tốt. Cuộc đời của người tuổi mùi có nhiều thăng trầm biến động và những điều may rủi vận mệnh của từng người thường gắn liền với giờ, ngày, tháng sinh của người ấy. Người tuổi Mùi sinh vào các năm sau đây: năm 1943, năm 1955, năm 1967, năm 1979, năm 1991 và năm 2003. Người tuổi mùi có tài năng tuyệt vời, trí tưởng tượng phong phú và giàu sức sáng tạo trong lĩnh vực nghệ thuật. Được trời phủ cho mình một đôi mắt tinh tế. Họ là những con người có năng khiếu về thời trang, am hiểu và có cá nhân toàn diện đối với thẩm mỹ. Chính vì vậy họ luôn nắm bắt được xu hướng thiết mới nhất và phong cách ăn mặc của họ cũng mang tính thẩm mỹ cao. Đa số những người sinh vào năm mùi có tính cách trù đảo, điềm đạm và chăm chỉ, biết yêu thương và quan tâm tới mọi người xung quanh. Luôn cố gắng để không làm tổn thương bất cứ ai. Họ cư xử một cách nhẹ nhàng, cởi mở và thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ khi có thể. Nếu có xảy ra các cuộc xung đột thì chắc chắn họ sẽ không khoanh tay đứng nhìn mà lao ngay vào giải quyết hoa giải giữa hai bên. Đó chính là người tuổi Mùi, tốt bụng và giàu lòng lương thiện. Bởi tính cách hòa đồng và dễ mến như vậy nên họ được nhiều người yêu quý và ngưỡng mộ. Trong 12 con giáp, người tuổi Mùi thuộc tiếp người thiên về tình cảm, họ luôn luôn tìm kiếm sự đồng thuận nhất trí và đoàn kết tập thể. Đặc biệt là những người mà họ tôn trọng Họ cần nhận được sự hỗ trợ từ phía người thân, gia đình và đó là động lực tinh thần mạnh mẽ giúp họ từng bước vươn lên thành công trong cuộc sống. Những người sinh vào năm mùi thường có các đặc điểm, tính cách tương đồng, theo đó tùy thuộc vào giờ sinh, ngày sinh hay tháng sinh tính theo âm lịch mà mỗi người sẽ có phần số tốt xấu, lành dự khác nhau vận số người tuổi mùi qua giờ sinh giờ Tý tức từ 23 giờ đến 1 giờ sáng theo ngũ hành thổ khắc thủy nên tuổi mùi mệnh thổ khắc chế tuổi tí mệnh thủy sinh vào giờ này thường người tuổi mùi có vận số hao tài tổn của nhưng do có sao nguyệt đức sao tốt chiếu mệnh nên mọi việc xấu đều có thể giải quyết hóa giải được Giờ sủ tức từ 1 giờ đến 3 giờ sáng. Mùi mệnh thổ ngang với sủ mệnh thổ. Cho nên những người sinh vào ngày này thường có suy nghĩ logic và lối sống khoa học nề nếp. Trong cuộc sống mọi điều điên đều diễn ra suôn sẻ, thuận lợi nhưng đôi khi bị hao tài tổn của, dễ mất tiền bạc vào những thứ không đâu. Giờ dần tức từ 3 giờ đến 5 giờ sáng mộc khắc thổ cho nên dân mệnh mộc khắc mùi mệnh thổ. Do có sao tử vi chiếu mệnh nên những người sinh vào giờ này gặp nhiều may mắn về tài lộc, tiền bạc cũng như con đường công danh sự nghiệp thăng tiến. Tuy nhiên đo lúc phướng phải các vụ kiện tụng nhưng đều được giải quyết và xử lý ổn thỏa. Giờ mẫu tức từ 5 giờ đến 7 giờ sáng. Mẫu mệnh mộc khắc chế môi mệnh thổ sinh vào giờ này người tuổi mùi sẽ được sao thiên tưởng chiếu mệnh chính vì thế mà họ là người có quyền lực địa vị và có thế lực vững chắc trong xã hội tuy nhiên phận số người này không được ổn định sinh vào giờ thìn tức từ 7 giờ đến 9 giờ Thân Mệnh Thổ ngang với Mùi Mệnh Thổ, do sao tốt chiếu mệnh nên hầu hết những người sinh vào năm Mùi giờ này có vận số tốt đẹp, may mắn và thuận lợi. Nếu làm ăn xa quê hương, lập nghiệp, ác sẽ nhanh chóng thành công, tạo dựng được cơ nghiệp lớn. Người sinh vào giờ Tỵ tức từ 9 giờ đến 11 giờ, do hỏa sinh thổ cho nên Tỵ Mệnh Hỏa sinh Mùi Mệnh Thổ. Do có sao dịch mạng chiếu mệnh nên người sanh vào giờ này có số ly hương. Phải rời xa gia đình, rời xa quê hương để mưu cầu danh lợi, cuộc sống không mấy ổn định, phải đi lại nhiều. Sinh vào giờ ngọ tức từ 11 giờ đến 13 giờ. Do hỏa sinh thổ cho nên ngọ mệnh hỏa sinh mùi mệnh thổ. Sinh vào giờ này người tuổi mùi có cuộc sống vui vẻ, và có cái nhìn lạc quan đối với thế giới xung quanh. Họ biết cách nắm giữ và phung đắp hạnh phúc gia đình, vì vậy mà hôn nhân của họ luôn kéo dài, bền vững theo năm tháng. Đôi lúc mắc bệnh nhẹ nhưng đều qua khỏi. Sinh vào giờ mùi tức từ 13 giờ đến 15 giờ nhờ có sao hòa cải chữa mệnh nên người sanh vào giờ này là người có tài có đức lại được trí thông minh nhanh nhẹn hơn người họ là những con người có nghĩa khí dũng cảm và hào hiệp luôn coi trọng tình cảm về sức khỏe giải mắt các bệnh đau đầu chóng mặt do phạm phải sao thái tuế sinh vào giờ thân tức từ 15 giờ đến 17 giờ do thổ sinh kim nên mùi mệnh thổ sinh thân mệnh kim được sao thái dương chiếu mệnh nên công chuyện làm ăn của người tuổi này khá xô xẻ thuận lợi mô sự ác thành tạo dựng được cơ nghiệp lớn may mắn được bạn bè giúp sức tuy nhiên người tuổi này có vận số cô đơn đơn độc ít bạn bè sinh vào giờ dậu tức từ 17 giờ đến 19 giờ. Do thổ sinh kim nên mùi mệnh thổ sinh dậu mệnh kim. Số của người này không được may mắn cho lắm. Cuộc sống không mấy ổn định, số phận phải lao đao vất vả và gặp nhiều khó khăn. Cần tránh các vụ kiện tụng, xung đột và rắc rối. Sinh vào giờ tuất từ 19 giờ đến 21 giờ mùi mệnh thổ ngang với tuất mệnh thổ do sao cậu dạo chiếu mệnh nên người sinh vào giờ này thường gặp rắc rối cản trở trong chuyện tình cảm và những vấn đề liên quan tới cuộc sống hôn nhân giờ hội từ 21 giờ đến 23 giờ do thổ khắc thủy nên mùi mệnh thổ khắc chế hội mệnh thủy người này có vận số không được tốt thường xuyên có kẻ trọc phá quấy rối hay xảy ra các vụ xung đột tranh chấp cãi vã tuy nhiên nếu có cơ địa vị thế tốt thì mọi chuyện đều có thể giải quyết một cách ổn thỏa vận số của người tuổi mùi qua ngày sinh sinh vào ngày tý người này thường mắc các bệnh nhẹ có vận số hoa tài tổn của đào hoa đa tình đam mê tổ sắc sinh vào ngày Sửu người này cần lưu ý đặc biệt cẩn trọng xem xét trước khi quyết định làm bất cứ một việc gì đó vận số không được tốt cho lắm dễ bị thua cuộc trắng tay và mang nhiều tai tiếng không hay sinh vào ngày Dần được sao tử vi chiếu mệnh cho nên cuộc sống của người này an nhàn vui vẻ, hạnh phúc cho tới khi về già. Nếu gặp chuyện chẳng lành đều được hóa giải, mọi sự thị phi tranh chấp đều được xử lý. Sinh vào ngày mão Nếu có sao bạch hộ chiếu mệnh thì cơ nghiệp lung lai, gia sản tiêu tán, mưu sự không thành, bệnh tật là điều khó tránh khỏi, Tuy nhiên nếu người này có tưởng tinh thì vận số ắt làm quan to, có địa vị và quyền lực. Sinh vào ngày thìn Do có phúc tinh chiếu mệnh nên người này là người có tài, có đức, giỏi trong việc trị huy và lãnh đạo cho nên nếu làm ăn kinh doanh ắt sẽ thành công. Tuy nhiên dễ bị màn tài tiếng và những điều không hay. Sinh vào ngày tỵ Do sao thiên mã chiếu mệnh nên người tuổi này thường được mọi người xung quanh yêu mến, mến mộ, thích hợp lập nghiệp và làm ăn xa quê hương. Người này có trí tiến thủ lại chịu khó, công danh và mưu lợi ác thành. Sinh vào ngày ngọ, vận số sung sướng, hưởng nhiều phước lộc, công việc làm ăn suôn sẻ và thuận lợi. Sinh vào ngày mùi, người này có tưởng thông minh, hiền tài, văn trường lai lãng, miệt mài chăm chỉ và chịu khó rèn luyện tu dưỡng là người có chí khí. Sinh vào ngày thân, trong cuộc sống mọi việc đều được thuận lợi như ý, cơ sự ác thanh, làm nên chuyện lớn. Sinh vào ngày giàu, người này có vận số không được tốt lắm, khó tránh khỏi tai họa và những rắc rối xảy ra trong cuộc sống. Sinh vào ngày tuất, người tuổi mùi sinh vào ngày tuất thường gặp nhiều vấn đề trong cuộc sống, trải qua nhiều cản trở, sóng gió, thử thách lớn, cơ sự khó thành. Sinh vào ngày hợi, người tuổi mùi sinh vào ngày hợi thường cơ sự, địa vị và quyền lực bấp bênh, dễ phạm phải các vụ kiện tụng tranh chấp và nhiều vấn đề thị phi vì lý khác trong xã hội. Vận số của người tuổi mùi qua tháng sinh Tháng 1 Đây là người có tài, mưu trí, thông minh và nhanh nhẹn, có đầu óc logic khoa học, luôn năng động nhiệt tình mọi lúc mọi nơi. Tính tình thân thiện, cởi mở, quạt bát nhưng cũng rất tỉ mỉ, cẩn thận, tuy nhiên đôi khi họ lại thiếu sự chín chắn và quyết đoán người này có số ít của nhưng bù lại được gia đình hạnh phúc hòa thuận cuộc sống vui vẻ ấm no công việc ổn định có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp chuyện thị phi rắc rối trong đời là khó tránh khỏi cần hết sức chú ý đề phòng cẩn thận tránh các sự cố không may bất ngờ xảy ra người tuổi môi sanh vào tháng 2 âm lịch. Người tuổi môi sanh vào tháng này thường sở hữu tính cách nhu mì, điềm đạm, ôn hòa lại hết sức chu đáo, luôn cơ sở một cách đúng mực, có tấm lòng, bao la, rộng lượng, sống có tình, có nghĩa nên họ có vận số tốt đẹp, được nhiều người yêu mến và tôn trọng. Họ là người có danh tiếng, học thức và có địa vị cao trong xã hội. Công chuyện là măng thuận bươm sôi gió, sự nghiệp không ngừng tăng tiến, mệnh số hưởng nhiều phú quý, vượng lộc. Người tuổi mùi sanh vào tháng 3 âm lịch. Đây là tháng tiết thanh minh, cho nên những người sanh vào tháng này thường là các nhân vật xuất chúng, tài năng vượt trội, thông minh hơn người. Họ là những con người dũng cảm, nghĩa hiệp và cao thượng, được nhiều người coi trọng và ngưỡng mộ là người có tài, có trí, dự rằng tương lai ắt sẽ làm nên cơ sự đại nghiệp lớn, có vận số tốt, hưởng nhiều phúc vận tài lộc. Người tuổi môi sanh vào tháng tư thuộc tiếp người có học thức và sự hiểu biết, họ luôn nhìn nhận cuộc sống một cách khách quan, khoa học và thực tế, là người có nghị lực, ý chí dũng cảm, kiên cường, họ can đảm vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong đời. Tuy rằng đôi khi có phải gặp tai nạn, hoạn nạn và vận may tài lộc đến muộn, nhưng nói chung vận số khá tốt. Con cháu thành đạt, cuộc sống ấm no, sung túc, hạnh phúc. Người tuổi môi sanh vào tháng 5 Tháng 5 là tiết mang trũng, hầu hết những người tuổi môi sanh vào tháng này có tinh thần mạnh mẽ, ý chí kiên quyết đặc biệt họ là những con người có tài lãnh đạo và khả năng quản lý giỏi mệnh số tương đối tốt là người có danh tiếng có quyền lực và địa vị chỗ đứng trong xã hội vừa có tài có tâm lại có đức tấm lòng lương thiện được người đời nể phục kính trọng người sanh vào tháng 6 Người tuổi mùi sanh vào tháng này có tài trí, mua lược hơn người. Họ là những con người nho nhã, chính trực, lễ nghĩa và luôn coi trọng chữ tính. Là người có đầy đủ những phẩm chất đạo đức tốt đẹp. Vận số của họ rất tốt, hưởng nhiều phúc lộc, tài vận và gặp nhiều may mắn. Cuộc sống thuận lợi, công việc làm ăn suôn sẻ. Người sanh vào tháng 7 Sinh vào tiết lập thu cho nên người tuổi mùi sinh vào tháng 7 này là người có suy nghĩ thông thái, mưu trí và có tài lược, sống có trí khí và đáng được coi trọng. Mọi việc như ý gây dựng được cơ nghiệp lớn, đón nhiều may mắn, tài lộc, gia đình, hưng thịnh. Người tuổi mùi sinh vào tháng 8 Sanh vào tháng 8, người này có học vấn, có trí thức, có năng lực trong công việc, được cấp trên coi trọng và đánh giá cao, do vậy họ thường giữ chức vụ quan trọng với những trọng trách cao cả. Họ là người sống tự chủ, tự lập nghiệp, dựa trên chính đôi bàn tay của mình để vươn lên trong cuộc sống, là người có suy nghĩ chính chắn và trưởng thành, do đó nếu có gặp rắc rối đều có thể tự xoay chuyển được người tuổi mùi sanh vào tháng 9 sinh vào tuyết hàng lộ người này thường phải trải qua một quá trình gian nan thử thách mới có thể thành công trong sự nghiệp cũng như trong cuộc sống dễ gặp bệnh tật và bị tai tiếng do đó nên chú ý đề phòng bảo vệ sức khỏe cũng như miệng lưỡi tiểu nhân tránh xung đột hoa rắc rối không đáng có người tuổi mùi sanh vào tháng 10 là người có tài năng Năng khiếu và sức sáng tạo trong lĩnh vực nghệ thuật. Tuy rằng cuộc sống không quá giàu sang quyền quý nhưng nhìn chung phần số khá tốt, sự nghiệp rộng mở, có cơ hội thăng quan tiến chức trong công việc, cuộc sống yên bình, gặp nhiều may mắn. Người tuổi môi sanh vào tháng 11 âm lịch, sinh vào tháng tiết Đại Tuyết. Người này tuy rằng được hưởng nhiều tài lộc phúc phận của trời nhưng số phải trải qua nhiều gian nan thử thách trong đời thời trung niên bắt đầu làm ăn phát đạt cuộc sống hưng thịnh người tuổi mùi sanh vào tháng 12 sinh vào tiết tiểu hàng tức từ phía băng phủ cho nên người tuổi này sinh vào tháng 12 sẽ gặp nhiều trở ngại trong cuộc sống số mệnh phải sống tự lập tự chủ không nhận được sự giúp đỡ của người khác Chính vì thế có thể đạt được mơ ước và thành công trong sự nghiệp, người này phải nỗ lực, phấn đấu không ngừng, kiên trì, có sự quyết tâm cao độ. Có như vậy thì cuộc sống sau này mới hưởng được phúc, sung túc về già. Vận số tuổi thân Tuổi thân sanh vào giờ, ngày, tháng nào có vận mệnh tốt. Tuổi thân là con giáp sở hữu sự nhanh nhạy, linh hoạt nhất trong 12 con giáp. Vậy vận số của người tuổi thân ra sao? Sinh vào thời điểm nào mới được giàu sang phú quý, đường đời suôn sẻ? Tuổi thân xếp thứ vị trí thứ 9 trong thứ tự 12 con giáp: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, hại Người cầm tinh con khỉ là loài vật tượng trưng cho con giáp này. Người tuổi thân sinh ra với bản tính thông minh, nhanh nhẹn, ưa vận động, họ là người đa mưu túc trí, đôi khi pha trúc tinh nghịch hài hước. Bởi vậy họ rất được lòng mọi người xung quanh và mang đến cho người khác cảm giác dễ chịu. Những lợi thế này rất có lợi cho cuộc đời, sự nghiệp và vận mệnh của người tuổi thân. Thế nhưng những người này khi tức giận lại khó kiềm chế được cảm xúc và lời nói. Họ có thể sẽ mặc sự nóng giận của mình bất chấp thái độ đó làm tổn thương người đối diện. Tuổi thân sanh vào các năm Năm 1944 Năm 1956 Năm 1968 Năm 1980 năm 1992, năm 2004, năm 2016, năm 2028 tuổi thân sinh vào giờ nào có vận số tốt nhất? Sinh vào giờ Tý tức từ 23 giờ đến 1 giờ vì thân Kim sinh Tý Thủy nên sự nghiệp tất thành, cuộc sống an nhàn hạnh phúc. Nhưng người tuổi thân sinh giờ tý thường hay bị tiểu nhân quấy phá, sự nghiệp phát đạt nhưng chức vị bị khắc chế, khó thăng tiến làm quan to. Sinh vào giờ Sửu tức từ 1 giờ đến 3 giờ, người tuổi thân sinh vào giờ Sửu có cuộc đời hạnh phúc, yên vui, sự nghiệp thành đạt, người này được gia đình hậu thuẫn, ra ngoài gặp quý nhân phù trợ nên dễ lập đại nghiệp cả đời không phải lo gánh nặng vật chất. Có sao Nguyệt Đức chiếu mệnh nên làm chuyện gì cũng thuận buồm xuôi gió. Sinh vào giờ dần tức từ 3 giờ đến 5 giờ. Người tuổi thân sinh vào giờ dần có cuộc đời vui buồn lẫn lộn, có tài năng xuất chúng hơn người và có số làm quen nhưng vận mệnh trôi nổi hữu danh vô thực Cuộc sống hôn nhân của người này cũng nhiều trắc trở, khó tìm được ý trung nhân, cùng sống đến hết cuộc đời. Sinh vào giờ mão tức từ 5 giờ đến 7 giờ sáng. Thần kim khắc chế mão mộc nên cuộc đời tuy không phải lo lắng về chuyện ăn mặc nhưng cũng trải qua không ít thăng trầm. Tuy nhiên, được sao tử vi chiếu mệnh nên người tuổi thân sanh vào giờ mão gặp hung hóa cát nhiều may mắn đặc biệt khi vào hậu vận thì phúc lộc song to sinh vào giờ thình tức từ 7 giờ đến 9 giờ vì thần thổ sinh thần kim nên người sinh vào giờ này tài năng nổi bật mọi việc tốt lành có quý nhân giúp đỡ sự nghiệp phát triển thuận lợi Tuy nhiên, người tuổi thân sanh vào giờ thình bị sao thiên la chiếu mệnh, dễ bị phá tai. Sinh vào giờ tỵ tức từ 9 giờ đến 11 giờ. Người tuổi thân sanh vào giờ tỵ có sự nghiệp phát triển, được quý nhân phù trợ, đôi khi gặp rắc rối thị phi trong công việc nhưng được sao thiên đức chiếu mệnh nên mọi điều xui xẻo đều được hóa giải, không gặp tai họa lớn nào trong cuộc đời sinh vào giờ ngọ tức từ 11 giờ đến 13 giờ. Do ngọ hỏa khắc chế thân kim nên cuộc đời người này không gặp nhiều may mắn, tiền vận vất vả, trung vận có dấu hiệu khởi sắc, hậu vận thì gia đình hòa thuận, con cháu hiếu thảo. Sinh vào giờ mùi tức từ 13 giờ đến 15 giờ. Người tuổi thân sinh vào giờ mùi tính tình cương trực, có năng lực làm việc, nhân số không được gia đình trợ giúp nên phải tài trắng lập nghiệp, trung vận có khởi sắc về sự nghiệp, hậu vận hưởng vinh hoa, phú quý. Sinh vào giờ thân, tức từ 15 giờ đến 17 giờ. Người tuổi thân sanh vào giờ bản mệnh có cuộc sống vui vẻ, nhiều hỷ sự và phúc lộc. Công danh sự nghiệp của người này đều tốt vì được người thân, bạn bè giúp sức Tuy nhiên cần cẩn trọng trong việc kết giao bạn bè, có người qua cầu gúc ván, bội tính và làm tổn thương bạn. Sinh vào giờ dậu tức từ 17 giờ đến 19 giờ. Cuộc đời người này lắm ưu phiền và gặp nhiều chuyện xui xẻo. Tuy nhiên bù lại họ thông minh, nhanh nhạy, khí chất tốt, cuộc sống gia đình hòa thuận, vui vẻ. Sinh vào giờ tuất tức từ 19 giờ đến 21 giờ. Người sinh giờ này có tố chất thông minh, lanh lợi, nhưng ở nhà không được gia đình hậu thuẫn, ít ra ngoài, không có bạn bè giúp đỡ nên công danh sự nghiệp đều ở mức trung bình. Tiền tài dễ tụ cũng dễ tán. Tiền vận khó tụ tài, nhưng đến trung vận thì mọi chuyện mới yên ổn. Sinh vào giờ hỏi tức từ 21 giờ đến 23 giờ được sao Thái Dương chiếu mệnh nên người này làm việc gì cũng thuận lợi và thành công. Cuộc sống giàu có đủ đây, tuy có lúc bị kẻ tiểu nhân gây phiền nhiễu hoặc vướng vào chuyện kiện tụng nhưng được quý nhân giúp đỡ nên mọi phận xấu đều được hóa giải. Kết luận Giờ sinh tốt nhất của người tuổi thân là giờ mão và giờ sửu tuổi thân sanh vào ngày nào có vận số tốt nhất. Người tuổi thân sanh vào ngày mùng 1, mệnh các tư, nam có tài năng thiên phú, nữ hiền lành xinh đẹp. Cả hai đều có năng lực làm việc, có thể tự gây dựng sự nghiệp và có phẩm chất đạo đức tốt. Người tuổi thân sanh vào ngày mùng 2 là mệnh các hung họa phúc đang sen. Chỉ có thể thuận theo tự nhiên chứ không thể cầu. Nếu gặp hung thì là đại hung, nhưng ngược lại nếu gặp cát thì là đại cát. Người tuổi thân sanh vào ngày mùng ba, cuộc đời dù tai lộc dồi dào, không thiếu ăn, thiếu mặt, nhưng lại dễ mắc sai lầm, kiến lụi bại. Một khi thất bại thì sẽ là đả kích cực kỳ lớn lao. Người tuổi thân sanh vào ngày mùng bốn, từ nhỏ đã tốt đẹp dễ dàng. Nhiều tài lợi nên cần tích trữ, học cách quản lý tài sản thì tuổi già mới no ấm, hậu vận không rõ, tuy nhiên cũng cần lo về cái ăn, cái mặt. Người tuổi thân sanh vào ngày mùng năm là người có thiên tính thông minh, bất luận là khả năng hay dũng khí đều mạnh mẽ hơn người, giỏi tì cờ ứng biến, phản ứng nhanh nhạy, linh hoạt với thời cuộc, có thể vượt qua sóng gió. Người tuổi thân sanh vào ngày mùng 6. Vận trình có nhiều trạch trùng bất định, quá trình phát triển có nhiều khó khăn vất vả, mưu sinh nhọc nhằn, miễn cưỡng đủ ăn. Từ trung vận bắt đầu khởi sắc, nửa đời sau gặp hạnh phúc. Người tổ thân sanh vào ngày mùng 7 thường xuyên tính toán mưu sự nhưng thành công không nhiều, chìm nổi bất định, sóng gió nhấp nhô. Dù có nỗ lực, cố gắng ứng phó cũng khó có hy vọng thành công nên đừng đặt quá nhiều kỳ vọng. Người tuổi thân sanh vào ngày mùng 8, tuy cuộc đời gian lao bồn ba nhưng có thể đạt được thành công, tài lợi, tứ phương, sự nghiệp thăng tiến. Người này mệnh mang quan tinh, theo đuổi con đường chức tước sẽ rất tốt cuộc đời ở đỉnh cao danh vọng chức quyền không thiếu người tuổi thân sanh vào ngày mùng chín có đầu óc linh hoạt ý chí cầu tiến và tham vọng mạnh làm việc tới nơi tới trốn, thích hợp với công việc kinh doanh người này tính tình can trường không lùi bước trước khó khăn không ngại tranh đấu với người khác người tuổi thân sanh vào ngày mùng 10. Nam nữ đều các lợi nam trụ khôi ngô nhanh nhẹn, nữ trụ thông minh xinh đẹp, tính cách trầm, ổn, phóng khoáng, làm người chính trực, thẳng thắn, xử sự chân thành. Người tuổi thân sinh vào ngày 11, mang mệnh tiểu cát có lợi với nam giới hơn nữ giới, sự nghiệp hài lòng, tài lợi không thiếu, nhưng gia đình không hài hòa, vợ chồng thường xuyên mắc sai lầm dẫn tới mâu thuẫn. Ngày 12 cũng là một trong những ngày xinh đẹp của người tuổi thân. Một đời không tai không họa, sự nghiệp hanh thông, kinh doanh buôn bán trôi chảy, tài lộc dồi dào, chẳng những vận trình suôn sẻ mà cả nam và nữ đều có đào hoa chiếu mệnh, một đời phong hoa tuyết nguyệt. Người tuổi thân sanh vào ngày 13, tuổi trẻ không dễ dàng, khổ cực muộn phiền, nhưng từ sau tuổi 30 vận trình đổi mới. Mệnh chứa ấn tinh, hứa hẹn có chức, có quyền, được thiên hạ trọng vọng. Người tuổi thân sanh vào ngày 14, mệnh mang đại cát, phúc ấm tổ tiên, được sự giúp đỡ đắc lực của cha mẹ và quý nhân, một đời phú quý không cần lo lắng nhiều. Người tổ thân sanh vào ngày 15, chủ về bản tính đôn hậu, lương thiện, làm người trung hậu thật thà, biết tôn trọng và kính nhường người khác. Tuy cuộc đời có trắc trở nhưng về cơ bản là như ý, cuối cùng đạt được mục tiêu. Người tổ thân sanh vào ngày 14, dù nam hay nữ mạng đều các lời thông minh nhanh nhẹn, xử sự, sự lý trí bình tĩnh mệnh mang quan tinh sự nghiệp hanh thông có chức có quyền được người khác nâng đỡ hôn nhân vừa lòng cuộc sống hài hòa hạnh phúc người tuổi thân sanh vào ngày 17 trời sinh linh hoạt, nhạy bén, đa tài, đa nghệ. Tài lộc không thiếu, tuy nhiên không thể làm ăn kinh doanh lớn. Đại phú, đại quý, nhưng không lo, thiếu thốn, nghèo túng. Nhìn lên thì không bằng ai, nhưng nhìn xuống thì chẳng ai bằng mình. Người tuổi thân sanh vào ngày 18, báo hiệu phận trình các hung bất phân định, mặc dù nửa trước cuộc đời cực vất vả nhưng không quá hung hiểm, khá an ổn và có tiền tài đủ dùng. Nửa đời sau phát triển hơn, thuận lợi hơn nhưng thân thể không tốt, sức khỏe yếu kém người tổ thân sanh vào ngày 19, mệnh có các tinh chiếu mệnh, vừa thông minh, có trí tài, lại có năng lực hành động, nên làm gì cũng nhanh chóng thuận lợi, mang quan tinh. Tới tài lộc làm quan chức, nhưng tiền đồ nhấp nhô, lúc lên lúc xuống, không thể chủ quan. Người tuổi thân sanh vào ngày 20, làm việc không chu toàn, bất cẩn, ý chí thường xuyên bị dao động đổi nghề liên tục, thay đổi chỗ ở liên miên. Người này có đào hoa chiếu mệnh, tình cảm phong phú. Trong đời trải qua nhiều mối tình khắc cốt ghi tâm. Người tuổi thân sanh vào ngày 21, có cuộc đời thuận lợi nhưng bản tính thích vui chơi, ham mê tụ sắc, không ôm chí lớn. Sợ khổ, sợ mệt, chỉ thích tiêu tiền mà không thích lao động nên không thể đạt được thành tựu. Người tuổi thân sanh vào ngày 22, mệnh trước khổ, sao sướng, tiền vận nhiều, tai nạn, nhấp nhô bất định, vất vả khổ cực. Từ sau trung niên, vận trình thay đổi theo chiều hướng tích cực, bao nhiêu phiền tỏi đều tan biến, cuộc đời trôi chảy. Người tuổi thân sanh vào ngày 23, đa tài đa nghệ nhiều tài lẻ quan cư thân nên con đường quan lộ hành thông rộng mở cuộc đời không cực khổ có tiền có thể thành công trong tầm tay người tuổi thân sanh vào ngày 24 không được nhờ cha mẹ không có người giúp đỡ mà hôn nhân nông cạn duyên không lâu dài thanh niên lang thang khắp trốn tuy thông minh tài năng nhưng không có đất dụng võ. Người tuổi thân sanh vào ngày 25 là số tuyệt đẹp, có thiên hướng, đọc sách, có trí, có tài, không hề nhàn hạ, nhưng lại đắc lợi, mệnh có quan tinh, con đường quan lộc cực kỳ rộng mở. Người tuổi thân sanh vào ngày 26, nam mệnh thông minh, giỏi tính toán, đầu óc linh hoạt, có khả năng kinh doanh, có khả năng làm giàu, nhất là từ trung niên. Nữ mạng thành tủ tươi đẹp, ngoại hình, có khí chất, tao nhã. Người tổ thân sanh vào ngày 27, có tài năng và khí lực, mô sự thành thần, đạt được đại sự, tiền tài rộng rãi, có thể tụ tài nhưng vì dùng tiền vô độ nên không thể tích lũy được tài sản lớn. Người tuổi thân sanh vào ngày 28 là người mang mệnh có quan tinh chiếu sáng, chờ sinh giỏi lãnh đạo, thành công danh tội. Có chức có quyền, người này luôn có chí hướng tiên phong vượt lên trên người khác. Người tuổi thân sanh vào ngày 29, mặc dù không phải thuận lợi một đường nhưng không tới mức tai ương trùng trùng. Từ năm 18 tuổi trở đi, vận trình các lợi, tinh thần thoải mái, không ốm đau bệnh tật thông thuận tiến lên. Người tuổi thân sanh vào ngày 30. Hưng gia lập nghiệp, làm việc thành nhiều bài ích, tích tụ tiền tài, giàu có phát đạt. Nhưng mệnh mang đào hoa rất nặng nên cẩn thận vì tủ sắc mà mất hết tương lai, đường hôn nhân không hài hòa, êm ái. Người tuổi thân sanh vào tháng nào có vận số tốt, vận mệnh của người tuổi thân sanh vào tháng giêng tức tháng 1 âm lịch người tuổi thân sanh vào tháng giêng rơi vào tiết tân xuân là người hoạt quát năng động tinh thần phơi phới sự nghiệp thăng tiến có nhiều cơ hội xuất ngoại khó tránh khỏi bệnh tật ốm đau lặt vặt sanh vào tháng giêng người này sức khỏe tốt sinh lực dồi dào là người hào sản phóng khoáng cũng rất ngay thẳng chính trực tuy ra ngoài xã hội có quý nhân nâng đỡ, xong chẳng được nhờ lọc tổ tiên, cha mẹ anh em trong nhà cũng không giúp đỡ được nhiều, tự lực cánh sinh là chính. Người tuổi thân sanh vào tháng 1 âm lịch, nếu phát triển sự nghiệp ở phương xa thì sẽ thuận lợi hơn là khởi nghiệp tại quê nhà, mọi sự dễ dàng thành công hơn. Đường tài lộc của con giáp này không tồi, song cũng có vận viêm báo phá tai nên thận trọng hơn để giảm thiểu thiệt hại xuống mức thấp nhất. Vận mệnh người tuổi thân sanh vào tháng 2 âm lịch Tháng 2 âm lịch rơi vào tiết kinh trập. Người tuổi thân sanh vào khoảng thời gian này tính tình có phần cổ chấp, tuy được ơn, mưa mốc, quý nhân độ mệnh, nhưng quan lộc không dài, sự nghiệp phát triển đến một ngưỡng nào đó sẽ bị suy thoái. Người tuổi thân sanh vào tháng 2 âm lịch có vận mệnh cuộc đời không được tốt cho lắm. Tháng sinh này khiến cho bản mệnh tuy thông minh, tỉnh ngộ, có tài năng, có thực lực, cũng được gia đình hỗ trợ rất nhiều nhưng quan lộc không bền, tại chức tại vị không được lâu dài. Đường tài lộc thăng trầm bất định, khi thì tiền tài ao ao đổ về nhà, khi thì không có một xu dính túi. Điều này phần nhiều là do tuổi thân bị tiểu nhân quấy phá. Tiểu nhân ở ngay bên cạnh mình, hiểu rõ về mình nên đôi khi nội tâm phản bội thì dễ khiến cho con giáp này điều đứng, chịu đủ mọi tổn thất to lớn về mình. Người tuổi thân sanh vào tháng 2 âm lịch nên thận trọng, cẩn tắc vô ái nấy, chớ để kẻ xấu có cơ hội lợi dụng mà bán đứng mình. Từ nhỏ nên tự rèn luyện nguyên tắc xử lý công việc một cách ngay thẳng chính trực, không để cảm xúc dẫn đường mà mắc phải sai lầm. Hơn nữa, đừng chỉ nhìn vào cái lợi trước mắt mà gạt bỏ hết những nguy cơ tiềm tàng phía sau đó, bởi đó sẽ chính là hồi kết cho may mắn của bản mệnh. Vận mệnh của người tuổi thân sanh vào tháng 3 âm lịch Người tuổi thân sanh vào tháng 3 âm lịch là Tiết Thanh Minh. Người này tài trí hơn người, ra đời được nhiều bạn bè giúp đỡ. Gia đình có của ăn, của để nên cũng hỗ trợ được phần nào. Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn, cuối đời vẫn được hưởng thái bình. Cuộc đời người này khá suôn sẻ thuận lợi, gặp giữ cũng hóa lành, tiền đồ rộng mở, có thể theo nghiệp kinh doanh. sinh vào tháng 3 âm lịch, người tuổi thân có tài năng, có thực lực được đánh giá khá cao họ may mắn có đời sống êm ái không trải qua nhiều sóng gió khó khăn mà hưởng được hạnh phúc tiêu diêu tự tại con giáp này được nhiều người yêu mến cũng luôn có quý nhân bên mình khi còn nhỏ thì có cha mẹ anh em nâng đỡ lớn lên thì có bạn bè tương trợ có thể hợp tác cùng bạn bè thân thiết để làm việc sự nghiệp sẽ đạt được những bước tiến mới thành công vang dội. Tuy nhiên, theo nghiệp kinh doanh vô cùng tốt, nhưng bản mệnh nên tránh kinh doanh liên quan đến nông nghiệp, nông sản, khả năng thành công không được cao. Tính tình người này hiền lành, ôm nhu, sống khiêm tốn biết điều. Cuộc sống của họ từ lớn đến bé, không thiếu cơm, áo mặc, bao giờ nhưng khó có thể giàu sang tiền bạc nhiều đến mức đại phú đại quý. Hôn nhân hạnh phúc, vợ chồng tương kính như tân, bên nhau bạc đầu giai lão. Vận mệnh người tuổi thân sanh vào tháng tư âm lịch. Tháng tư âm lịch trùng với tiết lập hạ, người tuổi thân sanh vào tháng này lúc nào dáng vẻ cũng rất tất bật vội vàng có tài năng đây chưa chắc đã được hưởng phúc là người thông minh tài trí họ có thể cả đời vinh hoa được người xa gần biết đến tuy nhiên làm việc để cảm xúc lớn ngát lý trí nên hung cát đen sen cũng may có người giúp đỡ nên vận trình không quá xa xúc người tuổi thân sanh vào tháng tư âm lịch sức khỏe tốt ít khi ốm đau có điều, người này phúc lộc cha ông mỏng, không được hưởng nhiều sự trợ giúp của gia đình. Có tài, có trí, luôn chăm chỉ làm việc nhưng chưa chắc đã thắng được mệnh trời, khó làm nên nghiệp lớn. Tới tuổi trung niên, họ mới dần đạt được những điều mình ước nguyện. Cơm ăn áo mặc đủ đầy, chẳng thiếu thứ gì. Nhưng cuộc đời người tuổi thân sanh vào tháng tư âm lịch luôn bị thị phi quấy rối, chuyện khẩu thiệt thị phi quay quanh. Bản thân họ khó giữ được bình tĩnh hay gây mâu thuẫn với người khác. Nhân duyên vì thể kém vượng, tài lộc khá ổn nhưng vẫn có những lần hao tổn tài lộc nhỏ. Phận mệnh của người tuổi thân sanh vào tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch là tiết mang trũng. Người tuổi thân sanh vào tháng 5 âm lịch phải chịu nhiều vất vả trong cuộc đời cũng trải qua nhiều biển cố lớn. Họ là người có nghị lực, có ý chí phấn đấu, cũng sống biết điều, kính trên nhường dưới. Biết tiến biết lui, xong đường ta lộc có phần ảm đạm, đôi khi cũng vướng phải chuyện khẩu thiệt thị phi. Người này tự lực, tự cương, không dựa dẫm vào ai mà tự nuôi sống bản thân bằng chính sức mình. Người tuổi thân sanh vào tháng 5 âm lịch con nhấp này không có tổ nghiệp ông cha để lại cũng không được gia đình hỗ trợ gì nhiều phải chịu cực khổ sớm ra đời làm việc họ cũng lập gia đình khá sớm gánh nặng trên vai càng thêm nặng thời trai trẻ cuộc sống khá vất vả tuy nhiên người này không vì thế mà suy nghĩ bi quan tiêu cực họ vẫn lạc quan đối nhân sự thế chỉnh chu khiêm nhường ham học hỏi cũng thường xuyên giúp đỡ mọi người. Ông trời chẳng phụ lòng người, sự nghiệp của người tuổi thân sanh vào tháng 5 âm lịch cũng được nhiều người tương trợ. Từ Tư tuổi trung niên, vận trình của bản mệnh dần tăng tiến, hậu vận vô cùng tốt đẹp, tài lộc dồi dào, hạnh phúc viên mãn. Vận mệnh người tuổi thân sanh vào tháng 6 âm lịch. Người tuổi thân sanh vào tháng 6 âm lịch rơi vào tiết tiểu thử, tính tình thoải mái vui vẻ không hay lo nghĩ nhiều mà suy nghĩ lạc quan tích cực cuộc đời các khôn họa phúc đang xen hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn con cháu hiển vinh phú quý sinh vào tháng 6 âm lịch con giáp này sống phiêu diêu tự do tự tại không để u phiền sống qua ngày bản mệnh được bố mẹ hỗ trợ anh em yêu thương nhưng đó chỉ là sự hỗ trợ về mặt tinh thần còn tiền tài thì không giúp được nhiều mà toàn bộ cho người tuổi thân tự dựa vào chính sức lực của mình để làm ra người này không quá tham vọng cũng không đặt ra lý tưởng nào cao xa biết sống đủ với mình nên an nhàn tận hưởng cuộc sống ổn định họ không phải đối mặt với nhiều sóng gió trong cuộc đời cuộc sống gia đình hạnh phúc con cháu thảo hiền tuổi già hưởng phúc không có gì phải tiếc nuối Vận mệnh người tuổi thân sanh vào tháng 7 âm lịch Người tuổi thân sanh vào tháng 7 âm lịch trùng với tiết lập thu, mùa thu Nên cuộc sống tự do, tự tại không phải lo lắng gì nhiều Sanh vào tháng này, người tuổi thân biết tận hưởng cuộc sống, được gia đình hỗ trợ giúp đỡ rất nhiều Tuy sự nghiệp không có nhiều thành tựu nổi bật, nhưng tài lộc không thiếu, cơm ăn áo mặc lúc nào cũng có vận mệnh người tuổi thân sanh vào tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch rơi vào tiết bạch lộ, người tuổi thân sanh vào tháng này sự nghiệp hành thông có thể làm nên đại nghiệp, tiền đồ rộng mở vô cùng. Phúc lộc vô trần, không phú quý thì hiện vinh. Người tuổi thân sanh vào tháng 8 âm lịch trong năm trời sinh có phúc tướng. Cuộc đời hạnh phúc không phải lo nghĩ nhiều, được gia đình trợ giúp rất nhiều. Thiên tư đỉnh ngộ, bản mệnh có tài có trí, phẩm chất cao sang, là người thẳng thắn và khiêm nhường. Sự nghiệp của người tuổi thân sanh vào tháng 8 âm lịch được quý nhân phù trợ, bạn bè nâng đỡ nên dễ thành công, có thể đạt được những vị trí cao, danh lợi song toàn. Cuộc sống gia đình viên mãn được bạn đời thấu hiểu và cảm thông hỗ trợ nhiều cho sự phát triển sự nghiệp. Con cháu hiếu thuận, chăm ngoan. Vận mệnh người tuổi thân sanh vào tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch trùng với tiết hàng lộ, người tuổi thân sanh vào tháng 9 âm lịch là người có tài, có tinh thần tự lập. Lòng tự tôn cao, muốn tự lực cánh sinh chứ không muốn dựa dẫm vào ai. Tuy nhiên sự nghiệp của người này gặp nhiều khó khăn trắc trở, dù đã gần đến thành công nhưng vẫn có thể thất bại bất cứ lúc nào. Chuyện thị phi đeo bám, may mắn kém phần. Các hung song hành có lúc thuận lợi, có lúc lại xui xẻo, mô sự tại nhân mà thành sự tại thiên, cuộc đời bình phàm không có gì đặc biệt. Tuổi thân sanh vào tháng 9 âm lịch vận mệnh thăng trầm bất định, khó có thể đón định được. Tuy có tài, có năng lực thật sự, tài trí hơn người, cũng có nhiều tài lẻ, tinh thần làm việc nhiệt tình, luôn cầu tiến, ham học hỏi, lại có ý chí phấn đấu. Xong, vì cuộc đời không được nhiều quý nhân giúp đỡ, nên sự nghiệp hay gặp những trở ngại cản đường. Đôi khi họ thất bại là vì có trí nhưng không có gan thực hiện. Chỉ chỉnh chu làm việc mà mình biết không dám mạo hiểm. Có điều, họ là người có thiên hướng nghệ thuật. Nếu phát triển theo hướng này và đào sâu nghiên cứu thì có khả năng giành được nhiều thành tựu lớn đáng ngưỡng mộ. Người tuổi thân sanh vào tháng 10 âm lịch Người tuổi thân sanh vào tháng 10 âm lịch là tiết lập đông. Người này cuộc đời bình thường, không có gì nổi bật. Nếu không an phận thì khó có thể được như sở nguyện. Điều này có phần nhàm chán nhưng lại thích hợp với vận mệnh của con giáp này. Tuổi thân sanh vào tháng 10 âm lịch thông minh, đỉnh ngộ, tài hoa hơn người, thông minh, kim cổ. Họ là người ham học và muốn đào sâu tìm hiểu mọi thứ. Tuy nhiên, tài năng này cũng vô dụng khi mà bản thân con giáp này có phần nhút nhát không dám mạo hiểm những gì mình đang có. Chính vì thế mà bản mệnh chỉ dám làm những điều quen thuộc sống an phận thủ thương, không dám khám phá những chân trời mới, thiếu tinh thần cầu tiến, thiếu quyết tâm, chịu khó chịu khổ để lập nghiệp. Họ thích sống an nhàn, không sóng gió, không khó khăn trở ngại. Tuy nhiên tiềm ẩn dưới con người này là tài năng vượt trội. Nếu thuận thế theo kịp sự phát triển của xã hội, dám làm những điều mới lạ, dám chấp nhận thất bại thì nhất định có thể nên truyện trở thành người địa vị cao trong xã hội và được nhiều người ngưỡng mộ. Vận mệnh của người tuổi thân sanh vào tháng 11 âm lịch Tháng 11 âm lịch rơi vào tiết đại tuyết. Người tuổi thân sanh vào tháng này cuộc đời trải qua nhiều sóng gió. Bản thân họ cũng là người hay u phiền, tinh thần bất ổn, nhìn cuộc sống tiêu cực, không có ý chí phấn đấu, càng không có tham vọng gì trong cuộc sống. Người tuổi thân sanh vào tháng 11 âm lịch tính khí có phần thất thường hay nóng nổi nhưng tính thẳng thắn nên dễ đắc tội với người lại càng hay gây chuyện tự tạo kẻ thù là người có tài năng họ không sợ ác bá cường quyền hay giúp đỡ người yếu hơn mình tuy nhiên người này phúc mỏng gia đình không có đủ tiềm lực trợ giúp mà mọi sự phải dựa vào chính bản thân mình người này càng lập nghiệp ở xa thì càng tốt. Có thể tha phương nửa cuộc đời. Trung vận bắt đầu có may mắn sự nghiệp khởi sát dân. Xong, cần chú ý tiềm bảo cho thấy khoảng thời gian này bản mệnh có họa sát thân, làm gì cũng phải thận trọng. Cuộc sống hôn nhân cũng phải trải qua nhiều thăng trầm. Xong, cuối cùng vẫn được viên mãn. Sau cơn mưa trời lại sáng, hậu vận tốt đẹp, an nhàn hưởng phúc. Vận mệnh của người tuổi thân sanh vào tháng 12 âm lịch, tức tháng chạp. Người tuổi thân sanh vào tháng 12 âm lịch là tiết tiểu hàng trong năm. Khí trời lạnh giá khiến con người mất cảm giác an toàn hay thay đổi dao động. Họ sống bản năng, không có nhiều mưu mô, mô, cũng chẳng có tham vọng gì. Nhưng may mắn, thánh nhân đại kẻ khù khờ, vẫn có cuộc sống bình an khi về già. Con giáp này vốn chị cũng có phúc có lộc khi mà gia đình hòa mục, cha mẹ yêu thương. Thời còn nhỏ, họ học hành chăm chỉ, cũng giành được không ít thành tựu là con ngoan trò giỏi, tâm địa lương thiện, chẳng suy nghĩ xấu xa độc ác với ai. Định mệnh an bài, người tuổi thân sanh vào tháng 12 âm lịch, không phú, tất quý, có địa vị cao trong xã hội, được bao người nể phục, cuộc sống của người này an nhàn tuổi già hưởng phúc chẳng phải lo lắng suy nghĩ gì nhiều vận số tuổi dậu người cầm tinh con gà sinh vào ngày nào giờ nào tháng nào thì tốt nhất cho vận số trong số 12 con giáp lưu truyền trong dân gian thì gà là một con vật rất gần gũi với đời sống con người Hình ảnh những chú gà trống gái vang báo hiệu ngày mới luôn hiện hữu trong tâm thức của mọi người. Để nói về những người sinh vào năm dậu, họ thường là có tính cách nhiệt tình, soi nổi, hăng hải và rất chăm chỉ, chịu khó. Tuổi dậu sinh vào các năm, năm 1945, năm 1957, năm 1969, năm 1981, năm 1993 và năm 2005. Những người tuổi dậu bề ngoài thường tỏ vẻ ra là một người khá ăn chơi và màu me, nhưng thực chất họ chính là một người bạn tốt bụng và trong sáng bậc nhất mà mọi người đều mong muốn có được. Nhìn vào trông có vẻ họ không đáng tin cậy, nhưng đảm bảo rằng một khi bạn xảy ra chuyện gì thì người tới đầu tiên và nhanh nhất lại là những chú gà, cẩu thả và lôi thôi này. Người tuổi dậu có thiên hướng khá lãng mạn, là một người rất tâm lý. Những lúc bạn buồn, họ sẽ không khóc cùng bạn đâu mà họ sẽ làm mọi điều khiến bạn quên đi nỗi buồn đó, kể cả có phải làm ra những hành động vô cùng mất mặt. Quả thật là một người bạn tuyệt vời phải không nào? Trong công việc và sự nghiệp của bản thân thì những người tuổi Dậu rất chú trọng, họ có lòng can đảm, có ước mơ, cộng với tính cách dám nghĩ dám làm nên sự nghiệp rất thành công. Giờ ngày tháng năm sinh có ảnh hưởng khá lớn đến vận mệnh của con người. Chẳng thể mà có người sinh nhầm giờ ngày tháng tốt thì vinh hoa hiển đạt. Người sinh nhầm giờ ngày tháng tháng xấu thì sổ kiếp lận đận lòng đông. Người tuổi dậu sinh vào giờ ngày tháng nào thì có vận số tốt đẹp nhất, vận trình hành thông, công danh rộng mở. Tuổi dậu sinh vào giờ nào có vận số tốt nhất? Sinh vào giờ tý tức từ 23 giờ đến 1 giờ sáng do dậu kim sinh túy thị nên người tuổi dậu có thể đạt được thành công nhất định trong sự nghiệp cuộc sống sung túc đủ đầy nhược điểm của người tuổi này là không có ý chí kiên cường không đủ năng lực để đảm nhận việc lớn lại có tiểu nhân quấy phá nên cũng trải qua thất bại tổn hao tài sản sinh vào giờ sửu tức từ 1 giờ đến 3 giờ Người tuổi dậu sinh vào giờ sổ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, vật chất đủ đầy, hành xử trưởng nghĩa nên được nhiều người yêu mến. Nhưng đôi lúc không tránh khỏi kẻ tiểu nhân hãm hại, ảnh hưởng tới công danh sự nghiệp. Sinh vào giờ dần, tức từ 3 giờ đến 5 giờ. Người tuổi dậu sinh vào giờ dần có sức khỏe tốt, tính tình trung trực, đôn hậu. Cuộc đời người này tuy không phải lo cơm áo, gạo tiền, nhưng cũng thăng trầm bất ổn, số mệnh tốt xấu song hành. Sinh vào giờ mão tức từ 5 giờ đến 7 giờ. Cuộc đời của người tuổi Dậu sinh vào giờ mão cũng lên xuống chắc trở. Lúc nào cũng trong trạng thái tất bật làm việc, dù là người thông minh nhưng lại độc đón, tính tình cổ quái, không dễ qua đồng, lại hay vạ miệng nên dễ vướng vào hòa khẩu thiệt thị phi sinh vào giờ thình tức từ 7 giờ đến 9 giờ. Vì thình thổ sinh chậu kim nên người tuổi này có vận số tốt, vật chất dư giả, quyền cao chức trọng. Tuy có lúc gặp phải thất bại nhưng tổn thất không lớn. Người này có tính cách ôn hòa, chân thành đối đãi mọi người, lời nói và hành động luôn nhất quán nhưng lại khá cố chấp. Dù là sự nghiệp hay tiền tài, khi gặp khó khăn đều được mọi người trợ giúp nên đều phát triển thuận lợi. Sinh vào giờ tỵ tức từ 9 giờ đến 11 giờ. Người tuổi dậu sinh vào giờ tỵ có tỵ hỏa khắc dậu kim, cuộc đời thăng trầm, hạnh phúc và trắc trở song hành, dễ thành công nhưng cũng dễ thất bại, trải qua thất bại để rèn luyện bản thân và gặt hái được nhiều thành công hơn sinh vào giờ ngọ tức từ 11 giờ đến 13 giờ. Đa số người tuổi dậu sinh vào giờ này đều thông minh, lanh lợi, làm việc đầu ra đó. Người này có sự hậu thuẫn của gia đình, lại có quý nhân phù trợ nên công danh sự nghiệp thuận lợi, thành đạt. Tuy nhiên, trong suốt cuộc đời khó tránh việc cãi cọ tranh danh. Sinh vào giờ mùi tức từ 13 giờ đến 15 giờ. Người tuổi Dậu sinh vào giờ Mùi có tài năng, sự nhạy bén, ra ngoài được quý nhân phù trợ nhưng tính tình ngang ngược, hung bạo có thể gây tốn tiền của vì gây hại cho người khác. Người này có số xa quê hương, lập nghiệp ở nơi đất khách quê người, tiền vận vất vả, gian khó, trung vận chuyện biến tốt, hậu vận hưởng phúc lộc. Sinh vào giờ thân tức từ 15 giờ đến 17 giờ. Sinh vào giờ này người tuổi dậu có tâm địa lương thiện, học hành giỏi giang, tự lực tự cường, trung hiểu song to, không quý thì phú, ra ngoài thì thành đạt, vàng danh tử hải, hậu vận vinh hoa, cả đời hưởng phúc lộc. Sinh vào giờ dậu tức từ 17 giờ đến 19 giờ. Vì dậu kim sánh vai nên tuổi dậu sinh vào giờ bản mệnh có số làm quan, tài lộc dồi dào, nhưng cuộc sống khá nhiều sóng gió và mắc bệnh nhẹ. Sinh vào giờ tuất tức từ 19 giờ đến 21 giờ. Người tuổi dậu sinh vào giờ tuất có sao dịch mã chiếu mệnh nên có số sức ngoại lập nghiệp ở xứ người bồn ba khắp nơi cầu tài gặt hái được những thành quả to lớn. Tuy nhiên người này gặp trắc trở trong tình yêu hôn nhân. Sinh vào giờ hại tức từ 21 giờ đến 23 giờ. Sinh vào giờ hại người này thông minh, linh hoạt, giỏi kinh doanh buôn bán, có ý chí phấn đấu cho sự nghiệp, tuy phải sống xa quê hương nhưng khả thành đạt, tài lộc song toàn. Kết luận, giờ sinh tốt nhất cho người tuổi dậu là giờ Thìn, giờ Thân và giờ Hợi. Tuổi Dậu sinh vào ngày nào có vận số tốt nhất Người tuổi dậu sinh ngày mùng 1, gia đình bất hòa, thường xuyên buồn phiền khổ não, nên làm nhiều việc thiện, tu tâm tích đức thì mới có thể chuyển vận gặp may, cải thiện số phận. Người tuổi dậu sinh vào ngày mùng 2, chỉ cần có chỉ chí kiên định nhất định sẽ thành công, không nên đứng núi này trong núi nọ, thay đổi bất ổn thì một đời không phát triển, không có hướng tiến lên. Người tuổi dậu sinh vào ngày mùng 3 Có có gia đình hạnh phúc Không được nương nhờ cha mẹ Tâm tính thiện lương Nhưng vận trình không mạnh Nên tích đức hành thiện Làm nhiều việc tốt để có thể cải thiện số mệnh Người tuổi dậu sinh vào ngày mùng 4 Là người trung hậu thật thà Con trẻ có thể nổi danh Và được mọi người ngưỡng mộ tay vận không thiếu Mọi việc cho trải hành thông Thuận bường xuôi gió Người tuổi dậu sanh vào ngày mùng năm là người đầu óc thông minh, có khả năng độc lập. Mọi chuyện tội nguyện, phú quý, vinh hoa đủ đầy, vợ chồng hòa thuận, nhìn chung cuộc đời thông thuận, không có điểm nào đáng ngại. Người tuổi dậu sanh vào ngày mùng sáu là người có trí tệ vượt trội, suy nghĩ chu đáo giỏi giang và biết tính toán, sắp đặt kế hoạch cả cuộc đời thành nhiều bại ích, chuyện gì cũng đạt được thành công. Người tuổi dậu sanh vào ngày mùng 7, ý chí không chuyên nhất, làm việc thiếu quyết đoán, xử sự cẩn thận thái quá nên không gặp thành công. Cần bồi dưỡng lòng can đảm và tinh thần liều lĩnh nhiều hơn một chút. Người tuổi dậu sanh vào ngày mùng 8, tính cách khó lường, gặp chuyện thì dao động bất định nên thường bị hoàn cảnh tác động. Nếu có thể kiên định bình tĩnh quyết đoán gặp chuyện vẫn vững vàng thì sẽ có đại vận phát triển không ngừng. Người tuổi Dậu sinh vào ngày mùng 9 một đời nghèo khó vất vả, gian nan, khổ khổ, bệnh tật liên miên, là người vô tích sự, không làm việc gì được tự tế. Người tuổi Dậu sinh vào ngày mùng 10 có tài hoa, có phúc khí, tính cách táo bạo, sốc nổi nên cuộc đời có thành có bại, lúc lên lúc xuống, khó đón định trước người tuổi dậu sanh vào ngày 11. Tính cách gian trá, làm việc không cầu thị, không cầu tiến học hỏi, thiếu kiên trì nhẫn nại nên khó thành công trong sự nghiệp, chỉ được lúc đầu sao đổ sông đổ biển. Người tuổi dậu sanh vào ngày 12, thích tụ sắc, chơi bời phóng đảng, ưa tụ tập đàn đúng, có thể từ bỏ thói quen và thói hư tật xấu này thì cuộc đời sung sướng thoải mái hơn rất nhiều. Người tuổi dậu sanh vào ngày 13 mang mệnh các tường có ý chí, làm người trung hậu thật thà, chỉ cần có một lòng một dạ quyết tâm tu thân làm ăn thì nhất định thành công. Con người thích vương xa không chấp nhận quanh quẩn ở nơi chặt hẹp. Người tuổi dậu sanh vào ngày 14 Trời sinh nóng nảy vội vàng, làm việc không suy tính trước sau, không cần nhắc kế hoạch nên thường xuyên thất bại. Cần học tập cách tiết chế và bình tĩnh, xử sự, có tình có lý, biết mưu tính nữa thì mới có thành tựu. Người tuổi dậu sanh vào ngày 15, có thiên phú trời ban, không những có thể vang danh bốn biển mà còn để lại phúc ấm cho con cháu đời sau, vận mệnh, phúc quý, bền vững lâu dài. Người tuổi dậu sanh vào ngày 16, tính cách không kiên định, thường xuyên bỏ cuộc giữa chân, cần nuôi dưỡng nghị lực, chịu được cực khổ nhọc nhằn thì mới làm nên chuyện. Thành công tuy khó nhưng hoàn toàn có khả năng. Người tuổi dậu sanh vào ngày 17 là người có vận số các tư đa tài đa nghệ, nhờ mình mà cả nhà được hưởng vinh quang, cơm no áo ấm thân thể khỏe mạnh, ít ốm đau, bệnh tật, gia đình hòa thuận, con cái ngoan ngoãn. Người tuổi dậu sinh vào ngày 18 cũng là một ngày xinh đẹp của người tuổi dậu. Mệnh mang quan tinh có thể mang rạng danh tổ tông, giúp gia nghiệp thịnh vượng. Càng ngày càng hưng, nhưng tuyệt đối không nên kiêu căng tự mãn vên vảo hung hăng, kẻo phước hòa tai ngục người tuổi dậu sanh vào ngày 19, có tinh lực dồi dào, dò, đầu óc thông minh, làm việc cương nghị quả đoán, có thể độc lập gây dựng sự nghiệp mà không dựa vào bất cứ ai, mưu sự chính xác, ít khi mắc sai lầm, cuộc đời thông thuận. Người tuổi dậu sanh vào ngày 20, tuy tuổi trẻ gian nan vất vả nhưng thiền phú tốt, cõi chỉ quyết tâm cao nên độ trung vận, dần thuận lợi. Khởi sắc hậu phận phúc lộc có thừa đại phú đại quý có mệnh số cực đẹp người tuổi dậu sanh vào ngày 21 thông minh lanh lợi quý nhân giúp đỡ can đảm tài chỉ hơn người thanh danh lan xa người này cuộc đời có nhiều vận may gặp nhiều bạn tốt cuối đời không chỉ có tiền tài mà còn có danh tiếng rất tốt người tuổi dậu sanh vào ngày 22 mươi thiếu tinh thần nhẫn này, không có sự chịu đựng, ngại gian khổ, vất vả mà chỉ muốn nằm mát ăn bát gian nên có thể kiên trì tới cùng, không nhục trí giữa đường thì nhất định tay trắng giận nghiệp, không cần dựa dẫm. Người tuổi dậu sinh vào ngày 23, có đầu óc nhanh nhạy, tài năng linh hoạt, xử sự, sự khôn ngoan khéo léo, có uy tín nên có thể đạt được thành công lớn, ra ngoài bon chen với đời không bao giờ chịu thua thiệt. Người tuổi Dậu sinh vào ngày 24, nhân duyên với người thân mỏng manh, không dựa vào gia đình chỉ có thể tự cố gắng phấn đấu, có chỉ lập nghiệp nhưng lực không đủ nên khó được như ý nguyện, thành ít bài nhiều. Người tuổi Dậu sinh vào ngày 25 có tính cách thận trọng, tiên vận gian nan, trung vận chuyện biến tốt, tài nguyên phong phú. Người này càng làm càng phát đạt càng cố gắng càng được đền đáp không cần lo lắng bỏ ít mà thu nhiều người tuổi dậu sinh vào ngày 26 có tài năng thiên phú trong việc kinh doanh con đường tài lộc hành thông lưu loát tài nguyên rộng rãi khắp nơi cuộc đời không lo cơm áo gạo tiền không bao giờ nghèo túng người tuổi dậu sinh vào ngày 27 đầu óc thông minh vượt trội có tài năng văn nghệ lại nỗ lực tiến thủ biết vươn lên trong cuộc sống nên nhất định có thể đạt được thành công không ngừng gặt hái thành tựu người tuổi dậu sinh vào ngày 28 túc trí đa mô thông minh linh hoạt đa tài đa nghề quan trọng nhất là không ngừng kiên trì cố gắng tự mình phấn đấu thì sẽ đạt được thành tích tốt người tuổi dậu sinh vào ngày 29 có tấm lòng nghĩa hiệp thấy khó ra tài cứu giúp làm người tốt bụng không nề hà gian truân vì nghĩa quên mình có tinh thần của mạnh thường quân bảo trợ kẻ yếu người tuổi dậu sanh vào ngày 30 vận trình nửa hung nửa cát nửa mừng nửa lo tuy đa tài nhiều nghề nhưng lại không thông tin một lĩnh vực nào thiếu sự truyền tâm trong công việc nên dễ thất bại nếu có thể truyền nhất theo đuổi một ngày thì mới có cơ hội đạt được sự nghiệp. Người tuổi dậu sanh vào tháng nào thì vận số tốt nhất. Vận mệnh của người tuổi dậu sanh vào tháng Giêng tức tháng 1 âm lịch. Tháng Giêng là tuyết lập sân, vạn vật hồi sinh, đất trời tươi mới, con người cũng nhờ thấy mà người tuổi dậu sinh vào tháng này có tinh thần sảng khoái, biết tiến biết lui lại ưa tự do tuổi thọ khá cao sinh vào thời điểm này trong năm chuyện cơm máu gạo tiền không cần phải lo lắng sức khỏe tốt đa phần là người có tuổi thọ cao họ không được hưởng tài sản tổ tông để lại ra ngoài cũng không gặp được quý nhân sự nghiệp cả đời chỉ là dùng chính năng lực của bản thân để chấn chỉnh tinh thần tự lực cánh sinh mà giải quyết hết mọi việc tiền vận có phần vất vả nhưng hậu vận của người này hứa hẹn tương lai tốt đẹp họ sống hòa thuận hạnh phúc cùng cha mẹ anh em vợ chồng con cái mọi người yêu thương quan tâm và chăm sóc cho nhau dù không có quá nhiều tham vọng không giành được địa vị cao trong xã hội nhưng đời sống tinh thần của họ rất phong phú và người tuổi dậu sanh vào tháng giêng hài lòng với những gì mình có vận mệnh của người tuổi dậu sanh vào tháng 2 âm lịch tháng 2 là tiết kinh trập là lúc mà vạn vật tốt tươi người tuổi dậu sanh vào tháng này tinh thần lạc quan sức sống dồi dào dễ giành được nhiều thành công là người nhân nghĩa thông minh đỉnh ngộ xem vận mệnh người tuổi dậu sanh vào tháng 2 âm lịch ta thấy rằng họ là người có lòng tự trọng cao, có trí tệ hơn người, học rộng biết nhiều. Họ rất ham học hỏi, chỉ là người tài nhưng không gặp thời, không được hưởng phúc lộc tổ tiên, cha mẹ cũng không được giúp đỡ nhiều. Họ khó giành được địa vị cao trong xã hội, học giỏi nhưng hiềm nội học tài thi vận chỉ tới khi về già mới được kiến thức của mình. Họ khá cô độc, tự sừng thành cao, không thích ở cùng những người tầm thường, tuy nhiên họ đi theo con đường kinh doanh sẽ có lợi hơn là đường công danh. Vận mệnh của người tuổi dậu sanh vào tháng 3 âm lịch. Tháng 3 rơi vào tiết Thanh Minh, người tuổi dậu sanh vào tháng này thông minh vốn sẵn tính trời, linh hoạt và giỏi tỳ cơ ứng biến trời bàn phúc lộc cả đời vinh hoa người tuổi dậu sanh vào tháng 3 giỏi thích nghi với hoàn cảnh có thể đạt được địa vị cao trong xã hội họ gặp nhiều may mắn được quý nhân phù trợ lại được thực tài nên dễ thăng tiến trên con đường quan lộ họ được lục thân nâng đỡ lại có bạn bè luôn ở bên sự nghiệp cực kỳ thuận lợi tài lộc dồi dào vinh danh tiên tổ vận mệnh của người tuổi dậu sanh vào tháng tư âm lịch tháng tư là tiết lập hạ người tuổi dậu sanh vào tháng này trong năm có ý chí hơn người có tài văn chương nghệ thuật tính tình đa sầu đa cảm khá cao ngạo cuộc đời gặp nhiều trắc trở người tuổi dậu sanh vào tháng tư âm lịch này khó có thể làm được đại nghiệp dù có khả năng tổ chức tốt có nhiều tham vọng có thể do tính cách cứng nhắc tự kêu không coi ai ra gì nên họ khó giành được cảm tình của mọi người dù có nhiều ước vọng nhưng không thể thực hiện được đây là điều đáng tiếc khiến cho tuổi giàu thay đổi tính cách của mình tổ tiền tùy có nhưng không quá lớn sự nghiệp đều tự do mình gây dựng tài qua hơn người nên họ cũng đủ năng lực để làm việc gì đó Ta lọc kém sắc, người tuổi dậu lại ưa mạo hiểm nên hậu vận hung cát khó lường. Vận mệnh của người tuổi dậu sanh vào tháng 5 âm lịch. Tháng 5 là tiết mang trũng, người tuổi dậu sanh vào tháng này sự nghiệp dễ thành, vinh hoa phú quý. Tuy cũng có lúc thất bại, có khả năng hậu vận gặp khó khăn, nhưng cơ bản công danh của con nhấp này không tồi, tài năng được trọng dụng. Vận mệnh của họ thăng trầm bất định khi xa cơ lỡ vận, có thể vì thể mà gặp chuyện quan tụng, được lục thân giúp đỡ, gia đình hỗ trợ, tiên vận sự nghiệp thành công nhưng không lâu sau, dễ bề thất bại. Mai nửa đời sau có bạn bè quý nhân giúp đỡ, sự nghiệp dần ổn định, xong không có phát triển gì quá lớn, cuộc sống sung túc đủ đầy, tuy nhiên vận trình không được tốt lắm. Người tuổi dậu sanh vào tháng 6 âm lịch, tháng 6 là tiết tiểu thử tiết trời nắng nóng người tuổi dậu sanh vào tháng này vì thể cuộc đời cũng bôn ba vất vả chịu khó được ngày an hưởng vinh hoa phú quý người tuổi dậu sanh vào tháng 6 âm lịch khó tìm được sự trợ giúp từ gia đình ra ngoài xã hội cũng không được bạn bè hay quý nhân giúp đỡ sự nghiệp khó khăn trăm bề gian nan đủ kiểu mới có thể phát triển ổn định Cuộc đời họ gặp nhiều biển cố, điều này khiến họ rèn được khả năng thích nghi tốt, tự vượt lên hoàn cảnh có nghị lực phi thường làm nên nghiệp lớn. Vận mệnh người tuổi dậu sinh vào tháng 7 âm lịch Tháng 7 âm lịch là tiết lập thu, trời khô hoanh. Xong cuộc đời của người tuổi dậu sinh vào tháng này lại vô cùng xuân sẻ thuận lợi, hạnh phúc an nhàn suốt cả cuộc đời. Tổ nghiệp phút giây, cha mẹ anh em giúp sức vợ chồng, hoa học, giúp cho người tuổi dậu thoải mái theo đuổi ước mơ của mình, con giáp này không cần phải lao động quá vất vả mà vẫn có được cuộc sống đủ đầy, không phải lo lắng chuyện gì. Tuổi dậu sanh vào tháng 7 âm lịch có tham vọng lớn về sự nghiệp, được quý nhân trợ sức, người thân trợ lực, làm việc gì cũng trôi trải thuận lợi, có thể làm nên sự nghiệp hiển hách. Vận mệnh của người tuổi dậu sanh vào tháng 8 âm lịch tháng 8 âm lịch là tiết bạch lộ người tuổi dậu sanh vào tháng này là người thông minh lanh lợi sống có lý tưởng có ý chí cuộc đời sau này vinh hoa phú quý được nhiều người ngưỡng mộ tháng 8 âm lịch mang tới cho người tuổi dậu nhiều tin vui khi không phải lo lắng về vấn đề tài chính quyền lực địa vị đều có được nhiều người ngưỡng mộ tuy tổ nghiệp ít ỏi không được hưởng di sản hay được người thân giúp đỡ, nhưng còn nhấp này dựa vào chính sức lực mình làm nên. Chỉ cần chăm chỉ, cần cù học hỏi, từ nhỏ đã có trí lớn, tài học hơn người. Lại không ngại khó, ngại khổ. Trên con đường sự nghiệp có quý nhân nâng bước gặp giữ cũng hóa lành, sự nghiệp hành thông, nhanh chóng phát triển, nhất là theo con đường làm ăn kinh doanh thì càng thuận lợi vận mệnh người tuổi dậu sanh vào tháng 9 âm lịch người tuổi dậu sanh vào tháng 9 âm lịch cuộc sống sung túc tự do thoải mái không chịu bỏ cuộc tay vận hành thông tình duyên phượng sắc người này tuy không được nhiều gia sản ông bà để lại nhưng ra xã hội có quý nhân nâng đỡ nên cả đời không gặp phải sóng gió gì lớn có thể phiêu diêu tự tại sinh vào tháng 9 âm lịch người tuổi dậu tính tình kiên cường cứng rắn có phần nóng nảy thích lấy mình làm trọng tâm nên khá độc đoán có thể cũng chính vì thế mà đường tài lộc cực kỳ lý tưởng không bị khó khăn nào cản trở vận mệnh của người tuổi dậu sanh vào tháng 10 âm lịch tháng 10 âm lịch là tiết lập đông người tuổi này có thể bình thản sống hết đời không cần Lý tưởng cũng chẳng cần ý chí phấn đấu gì nhiều Họ không thích chuyện học hành Mọi chuyện trên đời mặc kệ bèo trôi Trời cho sao thì chịu vậy Không có tội nghiệp để lại Chẳng được anh em giúp sức Phải chờ đến trung niên mới được an nhàn sống cuộc sống mình muốn Họ không có sự nghiệp lớn lao Cũng không có tiền bạc do giao Chỉ cần đủ cơm áo là tốt Sức khỏe không có vấn đề ít bị đau bệnh. Vận mệnh người tuổi Dậu sanh vào tháng 11 âm lịch. Người tuổi Dậu sanh vào tháng 11 là tiết đại tuyết, có tài, có sức, thông minh nhanh nhẹn, có trí hướng phấn đấu, song hiềm nổi, tổ nghiệp phúc mỏng, lục thân không nơi cậy nhờ, sự nghiệp cũng vắng bóng quý nhân. Chỉ dựa vào chính sức mình để lập nghiệp nên có lúc cảm thấy cô đơn, mệt mỏi, muốn buông xuôi. Dễ gặp tranh chấp về tài sản hay gặp những chuyện xấu dẫn đến phá tai, sự nghiệp nhiều trở ngại, dễ lâm vào cảnh tiến thoái lượng nan. Vận mệnh người tuổi dậu sanh vào tháng trạp tức tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch là tiết tiểu hàng. Người tuổi dậu sanh vào tháng này cả đời vất vả bông ba vì mưu cầu danh lợi tuy cuối cùng cũng được thỏa nguyện, sống giàu sang sung sướng, song chưa chắc đã hưởng thụ được những gì xứng đáng thuộc về mình. Người này thông minh, cơ trí, tài hoa hơn người nhưng không dựa được vào gia đình, anh em cũng khó khăn. Mọi chuyện phải dựa vào chính mình nên khởi nghiệp gặp nhiều khó khăn, trở ngại. Tính tình thẳng thắn, cương trực, có tinh thần nghĩa hiệp nên được nhiều người quý mến, trung niên đến vẫn có khả năng gặp tai họa, tuổi già phúc lộc đầy đủ. Vận số của người tuổi Tuất. Người tuổi Tuất sinh vào ngày nào, tháng nào, năm nào thì may mắn và có vận số tốt. Tuổi Tuất là con giáp gắn liền với sự khôn ngoan, trung hậu và rất giỏi ứng biến. Vậy vận mệnh của người tuổi Tuất như thế nào? Sinh vào thời điểm nào? Có sổ may mắn giàu sang phú quý tuổi tuất xếp vị trí 11 theo thứ tự 12 con giáp tý sửu dần mão thìn tỵ ngọ mùi thân dậu tuất hợi loài vật tượng trưng cho con giáp này là chó thông minh trung thành giàu tình cảm là những phẩm chất đáng quý của người tuổi tuất họ tốt bụng và rất biết để ý đến cảm nhận của những người xung quanh. Trong học tập và công việc, người tổ này gây ấn tượng bởi sự kiên trì, quyết tâm và đầu óc sáng suốt. Tuy nhiên, tuổi tuốt cũng có một số điểm cần phải cải thiện. Khi nổi giận, họ thường không quan tâm tới bất kỳ ai, lời nói ra khó nghe và dẫn tới tranh chấp. Tuổi tuốt sinh vào các năm, năm 1958, năm 1970, năm 1982, năm 1994 và năm 2006. Giờ, ngày, tháng, năm sinh có ảnh hưởng khá lớn đến vận mệnh của con người. Chẳng thể mà có người sanh nhầm ngày tháng tốt thì vinh hoa hiện đạt. Người sanh nhầm giờ ngày tháng 6 thì số kiếp lận đận lòng đông. Vậy người tuổi tuốt sanh vào ngày tháng năm nào có vận số tốt đẹp nhất, vận trình hanh thông, công danh rộng mở. Tuổi tuất sanh vào ngày nào có vận số tốt nhất? Sinh vào giờ tý tức từ 23 giờ đến 1 giờ. Vì tuất thổ khắc chế tý thủy nên người tuổi tuất sinh giờ tý có số không hợp thời, cuộc sống nhiều thăng trầm trắc trở, ra ngoài không được quý nhân phù trợ nên lập nghiệp khó khăn, mưu sự khó thành đa phần người sinh giờ này đều có số mệnh trôi nổi, phiêu bạc, nay đây, mai đó. Nhưng nếu biết nắm bắt xu hướng phát triển của xã hội và nhạy bén với những hoàn cảnh xung quanh để hành động sáng suốt thì cũng có được những thành công nhất định. Sinh vào giờ sủ tức từ 1 giờ đến 3 giờ. Cuộc đời của người tuổi tuốt sinh vào giờ sủ cũng nhiều trắc trở và phiền muộn, Khó tránh việc phá tai nhẹ. Tuy nhiên người này có quý nhân là người khác giới trợ mệnh nên đều tai qua nạn khỏi và cuộc sống khá yên ổn. Sinh vào giờ dần, tức từ 3 giờ đến 5 giờ. Người tổ tuốt sinh vào giờ dần có cuộc đời trắc trở, nhiều kẻ tiểu nhân quấy phá, làm tổ hại đến sự nghiệp. Vì tin tưởng và nghe lời người khác một cách mù quáng nên trong đời vẫn vào nhiều rắc rối hoặc tranh chấp thị phi nhẹ thì tổn hao tiền của, nặng thì thân bại danh liệt. Sinh vào giờ mão tức từ 5 giờ đến 7 giờ, do mão mộc khắc chế tuất thổ nên người tuổi này dễ mắc các bệnh tật nên tiêu hao tổn của. Sự nghiệp cũng không có thành công nổi trội. Tuy nhiên được sao Nguyệt Đức chiếu mệnh nên không gặp đại hạn, về cơ bản vẫn có cuộc sống khá bình yên. Sinh vào giờ thình tức từ 7 giờ đến 9 giờ. Người tuổi tuất sinh vào giờ thình tính tình nóng vội nhưng thẳng thẳng chính trực. Cuộc đời cũng nhiều khó khăn trắc trở, cộng thêm sao nguyệt không chiếu mệnh nên có số hao tốn tiền của. Tiên vận khó khăn, trung vận chuyển biến tích cực, tài trắng lập nghiệp nhưng hậu vận lại dễ phá tai nên hành xử phải hết sức cẩn trọng. Sinh vào giờ tỵ tức từ 9 giờ đến 11 giờ cuộc đời của người tuổi tuất sinh vào giờ tỵ vui buồn song hành tuy số gặp đại nạn nhưng nhờ sao long đức hộ mệnh nên tai qua nạn khỏi tài sản không bị phát tán ngoài ra người này có cuộc sống gia đình hòa thuận ra ngoài được quý nhân giúp đỡ nên sự nghiệp cũng phát triển một cách thuận lợi sinh vào giờ ngọ tức từ 11 giờ đến 13 giờ do ngọ hỏa sinh tuất thổ nên người tuổi tuất sinh giờ ngọ có chức có quyền uy danh lừng lẫy bốn phương người này tính tình chính trực thông minh nhanh nhẹn có dũng khí vượt qua mọi hiểm nguy ý chí kiên định ở nhà được gia đình hậu thuẫn ra ngoài có quý nhân giúp đỡ nên dễ đạt được thành công bền vững tuy nhiên người này có sao bạch hổ chủ về hao tán tiền bạc chiếu mệnh nên làm việc gì cũng liên quan tới tài chính đều phải thận trọng sinh vào giờ mùi tức từ 13 giờ đến 15 giờ. Đa phần người tuổi tuất sinh vào giờ mùi đều có số mệnh cô đơn. Trong đời tuy không gặp phải đại hạn do có phúc tinh chiếu mệnh nhưng cũng nhiều khó khăn trắc trở. Người này dễ vướng vào hòa khẩu thiệt thị phi lại thiếu sự trợ giúp của gia đình và quý nhân nên sự nghiệp khó thành. Sinh vào giờ thân tức từ 15 giờ đến 17 giờ Cuộc sống của người tuổi tuốt sanh vào giờ thân khá hạnh phúc, thành đạt, vạn sự như ý, nhưng lại phải sống xa quê hương, lập nghiệp ở nơi đất khách quê người. Sinh vào giờ dậu tức từ 17 giờ đến 19 giờ. Người này có sự hậu thuẫn vững chắc từ gia đình tổ tiên và được quý nhân phù trợ nơi sự nghiệp phát triển thuận lợi, đạt được những thành tích đáng nể, cuộc sống giàu sang phú quý, nhưng sức khỏe dễ mắc bệnh tật, cần phải tăng cường rèn luyện và chăm sóc sức khỏe nhiều hơn. Sinh vào giờ tuất tức từ 19 giờ đến 21 giờ. Người tuổi tuất sinh vào giờ này bản mệnh thông minh, linh hoạt, có tư tưởng tiến bộ, tài năng xuất chúng nên có cuộc sống khá yên ổn, hạnh phúc và đạt được thành công nhất định trong sự nghiệp. Tuy nhiên bản mệnh phạm thái tuế nên phải lo nghĩ, tinh thần bất ổn. Sinh vào giờ hại tức từ 23 giờ đến 23 giờ. Số người này phải sống xa quê hương, một mình bông ba khắp nơi để cầu danh lợi, nhưng được sao Thái Dương chiếu mệnh nên đến trung vận thì sự nghiệp bắt đầu khởi sắc, hậu phận được an nhàn hạnh phúc. Kết luận Người tuổi tuốt sinh vào giờ tốt đó là giờ tỵ, giờ ngọ và giờ thân. Tuổi Tuất sinh vào ngày nào có vận số tốt nhất? Người tuổi Tuất sinh vào ngày mùng 1 tính cách trung hậu, giàu lòng nghĩa hiệp, thích giúp đỡ người khác và bao dung, cảm thông với những người kém may mắn hơn, vì thế mà tài phú tử phương đâu đầu cũng có bạn. Người tuổi tuất sanh vào ngày mùng 2, có tính cách thiện lương, ôn hòa, là người chân thành chất phát, tích được nhiều ân đức, cuộc đời tự mình bươn chải không có gia đình làm chỗ dựa. Người tuổi tuốt sanh vào ngày mùng 3 có đầu óc thông minh, tính tình khoan hồng độ lượng, trọng nghĩa khinh tài. Hào hoa nghĩa hiệp, biết nhẫn nại lại giỏi kiếm tiền nên tiền đồ vô lượng. Người tuổi tuốt sanh vào ngày mùng 4 tiền vận không tốt, ít khi gặp tài lợi nhưng nhờ quý nhân nên cũng hanh thông thuận lợi phát triển dần dần tới trung vận thành công danh lợi song toàn Người tuổi Tuất sanh vào ngày mùng 5, tính tình nóng nảy, vội vàng, làm việc lao lực lâu ngày sinh bệnh, cần tu tâm dưỡng tính, nếu có thể bình tĩnh tích thiện thì vận may sẽ được cải thiện, có hy vọng thành công cao hơn. Người tuổi Tuất sanh vào ngày mùng 6, thông minh nhanh nhẹn, hiền lành lương thiện, có thể lập nên sự nghiệp vàng danh bổn biển, nam cưới được vợ hiền, trợ giúp cho chồng nữ lấy được chồng tốt biết chăm lo việc nhà người tuổi tuất sanh vào ngày mùng 7 thân thể khỏe mạnh phát đạt phú quý chiếm được tài lợi lại có mệnh cách sang trọng có cả quyền lẫn thế người tuổi tuất sanh vào ngày mùng 8 đầu óc thông minh tinh lực dồi dào xử sự, sự khôn ngoan khéo léo cương nghị quyết đoán hoàn toàn độc lập trước những khó khăn của cuộc đời nên đạt được nguyện vọng thành công như mong muốn. Người tuổi tuất sanh vào ngày mùng 9, tiên vận không thuận, không những không có tài lợi mà còn hay vướng vào những rắc rối, nhưng từ trung niên đổi vận mọi chuyện phát triển thịnh vượng hành thông hơn. Người tuổi tuất sanh vào ngày mùng 10, có đầu óc nhanh nhẹn, tinh lực dồi dào, tùy cơ ứng biến, giỏi và hành sự độc lập, và không ngại khó khăn gian khổ nên tự mình gây dựng sự nghiệp. Người tuổi Tuất sanh vào ngày 11, nhanh mồm nhanh miệng, nói năng khéo léo, có lòng hư vinh và vô phô trương nên ý chí rất mạnh, luôn muốn thành đạt có khả năng phát triển sự nghiệp lớn mạnh. Người tuổi Tuất sanh vào ngày 12, thiếu niên vất vả không được cha mẹ nâng đỡ nhưng từ trung vận mọi chuyện vững vàng thịnh vượng hơn hẳn được sự trợ giúp đắc lực của con cái nên tuổi già an nhàn có phúc phận người tuổi tuất sanh vào ngày 13 thiếu niên vận mỏng tuy có tài năng xuất chúng nhưng thường xuyên gặp khó khăn gặp người cản trở chủ yếu là tự lập không có ai giúp đỡ người tuổi tuất sanh vào ngày 14 duyên phận với cha mẹ không sâu dày không được nhờ sự giúp đỡ của người thân tiền vận lờ mờ trung vận chuyển biến tốt có mệnh tài trắng dựng nghiệp người tuổi tuất sanh vào ngày 15 ngày rằm thông minh hiếu học đa tài đa nghệ tài làm hàm nhai tài trắng dựng nghiệp người này làm gì cũng dựa vào sức mình chứ không nhờ vả người khác Người tổ tuốt sanh vào ngày 16 Có tài năng thiên phú Ham học thông minh Mệnh mang quan tinh tiến lên dần dần Có hy vọng thành công Tiến thân theo con đường chức vị Sẽ gặp nhiều may mắn và thành đạt Người tuổi tuốt sanh ngày 17 Thông minh lanh lợi Có thể thu được thành công Có quyền thế tiền tài không thiếu Người này một đời đều hành thông suôn sẻ không có gì phải lo buồn quá nhiều. Người tuổi Tuất sanh vào ngày 18, tâm tính ngay thẳng, nói năng không kiên nể, làm việc thiếu kiên trì, nên nếu mang toàn lực phấn đấu cũng không thể đạt được mục tiêu, thành ít bại nhiều, không được như ý. Ngày 19 là một trong những ngày sinh đẹp của người tuổi Tuất, tính tình thiện lương, trung hậu, phóng khoáng, hào hùng, nhận được nhiều sự giúp đỡ của người khác, có số phận thành công. Người tuổi tuốt sanh vào ngày 20, ngoài lạnh trong nóng, miệng cứng lòng mềm, nói năng trùa hoa nhưng tâm địa không xấu, tính tình lương thiện, thuần khiết, thích giao lưu kết bạn, hậu phúc khá tốt, cuộc đời trôi chảy. Người tuổi tuốt sanh vào ngày 21, đầu óc linh hoạt, mưu lược cao thâm có tài ăn nói và lãnh đạo biết thuyết phục người khác nên nhanh chóng đạt thành đại nghiệp đứng trên người khác người tuổi tuất sanh vào ngày 22 mệnh mang quan tinh nên cá tính mạnh mẽ tỉnh táo thích làm chủ không thích nghe theo ý kiến chỉ đạo của người khác có thể tạo dựng được sự nghiệp lớn người tuổi tuất sanh vào ngày 23 đầu óc thông minh nhanh nhẹn có phương hướng phát triển kinh doanh nhưng không hợp làm chính trị, tài vận thành đạt, phú quý cát tương, hồng phúc do giao. người tuổi tuất sinh vào ngày 24 có thiên phú thông minh, tài năng toàn diện, biết giao tiếp khéo léo, nên kiến công lập nghiệp, danh vọng hiển hách, vinh quang cho bản thân và gia đình. người tuổi tuất sinh vào ngày 25 tiền vận nhấp nhô, trắc trở gặp nhiều khó khăn, chìm nổi bất định nhưng trung vận thay đổi, khổ trước sướng sau, càng về già càng nhiều phúc lộc. Người tuổi tuất sanh vào ngày 26, trời sinh có phúc báo, làm người ôn hòa, nhã nhặn, được người khác kính yêu và trọng vọng. Gia đình hài hòa, hạnh phúc, một đời không lo cơ máu gạo tiền, ung dung hưởng lộc trời ban. Người tuổi tuất sanh vào ngày 27, mệnh khổ, trước nhưng xuống sau, trung vận chuyển biến bất ngờ, có cơ hội phát triển thịnh đạt, thành công danh toại, hiển hách vang xa, tài lợi phong phú đủ đầy, vợ chồng hòa hợp mỹ mãn. Người tổ tuất sanh vào ngày 28, thông minh lanh lợi, có tài trí, có trí ắt chiếm được quyền lực. Được nhiều người ngưỡng mộ và có thể thành được đại nghiệp. Người tổ tuất sanh vào ngày 29, có học thức, có tài hoa, tinh thần cầu tiến mạnh mẽ, nhưng chính vì cả tính quá ương ngạnh nên không tin tưởng người khác, thích làm theo ý mình, không tránh khỏi bất hòa, gây sự rắc rối. Người tuổi Tuất sanh vào ngày 30, một đời vui vẻ an nhàn, chẳng có hung tai, cả sự nghiệp lẫn hôn nhân đều vô cùng hài lòng, có tài lộc dồi dào, gia nghiệp thịnh vượng, càng làm càng tốt tuổi tuất sanh vào tháng nào có vận số tốt nhất vận mệnh của người tuổi tuất vào tháng giêng âm lịch tháng giêng rơi vào tuyết tân xuân người tuổi tuất sinh vào tháng này vẫn chịu ảnh hưởng từ năm dậu trước đó tâm tính mềm mỏng trọng tình cảm nhìn chung thì cuộc đời không trải qua đại hạn đại nạn gì lớn có thể bình an cho đến cuối đời những năm đầu đời cuộc sống không được như ý Cần phải nỗ lực hơn nữa để cải thiện số mệnh, sức khỏe tốt Có người thật thà, chân thành Có thể dựa vào chính sức mình mà làm nên cơ nghiệp Tuy nhiên mất thời gian hơn những người là chỗ vừa vững vàng Người này được cha mẹ bao bọc nhiều nên không có chí tiến thủ Không có nhiều mong muốn gây dựng sự nghiệp chỉ muốn sống ổn định, không quá vất vả, thích hợp làm giáo viên, biên tập, nhân viên kỹ thuật. Trong chuyện tình cảm dù là nam hay nữ, thì người tuổi tuốt sanh vào tháng 1 âm lịch này cũng rất nghiêm túc. Họ thích tình yêu nhẹ nhàng, êm ái, không thích bị đắm chìm trong cuộc tình cháy bỏng. Là người theo mẫu khá truyền thống, khi theo đuổi tình yêu cũng phải chờ tới thời cơ chính môi mới hành động. Tuy nhiên con giáp này không đủ tinh tế để nhận biết tình cảm của đối phương Nếu yêu người bằng tuổi sẽ dễ sinh mâu thuẫn Nữ mệnh thích hợp với duyên với người tuổi sủ sinh vào tháng 4 âm lịch hoặc tuổi mùi sinh vào tháng giêng với nam mệnh thì nên chọn bạn đời là người tuổi thân với tuổi dậu sinh tháng 10 âm lịch vận mệnh của người tuổi tuất sinh vào tháng 2 âm lịch Người tổ tuốt sanh vào tháng 2 âm lịch là Tiết Kinh Trập. Người này gan dạ dũng cảm, dám nghĩ, dám làm. Tuy nhiên có đôi khi họ bị nhận xét là tự cao, tự đại, không coi ai ra gì. Nếu xét về tỉnh xấu thì tổ tuốt sanh tháng này hay bắt nạt, ức hiếp người khác làm vui, thích nịnh bợ, mọi chuyện đều muốn tốt cho mình. Xong, nhìn từ phía phương diện khác thì đây là con người hướng ngoại, một khi đã đặt mục tiêu làm gì thì sẽ cố gắng hết sức để đạt được điều mình mong muốn sống lạc quan vui vẻ nhân duyên tốt được nhiều người yêu quý và giúp đỡ người tuổi tuất sanh vào tháng 2 âm lịch có sự nhạy bén mà không phải ai cũng có được có trực giác và khả năng phán đoán rất chuẩn là vũ khí tốt để đi đến thành công được quý nhân phù trợ con đường phía trước hành thông thuận lợi hơn gấp nhiều lần có điều cũng có lúc con giáp này trở nên chủ quan, khinh địch dẫn tới thất bại Tình người quá mức, không có kế hoạch rõ ràng cho những việc cần làm Nên thường thất bại dù đã bỏ nhiều công sức ra từ trước đó về chuyện tình duyên, nữ mệnh nên chọn bạn đời là đàn ông tuổi dân sinh tháng 5 âm lịch hoặc tuổi ngọ sinh tháng 6 âm lịch. Nam mệnh thích hợp nên duyên với phụ nữ tuổi mùi sinh tháng chạp vận mệnh của người tuổi tuất sanh vào tháng 3 âm lịch người tuổi tuất sanh tháng 3 âm lịch trùng với tuyết thanh minh đây là người thông minh có bề ngoài hấp dẫn đa tài đa nghệ cuộc sống hạnh phúc tự do tự tại người tuổi này tài giỏi và có khả năng kiếm tiền tốt song lại khá nóng tính dễ làm mất lòng người khác tổ nghiệp phúc mỏng mọi chuyện phải dựa vào chính sức mình là người thích dùng đầu óc để làm việc được bạn bè, anh em giúp đỡ Sự nghiệp cũng nhờ thế mà dễ thành công hơn Tuổi tuất sanh vào tháng 3 lịch này phân biệt rạch ròi giữa lý tưởng và hiện thực Không sống quá mơ mộng viễn vong, Họ là người có tài về văn hóa nghệ thuật cũng rất nhiệt tình với bạn bè Thích hợp làm với nghề kiến trúc sư hoặc những công việc trong ngành dịch vụ Nữ mệnh nên chọn chồng là người đàn ông sống tích cực, dám nghĩ, dám làm là người tuổi Tý sanh tháng 8 âm lịch hay người tuổi Mùi sanh tháng 10 âm lịch càng tốt. Nam mệnh tốt nhất nên lấy vợ là cô gái đảm đang có thể là người tuổi Mão sanh tháng 10 âm lịch hoặc tuổi Hợi sanh vào tháng Giêng. Vận mệnh của người tuổi Tuất sanh vào tháng Tư âm lịch. Tháng Tư âm lịch là tiết lập hạ người tuổi tuất sanh vào tháng này có các tinh tử vi chiếu mệnh là người đại phú đại quý cả đời cơm no áo ấm chẳng phải lo phiền người này không có nhiều tham vọng cũng không có chỉ hướng gì to lớn chỉ muốn cuộc sống ổn định an nhàn di sản tổ tiên để lại không nhiều nhưng lại được cha mẹ yêu thương anh em hết lòng giúp đỡ nên cuộc sống của người sanh vào tháng tư âm lịch này khá thoải mái Tính tình người tội Tuất sanh vào tháng 4 âm lịch khá hòa nhã, sống chân thành, không phải trải qua sóng gió gì lớn. Họ thích nói đạo lý hay tìm tòi học hỏi, có sự tự tin cao. Con giáp này khá hoạt ngôn, biết cách nói chuyện để khiến người khác cảm thấy thoải mái. Nữ mệnh thích hợp nên duyên với người đàn ông có kinh nghiệm cuộc sống phong phú và cũng hiểu rõ về nhân tình thể thải nếu là người tuổi sửu sinh vào tháng 2 âm lịch hay người tuổi hợi sinh vào tháng giêng thì càng tốt. Nam mệnh chọn vợ chớ bỏ qua cô gái đảm đang chăm chỉ nên lấy vợ tuổi sửu sinh tháng 10 âm lịch hoặc tuổi thân sinh vào tháng 7 âm lịch. Vận mệnh của người tuổi tuất sinh vào tháng 5 âm lịch. Tháng 5 là tiết mang trũng, người tuổi tuất sinh vào tháng này được đại cát tinh phù trợ tiền vận tài lộc vượng hậu vận an nhàn đây là người tính tình thẳng thắn chăm chỉ làm việc họ ham học hỏi và hiểu biết rất nhiều không vì lợi lộc mà làm chuyện xấu từ nhỏ gia đình đã có điều kiện nên cuộc sống khá tốt trung niên sự nghiệp thành đạt tài lộc dồi dào tuổi tuất sanh vào tháng 5 âm lịch đầu óc linh hoạt thân thiện hòa đồng chân thành với mọi người Xong, nhìn từ khía cạnh khác thì đây là người giỏi ăn nói, biết dùng lời nói để nịnh bợ, mua chuột các mối quan hệ để có lợi cho mình. Thường hay tươi cười nhưng tâm tư xấu xa khó lường. Người này không thích hợp làm lãnh đạo mà có duyên làm thư ký hay những công việc có tính chất tham mưu, góp ý cho sếp. Nam mệnh là mẫu người truyền thống khá gia trưởng nên thích hợp với người vợ tính tình nhu thuận, không có chính kiến hoặc biết như nhịn người khác. Nếu là tuổi tuất sanh vào tháng 6 âm lịch hay tuổi ngọ sanh vào tháng 4 âm lịch, tháng 10 âm lịch thì càng tốt. Nữ mệnh nếu nên duyên với đàn ông tuổi thìn sanh vào tháng 4 âm lịch hoặc tuổi hợi sanh vào tháng chạp thì sẽ rất hợp, có số phượng phu. Vận mệnh của người tuổi tuất sanh vào tháng 6 âm lịch tháng 6 âm lịch rơi vào tiết tiểu thử xem vận mệnh người tuổi tuất sanh vào tháng 6 âm lịch này có thể thấy đây là người thông minh cơ trí có tài ứng biến song ăn nói thiếu suy nghĩ so với những người khác bước khởi đầu trong đời của người tuổi tuất sanh vào tháng 6 âm lịch khá thuận lợi tuổi trẻ được cấp trên và trưởng bối nâng đỡ đề bạc nên được đảm nhận nhiều trọng trách lớn dám nghĩ dám làm có lý tưởng có chí hướng Xong bản mệnh có thể sẽ đánh mất cơ hội phát triển của mình nếu trở nên tự cao tự đại không biết sống khiêm nhường bản mệnh là người hàm xe dịch thích du lịch thích cuộc sống hào nhõn nên chi tiêu thiếu kiểm soát dễ rơi vào cảnh túng thiếu bạn bè tuy nhiều nhưng không mấy thân thiết con giáp này lòng tự trọng cao nên hiếm khi vay mượn cũng chẳng tích lũy được gì. nữ mệnh nên lấy chồng tuổi sửu sinh tháng giêng hoặc tuổi tuất sinh tháng năm âm lịch thì tốt nhất. còn nam mệnh nếu có thành gia lập thất với cô gái tuổi dần sinh vào tháng 7 âm lịch hoặc tuổi thìn sinh vào tháng giêng thì gặp nhiều thuận lợi. vận mệnh của người tuổi tuất sinh vào tháng 7 âm lịch, tháng 7 âm lịch trùng với tuyết lập thu có dịch mạ, động tình, chiếu mệnh, tiền bạc không thiếu nhưng phải bùng ba khắp trốn. Người này tính tình không cương không nhu, không có tâm cơ, làm gì cũng có đầu có đuôi, xong không nhờ được gia đình nhiều, tiền vận vất vả, phải lao tâm khổ tứ xây dựng sự nghiệp, đến tuổi 35, 36 thì sẽ thỏa nguyện, khi 40 tuổi mọi sự hành thông dần đến 50 tuổi ổn định cuộc sống tài lộc không phải lo nghĩ con nhấp này là người có tài có trí không xuất phục trước những khó khăn đi đến đâu cũng được trọng dụng nữ mệnh khó giữ bí mật nam mệnh là người hiền lành vui vẻ đa sầu đa cảm đường tình đào hoa vô số song vì thiếu nhẫn này mà khó tìm được ý trung nhân giải kết hôn muộn Nam mạng nên kết hôn với nữ mạng tuổi thìn sanh vào tháng 3 âm lịch. Nữ mạng lấy chồng tuổi dân, sanh vào tháng 3 âm lịch là tốt nhất. Vận mệnh của người tuổi tuất sanh vào tháng 8 âm lịch. Tuổi tuất sanh vào tháng 8 âm lịch trùng với tiết bạch lộ là người thông minh tài giỏi được nhiều người ngưỡng mộ. Bản mệnh được cha mẹ giúp đỡ nhiều, ra ngoài lại có quý nhân hỗ trợ giúp đỡ nên con đường tương lai cũng thuận lợi hành thông hơn nhiều. Sự nghiệp phát triển nhanh chóng, tai lộc ồn nguồn đổ về nhà, cả đời không bao giờ phải lo túng thiếu. Nếu theo con đường chính trị thì tiền đồ vô lượng có địa vị cao và vững vàng. Tuy nhiên tính cách con giáp này có phần bốc đồng, dễ bị kích động, thiếu suy nghĩ mà làm chuyện đắc tội với người khác. Điều này sẽ có thể ảnh hưởng ít nhiều đến sự nghiệp của người tuổi tuất sanh vào tháng 8 âm lịch. Người này sống khá lý trí và khắc khe với người khác. Bạn tính hay suy nghĩ thường lên kế hoạch hơn là hành động, thích hợp làm công việc hậu cần. Họ thường tính toán quá nhiều mà thiếu quyết tâm và dũng khí nên nếu làm công việc tiền phương thì dễ thất bại khi đối mặt với kẻ địch. Tuổi tuốt sanh vào tháng 8 âm lịch này, mỗi khi gặp khó khăn trở ngại thì dễ nản lòng, không có ý chí chiến đấu tiếp. Tuy nhiên, nhược điểm này không ít, nhưng nhờ sự chu đáo, tỉ mỉ, bản mệnh hoàn toàn có thể xoay ngược thế cờ, họ được nhiều người yêu quý cũng là nhờ ưu điểm này. Về đường tình duyên, nữ mệnh trở nên vội vàng, bản mệnh, hợp với người, có cái nhìn, đại cục, bao dung, độ lượng. Nếu chọn người chồng tuổi mão sanh vào tháng 11 âm lịch hay tuổi ngọ sanh vào tháng 4 âm lịch là tốt nhất. Còn nam mệnh, chọn vợ nên chọn người tháo phát, biết làm việc. Cô gái tuổi tý sanh vào tháng 3 âm lịch hay tuổi ngọ sanh vào tháng 12 âm lịch sẽ thích hợp hơn vận mệnh của người tuổi tuất sanh vào tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch là tiết hàng lộ con nhấp này được hoa cải các tình trợ mệnh, cuộc đời phú quý. Tuy nhiên, tài lộc không phải lúc nào cũng dồi giao Tuổi tuất sanh vào tháng này tính tình cương nghị quyết đoán, tài hoa trí tệ hơn người, có lý tưởng, có trí hướng rõ ràng, được quý nhân giúp đỡ, nếu theo nghiệp quan trường thì có thể gây dựng được sự nghiệp to lớn. Tuy nhiên cũng chính về tính cách quá cứng nhắc nên dễ phạm phải sai lầm lớn trong công việc. Cả đời họ sống thanh bạch, không coi trọng tiền tài, tuy địa vị cao nhưng chẳng hề khoe mẽ, cũng chẳng có nhiều tiền bạc trong tay thích hợp làm công việc nghiên cứu đầu tư. Người tuổi Tuất sanh vào tháng 9 âm lịch có tư tưởng cởi mở, thích khám phá những điều mới lạ, yêu ghét phân minh nhưng lại không giỏi nói năng. Họ không quen đè nén cảm xúc, có chuyện gì cũng thể hiện ra nên dễ đắc tội với người khác. Người tuổi tuất sanh vào tháng 9 âm lịch, dễ xa đà vào chuyện rượu trà, thích uống rượu nhưng vẫn biết điểm dừng. trí nhớ cực kỳ tốt, hiếm khi quên chuyện gì, Nam mệnh nên lấy vợ có đầu óc suy nghĩ tính toán. Cô gái tuổi dần sanh vào tháng 10 âm lịch hoặc tuổi tỵ sanh vào tháng 7 âm lịch là tốt nhất. Nữ mạng chọn chồng, chớ bỏ qua chàng trai biết tôn trọng người khác, nên là nam mạng tuổi ngọ sanh tháng chạp hoặc tuổi mùi sanh vào tháng 9 âm lịch. Phận mệnh của người tuổi tuất sanh vào tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch là tiết lập đông, người tuổi tuất có tháng sinh âm lịch này là người thẳng thắn có tài, yêu công việc. Họ không được cha mẹ anh em giúp đỡ nghiêm. tổ nghiệp, phúc mộng, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Có khả năng kiếm tiền nhưng lại không biết cách giữ tiền, giỏi ăn nói, giao tiếp xã hội tốt, biết phân biệt bạn tốt bạn xấu là mỗi người hành động. Vận mệnh cuộc đời không đến nỗi nào từ khi còn trẻ đã thành danh Nữ mạng đào hoa cực vượng đi đến đâu cũng có người yêu kẻ mến Xong người này dễ bị hiểu lầm Là do lo chuyện bao đồng hoặc đắc tội với người khác Trong cuộc sống hàng ngày con nhấp này rất giản dị không quá coi trọng vật chất Tuy nhiên khí chất hơn người có thể thấy là người cao sang quyền quý đối tượng kết hôn của họ cũng thường là xuất thân từ gia đình danh giá. Nữ mệnh nên kết hôn với nam mạng tuổi tỵ sanh vào tháng giêng hoặc tuổi dậu sanh vào tháng chạp. Nam mệnh chọn vợ chớ bỏ qua cô gái tuổi tỵ sanh vào tháng 7 âm lịch hay tuổi dậu sanh vào tháng 10 âm lịch. Vận mệnh của người tuổi tuất sanh vào tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch trùng với tuyết đại tuyết người tuổi tuất sanh vào tháng này tính tình nóng nảy mầm nhanh hơn não dễ đắc tội với người khác họ có tài thật sự không sợ hãi trước cường quyền làm gì cũng có trước có sau là người bao dung độ lượng tuy nhiên tài lộc của người tuổi tuất sanh vào tháng 11 âm lịch không nhiều anh em người thân không giúp đỡ được mấy phải tự dựa vào chính bản thân mình càng đi xa càng dễ lập nghiệp tới 27, 28 tuổi sẽ gặp nhiều may mắn, khi 49 tuổi dễ gặp chuyện nguy hiểm. Người này có nhiều tham vọng, có óc quan sát tốt, đây là ưu điểm cũng vừa là khuyết điểm. Trong chuyện tình cảm dễ sinh lòng nghi kỵ, ghen tuông gây tổn thất cho cả đôi bên. Nếu thiếu quyết đoán khi đứng trước tình yêu, vì dễ bỏ lỡ mất nhân duyên tốt. Nam mạng thích hợp và thích cô gái vui vẻ ngày thơ nên lấy người tuổi Tý sanh vào tháng chạp hoặc người tuổi tuất sanh vào tháng 10 âm lịch. Nữ mạng nên lấy nam mạng tuổi ngọ sanh vào tháng 8 âm lịch hoặc tuổi hợi sanh vào tháng 3 âm lịch. Vận mệnh của người tuổi tuất sanh vào tháng 12 âm lịch tức tháng chạp. Tháng 12 là tiết tiểu hàng, người tuổi tuất sanh vào tháng chạp mệnh vinh hoa phú quý hưởng hết mọi hạnh phúc trên đời cha mẹ nâng đỡ quý nhân phù trợ trong gia đình ai ai cũng xuất sắc vì thế con nhấp này không cần phải quá vất vả cũng có được những gì mình mong muốn tuy nhiên không phải vì thế mà con nhấp này ỷ lại tuổi tuất sanh vào tháng 12 âm lịch vẫn đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp của mình chưa tới tuổi 40 đã vàng danh 47, tài lộc đầy nhà trong tình yêu cần phải phát hiện được mục tiêu là họ sẽ hết lòng theo đuổi dễ rơi vào lưới tình đến mù quáng đánh mất lý trí nữ mạng nên chọn người có gia đình tương xứng nam tuổi tý sanh vào tháng 1 âm lịch hay tuổi ngọ sanh vào tháng 3 âm lịch là tốt nhất Nam mạng nên lấy vợ người tuổi ngọ sinh vào tháng 8 âm lịch. Vận mệnh người tuổi hợi. Người tuổi hợi sinh vào giờ, ngày, tháng nào thì tốt. Trong 12 con giáp thì tuổi hợi là con giáp được bài danh cuối cùng trên bảng. Những người tuổi hợi thường có phận số giàu sang, thanh nhàn, được hưởng vinh hoa phú quý. Thế nhưng, nếu xét kỹ vận mệnh người tuổi hợi sinh vào giờ, ngày, tháng nào là tốt nhất. Tuổi hợi đứng vị trí cuối cùng trong 12 con giáp Tý, Sửu, dân, mão, Thìn, tỵ, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi. Con lợn là loài vật tượng trưng cho con giáp này, hay cách nói khác, những người tuổi hợi cầm tinh con lợn. Về cuộc đời, Phận mệnh người tuổi Hợi là những người có số an nhàn lạc quan, cơ hội thành công lớn. Họ đáng để người khác tin tưởng, phóng khoáng và thích giúp đỡ kẻ yếu. Do vậy, bạn mệnh gặp nhiều may mắn và thăng tiến nhanh. Tuy nhiên, bạn mệnh với bản chất thật thà, chất phát, đơn thuần của người tuổi Hợi dễ bị mọi người lợi dụng. Hơn nữa, cơn nóng giận của họ cũng rất mau đi nên được mọi người yêu mến mà thiếu đi sự phần nể sợ. Người tuổi hợi sanh vào giờ nào có vận số tốt nhất? Sanh vào giờ tí tức từ 23 giờ đến 1 giờ do hại thủy và tỷ thủy sánh vai nên đa phần người tuổi hợi sinh giờ tỷ có tướng mạo thanh tú thông minh giỏi giang và có sức hấp dẫn đặc biệt với người khác giới do đó những mối quan hệ xã giao rộng rãi cần tiết chế cảm xúc của bản thân tránh vướng vào những rắc rối tình cảm phức tạp sinh vào giờ sủ tức từ 1 giờ đến 3 giờ Phần lớn người tuổi hợi sanh vào giờ sủ đều có số mệnh không gặp thời. Tuy nỗ lực hết mình vượt qua mọi gian khó để đạt được mục tiêu, nhưng người giúp đỡ ít nên công danh sự nghiệp chỉ đạt mức trung bình. Ngoài ra người này có lối sống khá tiêu cực, trọng tiền bạc vật chất hơn là tình nghĩa con người. Sinh vào giờ dần tức từ 3 giờ đến 5 giờ. Tính tình người tuổi hợi sinh vào giờ dần khá hung bạo, tuy dũng cảm nhưng kiêu ngạo tự mãn, lúc nào cũng coi mình là trung tâm vũ trụ và không coi trọng người khác. Dù được người thân bạn bè giúp đỡ nhưng tính tình ngang ngược nên khó làm nên việc lớn. Sinh vào giờ Mão tức từ 5 giờ đến 7 giờ. Vì hội thủy sinh Mão mộc, người sinh giờ này có cuộc sống hạnh phúc, phú quý, tài lộc dồi dào mô sự đại thanh người này không những được gia đình hậu thuẫn mà ra ngoài còn có quý nhân phù trợ nên sự nghiệp phát triển dạy có được cuộc sống giàu sang phú quý sinh vào giờ thìn tức từ 7 giờ đến 9 giờ người tuổi hợi sinh vào giờ thìn có tấm lòng lương thiện nhưng lại thích hư vinh ưa sự hào hoa và thích những người đời xu nịnh Ngoài ra người này có số nổi tiếng, sống cuộc đời hạnh phúc an nhàn và có sức hấp dẫn đặc biệt với người khác phái. Sinh vào giờ Tỵ tức từ 9 giờ đến 11 giờ. Người tuổi hội sinh vào giờ Tỵ có tính tình nóng nảy, làm việc quyết đoán và có xu hướng truyền chế độc đoán. Người này có sao dịch mã chiếu mệnh nên cũng phải đi xa cầu tài tuy nhiên được quý nhân phù trợ nên dễ dàng gặt hái được thành công. Sinh vào giờ ngọ tức từ 11 giờ đến 13 giờ. Sinh vào giờ ngọ đa phần người tuổi hợi có kiến thức uyên thâm, thích nghiên cứu và có quyền cao chức trọng. Người này tuy nổi danh nhưng vận may thì ít về tài chính nên khó giữ được tiền của, không thích hợp làm kinh doanh, buôn bán, sinh vào giờ mùi tức từ 13 giờ đến 15 giờ. Bản mệnh người tuổi hợi sinh vào giờ mùi có sao bạch hổ, trụ về phá tài, chiếu rồi nên cũng dễ hao tài tốn của. Người này thông minh, lanh lợi, đầu óc linh hoạt nên dễ vang danh bốn phương, được mọi người yêu mến. Tuy nhiên đôi lúc khó tránh khỏi hòa khẩu thiệt thị phi sanh vào giờ thân tức từ 15 giờ đến 17 giờ. Phần lớn người tuổi hợi sanh vào giờ thân đều khéo léo, đa tài, giỏi biện luận, sổ cỏ danh tiếng trong xã hội. Cuộc sống của người tuổi này bình yên, hạnh phúc vì có gia đình hậu thuẫn và quý nhân phù trợ. sinh vào giờ dậu tức từ 17 giờ đến 19 giờ. Người tuổi ngài sanh vào giờ dậu có vận thế vượng nhưng do dậu hội xung hình nên trong cuộc sống gặp nhiều điều phiền phức, công danh sự nghiệp ở mức trung bình. Sanh vào giờ tuất tức từ 19 giờ đến 21 giờ. Người tuổi ngài sanh vào giờ tuất thì có tình duyên và sự nghiệp song hành đều thuận lợi, về già được hưởng phúc lộc con cháu. Người này tính tình vui vẻ, lạc quan, nên cuộc đời khá bình yên, không phải trải qua nhiều sóng gió. Ngoài ra, cần đề phòng mắc các bệnh truyền nhiễm khi chuyển giao thời tiết. Sinh vào giờ hợi tức từ 21 giờ đến 23 giờ. Người tuổi hợi sinh vào giờ bản mệnh phạm thái tuế nên sự nghiệp nhiều thăng trầm bên cạnh đó sao chỉ bỏ chiếu mệnh nên cần phải cẩn trọng khi kết giao bạn bè vì có kẻ lợi dụng lòng tin mà bội tính lừa gạt tiền bạc kết luận giờ sinh tốt nhất cho người tuổi hài là giờ mão giờ thìn giờ thân và giờ tuất tuổi hài sinh vào ngày nào có vận số tốt nhất người tuổi hại sanh vào ngày mùng 1 có số phận tốt đẹp, sự nghiệp thành công, một mình tự lập nghiệp, xây dựng cơ ngơi, gia đình hài hòa nhưng thiếu chỗ dựa từ người thân, cả đời thanh nhàn, vinh hạnh. Người tuổi hại sanh vào ngày mùng 2 thường xuyên gặp rắc rối với người khác, phong lưu đa tình một đời vô vọng đàn ông không thể đạt được ước nguyện nhưng phụ nữ thì tốt hơn dựa được vào người khác mà an nhàn người tuổi hợi sanh vào ngày mùng ba vận trình có cát có hung tài lợi thuận thông song lưu ý có thị phi rất nhiều quanh năm suốt tháng vướng mắt đường ăn nói đặc biệt năm lưu niên thì cục diện càng tệ hơn Người tuổi hài sanh vào ngày mùng 4, có thiên phú thông minh, nhanh nhẹn, vận trình hành thông đẹp đẽ, dáng vẻ tự tin, ham học hỏi, mệnh có các tinh soi chiếu chủ về quyền thế và tài danh. Người tuổi hài sanh vào ngày mùng 5, mệnh không rõ ràng, mặc dù nỗ lực làm việc nhưng hiếm đạt được thành quả tốt, mật mù như đi đường giữa đêm đen, tiền đồ bất định, khó có thể phân được là tốt hay xấu. Người tuổi hại sanh vào ngày mùng 6, bẩm sinh nhạy bén, linh hoạt, thái độ ứng xử chân thành và đáng tin cậy. Người này có nhân duyên tốt, sự nghiệp thành công, thường có nữ quý nhân giúp đỡ nên nương nhờ vào đó để phát huy tài năng của bản thân. Người tuổi hại sanh vào ngày mùng 7 sinh có năng lực lãnh đạo được người khác kính trọng và ngưỡng mộ. Bất kể là nam hay nữ đều có tài, gánh vác trọng trách, đạt được thành tích lớn, có sự nghiệp rực rỡ. Người tuổi hại sanh vào ngày mùng 8, mệnh mang quan tinh nhưng thời vận không tốt, làm người thiếu ông hòa, thường xuyên gây thù trúc oán với người khác nên bị đố kỵ. Sự nghiệp không tốt Người tuổi hại sanh vào ngày mùng 9, có lúc gian nan khổ khổ nhưng nhờ đầu óc thông minh nhanh nhẹn sắc bén tài trí nên mọi chuyện đều có thể dễ dàng sắp xếp ổn thỏa hết tài là đến phúc người tuổi hợi sinh vào ngày mùng 10 suy nghĩ linh hoạt có tài năng kỹ xảo tinh luyện có thể thành đại nghiệp nhưng tính khí cao ngạo chỉ cần chú trọng tu dưỡng thì mới được toàn vẹn và thêm may mắn Người tuổi hợi sanh vào ngày 11 có cuộc đời phát triển như cảnh đẹp, tinh thần bất khuất, cương nghị, trí tệ vượt trội có thể vượt qua muôn vàng khó khăn, gian nan để tiến tới mục tiêu cuối cùng. Người tuổi hợi sanh vào ngày 12 vận mệnh trước các sao hung từ nhỏ đã được chiều trộn sinh hư thường xuyên phỉ bán chửi bới công kích người khác trung niên có đạt được danh lợi làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu không có may mắn người tuổi hợi sanh vào ngày 13 nên chú trọng nhân hòa tuyệt đối không hành động theo cảm tính chờ đợi thời cơ để có thể nhận nại mới thành đại nghiệp người tuổi hợi sanh vào ngày 14 thanh niên thường tùy hứng hành động tự ái cao tự tin mạnh khiến người khác kinh sợ tránh xa không muốn dây dưa phiền phức, càng trưởng thành sẽ càng chính chắn và hiểu lý lẽ hơn. Người tuổi hoài sinh vào ngày 15 tức ngày rằm. Cuộc đời chán nản không gặp may mắn, lúc nào cũng khốn khổ. Nếu giữ phẫn tinh thần, nghị lực phấn đấu thì mới có thể phát đạt. Người tuổi hoài sinh vào ngày 16 mệnh không rõ ràng, công danh sự nghiệp bình thường nhưng đường con cái xấu, có con chết yểu nên kết hôn muộn thì sẽ hạn chế được hung tai. Người tuổi hợi sanh vào ngày 17, các vận chủ trì, trí lực đủ đầy, can đảm gan dạ, có đức có tài, giỏi về nhiều phương diện, cuộc đời ác đạt danh lợi song toàn. Người tuổi hợi sanh vào ngày 18, Ngày 18 là một trong những ngày sinh đẹp của người tuổi hợi. Trà sinh có thiên hướng nghệ thuật, văn nghệ. Nếu hăng hái nỗ lực, làm việc chăm chỉ nhất định sẽ đạt được thành tựu. Người tuổi hợi sinh vào ngày 19, trước khổ, sao sướng, hậu vận có phúc, thanh niên tuy lao lực bôn ba, nhưng từ trung niên cỡ sắc, cuộc đời phú quý, về già an nhàn. Người tuổi hợi sinh vào ngày 20, nữ tốt hơn nam, có thiên hướng nghệ thuật, ham đọc sách, uyên bác tài năng, văn trường xuất chúng, nên có ý chí thủ tiến. Tham vọng, cầu tiến nhất định có thể công thành danh tội. Người tuổi hợi sinh vào ngày 21 đặc biệt thông minh, trí năng xuất chúng, có năng lực lãnh đạo và tính toán trước sự việc, cần kiềm chế tính cao ngạo, Tù thiện nhân hòa, mở rộng xã giao thì sẽ càng thêm các lợi. Người tuổi hoài sinh vào ngày 22. Tuy tuổi trẻ có nhiều nghề nhưng không tinh thông một nghề cố định. Khuyết điểm là thiếu chuyên tâm, không tập trung, cần phải rèn luyện trí tiến thủ. Lòng nhẫn này thì mới có thể thành công. Người tuổi hoài sinh vào ngày 23 được người lớn và quý nhân hiệp trợ nên sự nghiệp hanh thông xuân sẻ gặp nhiều các tương bản thân cố gắng nhiều hơn tự mình trải nghiệm từng việc từ nhỏ nhất định sẽ càng ngày càng phát đạt người tuổi hoài sinh vào ngày 24 giàu có đức độ sinh ra đã mang tài năng thiên bẩm thu hút được người khác làm việc cho mình luôn được tôn trọng có danh tánh tốt có tiền tài quyền thế người tuổi hoài sanh vào ngày 25 có thành có bài thanh niên dù đạt được vinh quang quyền lực nhưng sớm nợ tối tàn qua đi như chớp mắt có ngày suy bại phải gây dựng lại từ đầu người tuổi hoài sanh vào ngày 26 ý chí bạc nhược khuyết thiếu lòng tự tin không làm nổi chuyện gì chỉ có thể vọng tưởng cần bồi dưỡng ý chí và nghị lực nhất định có thể sẽ chuyển nghịch vận trời đổi hung thành cát người tuổi hoài sanh vào ngày 27 mệnh mang đào hoa cuộc đời không những phát đạt mà còn phong lưu nhiều người theo đuổi hơn nữa số có quan tinh trong năm lưu niên đại vận sẽ đắc quyền đắc thế Người tuổi hoài sanh vào ngày 28, tính tình khó lương, chỉ hướng không truyền nhất đứng núi này trong núi nọ. Nếu như có thể tập trung phát triển sự nghiệp, làm việc kiên trì, nhất định thành công. Người tuổi hoài sanh vào ngày 29, số mệnh cát tường, không cần lo lắng cái ăn cái mặt, an nhàn vui vẻ. Sự nghiệp thuận lợi thịnh vượng một đời hành thông trôi chảy. Người tuổi hợi sanh vào ngày 30 có trí lực siêu phàm, nhanh nhẹn hoạt bát, suy nghĩ trù đảo, giỏi đề ra kế hoạch, có sự nghiệp thành công, một đời quyền cao chức trọng. Tuổi hợi sanh vào tháng nào có vận số tốt nhất? Vận mệnh người tuổi hợi sanh vào tháng 1 âm lịch, tức tháng giêng tháng giêng rơi vào tiết tân xuân người tuổi hợi sanh vào thời điểm này trong năm thông minh mà hiền đức là người có địa vị được tôn trọng danh lợi hành thông phúc lộc tự tới có thể làm nên đại nghiệp Sanh vào tháng 1 âm lịch trong năm người tuổi hợi có cá tính mạnh xong về bản chất là người sống biết trước biết sau kính già yêu trẻ thích giúp đỡ người khác dù có khó khăn cũng không bao giờ thổi khác trách nhiệm là người dám làm, dám chịu. Sống phóng khoáng thoải mái, qua đồng với mọi người nên con giáp này rất được bạn bè, các mối quan hệ xã giao ngày càng rộng mở. Họ còn có khả năng lãnh đạo nên dễ đạt được nhiều bước thăng tiến trên con đường quan lộ. Vận mệnh người tuổi hợi sanh vào tháng 2 âm lịch tháng 2 âm lịch trùng với tiết kinh trập, người tuổi hợi sanh vào tháng này dễ làm nên thành công vang dội, địa linh nhân kiệt, bản mệnh hấp thu tinh khí đất trời, thông tuệ hơn người, có tài thiên phú, sống đức độ, sức khỏe dồi dào, dò, gặp nhiều chuyện may mắn. Sinh vào thời điểm này trong năm, tuổi hợi là người có số mệnh phú quý, họ giàu sang nhưng cao nhã, không hề thô tục. Đây là người vui vẻ và lạc quan trong cuộc sống, yêu đời mà cũng yêu người. Xét về tài lộc thì người tuổi hài sanh vào tháng 2 âm lịch chẳng lúc nào thiếu tiền tiêu. Họ không quá coi trọng tiền bạc, rất thoải mái trong chuyện chi tiêu, cũng hay giúp đỡ mọi người xung quanh khi họ tủng thiếu. Vận mệnh của người tuổi hài sanh vào tháng 3 âm lịch Tháng 3 âm lịch là tiết thanh minh. Người tuổi hợi có tháng sinh này sức khỏe cực kỳ tốt, có thể nói là tốt nhất trong 12 tháng sinh. Tính tình thẳng thắn, cương trực, xong có khi vì thế mà đắc tội với người khác, tự tạo kẻ thù cho mình. Ý chỉ cao, chẳng muốn nhờ cãi ai, sống thanh cao được nhiều người ngưỡng mộ. Người này không được lọc tổ tiên, cha mẹ anh em, mọi thứ có được trong tay là do chính mình làm nên Họ có thiên hướng về nghệ thuật nên phát triển theo hướng này Người tuổi ngoại sanh vào tháng 3 lịch luôn tạo áp lực cho mình Hay vất vả trại vại ngược xuôi Nhờ vào tài trí cũng như nhân phẩm, ý chí phấn đấu và tinh thần nhiệt tình Họ có thể tạo cho mình môi trường sống khá tốt Hậu phận tốt, an nhàn hưởng phú quý Người tuổi hại sanh vào tháng 4 âm lịch tháng tư âm lịch trùng với tiết lập hạ những chú heo sinh vào tháng này thiên tính thông tuệ mẫn cảm nữ mệnh số phú quý giàu sang nam mệnh phát về điền trạch bạn dễ có được quyền chức trong tay nhờ vào ý chí mà giành được những điều mình muốn có điều may mắn chẳng được nhiều có khi có quyền có thế nhưng cũng có lúc gặp không ít khó khăn. Sinh vào tháng tư âm lịch, người tuổi hợi tài hoa phát tiến, có khả năng tư duy mẫn tiệp, luôn lo lắng chu đảo, tỉ mỉ mọi chuyện. Bạn biết cách giữ bình tĩnh trước mọi vấn đề, tâm thế đoan trang, không phiền không loạn. Khi khó khăn sẽ có quý nhân giúp đỡ, bạn bè ở bên cũng sẽ hỗ trợ phần nào. Cha mẹ là người thẳng thẳng chính trực, yêu thương con cháu từ tấm bẻ con nhấp này đã được cha mẹ bao bọc rất nhiều Người tuổi ngoài sanh vào tháng 5 âm lịch Tháng 5 trùng với tiết mang trụng, tuổi hài tính tình hiền lành, có nhiều tài lẻ, tuy nhiên không có quyền thể trong tay, nhưng có thiên hướng phát triển về văn học, nghệ thuật, có thể thành công nhờ thế. Người này có tham vọng lớn nhưng đôi khi lại trần trờ, có gan nghĩ nhưng không có gan để làm. Suy nghĩ bảo thủ về hậu vận sẽ dần chuyển tốt hơn. Xét về trung vận thì không được tốt bằng hậu vận. Cuộc đời của họ có vận mệnh chia làm nhiều tầng. Tiền vận có thể chịu phải xa cách với gia đình khá vất vả. Trung vận phải dựa vào sức mình vượt khó khăn để được điều mình mong muốn cuộc sống bận rộn không lúc nào ngơi tay hậu vận có chuyển biến lớn có thể an nhàn hưởng phúc còn trảo hiếu thuận vận mệnh người tuổi hại sanh vào tháng 6 âm lịch tháng 6 âm lịch trùng với tiết tiểu thử người tuổi hại sanh vào tháng này trong năm học sâu hiểu rộng có là nhân tài hiếm có Tuy nhiên, họ là người trọng tình cảm, có phần thiếu ý chí và nghị lực nên không được quyết đoán, khó thành đại sự, không có trí tiến thủ, hòa phúc vô thường, dễ an phận, vận mệnh thăng trầm, khó đóng. Tuổi hợi sanh vào tháng 6 âm lịch bản tính khá ôn hòa, không quá cứng nhắc, họ có nhiều bạn, có người ham chơi có người lại cô lập tính cách của họ cũng bị ít nhiều ảnh hưởng bởi bạn bè xét về sự nghiệp thì con giáp này thuộc tháng sinh nếu thay đổi suy nghĩ có nỗ lực có cố gắng thì tất sẽ thành công nếu sống thờ ơ không có trí tiến thủ thì dễ bỏ qua cơ hội khó gây dựng được sự nghiệp cuộc sống khá vất vả tới năm tháng tuổi già mới được an nhàn Vận mệnh của người tuổi hợi sanh vào tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn trùng với tiết lập thu. Người tuổi hợi sanh vào tháng 7 âm lịch, cuộc sống sung túc, chẳng phải lo lắng, cơm ăn áo mặc. Tuy nhiên, người này sống khá thờ ơ, không quan tâm tới chuyện của người mà chủng chẳng mấy nhiệt tình cố gắng với việc của chính mình. Họ sống khá bảo thủ, chỉ biết đến mình, nhưng số mệnh tốt nên vạn sự như ý, vận trình thuận lợi, hanh thông, có quyền có thế, may mắn ở bên, chắc chắn sẽ thành công. Cuộc đời người tuổi hoài sanh vào tháng 7 âm lịch này khá bình yên, họ được quý nhân chỉ lỗi dẫn đường. Người thân hết lòng giúp sức nên muốn gì được nấy phúc lộc tự về. Xong, bản mệnh cần phải ghi nhớ trước khi làm chuyện đại sự phải bàn bạc thương lượng với người thân để tránh phạm phải sai lầm, từ đó thay đổi vận mệnh của mình. Vận mệnh của người tuổi hợi sanh vào tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch là tiết bạch lộ, người tuổi hợi sanh vào tháng này trời sinh có quyền uy, có tài lãnh đạo, sự nghiệp thành công được nhiều người ngưỡng mộ. Cuộc sống sau này an lạc, giàu sang nhưng phải vượt qua khổ nạn trước mắt mới có được đây là người có trụ kiến tuy họ sống thanh đạm nhưng biết cách thưởng thức cuộc sống dù không có ai giúp đỡ thì vẫn thoải mái theo ý mình từ nhỏ đã hưởng thụ cuộc sống khác với người thương người này thường không được cha mẹ yêu thương anh chị em quan tâm nên học cách tự lập từ sớm số mệnh không quá tốt đẹp mọi thứ có được do chính tay mình làm ra người tuổi hợi sanh vào tháng 9 âm lịch Tuổi hợi sinh vào tháng 9 âm lịch, tiền bạc dồi dào, trời cho phúc lộc được nhiều người thầm ngưỡng mộ, sống tự do thoải mái tiêu dao với đời, nhờ nhẫn nại kiên trì mà có được vinh hoa phú quý. Sinh vào tháng 9 âm lịch, người tuổi hợi sinh ra đã có số hưởng phúc lộc. Cuộc đời thông dong, luôn gặp may mắn, có nhiều bạn bè, nhân duyên cực tốt vì thế chỉ cần gặp khó khăn đều được bạn bè giúp đỡ người tuổi hợi sanh vào tháng 10 âm lịch tháng 10 âm lịch rơi vào tiết lập đông người tuổi hợi sanh vào tháng này khá khoan dung đôn hậu được nhiều người yêu quý và kính trọng trời sinh hưởng nhiều hạnh phúc nói như vậy nhưng đây là mỗi người tự lực cánh sinh họ thường phải nỗ lực rất nhiều thì mới nhận được sự hỗ trợ. Chị em trong nhà thương mến giúp đỡ nhau rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày. Dù là trong chuyện học tập hay trong chuyện công việc thì người tuổi hợi sanh vào tháng 10 âm lịch cũng khá hiếu thắng, nhất quyết phải làm theo ý mình dù tranh đọt cũng chẳng nề hà. Người tuổi hợi sanh vào tháng 11 âm lịch Tháng 11 âm lịch là tiết đại tuyết, người này tính tình bốc đồng, cố chấp, dễ nóng giận, tuy nhiên quẻ ngoài rất thoải mái, có lòng tự trọng cao, danh lợi song toàn, cả đời chẳng cần phải lo lắng nhiều. Họ có thể thoải mái theo đuổi những điều mình thích, mưu sự giải thành, làm gì cũng có được thành quả. Tuổi hại sanh vào tháng 11 âm lịch, cuộc đời hạnh phúc, vô lo, vô nghĩ, chẳng chút ưu sầu vận mệnh của họ khá tốt ngũ quan đoan chính dung mạo thanh tú ta lộc từ nhỏ đã chẳng hề túng thiếu gia cảnh sung túc giàu sang lớn lên trong môi trường tốt học hành giỏi giang quý nhân nâng đỡ đạt được nhiều thành tựu vận mệnh người tuổi hại sanh vào tháng 12 âm lịch tức tháng chạp tháng chạp còn gọi là tháng cũ mật trùng với tiết tiểu hàn. Người tuổi hại sanh vào tháng này trời sinh phúc lộc đầy mình, có điều không có quyền thể trong tay. Trong đời có lận đận khó khăn, hung nhiều các ít dễ bị tổn thọ. Tuổi hại sanh vào tháng 11 âm lịch, cuộc đời trải qua nhiều điều kỳ lạ, có những trải nghiệm chẳng giống người thường, khiến cho con giáp này sớm từng trải, có khả năng chịu đựng cực kỳ ghê gớm. Số mệnh long đông lận đận nếu không có nghị lực thì khó có thể vượt qua nhưng nếu kiên trì tiến bước thì sẽ được hưởng giàu sang phú quý hơn người bản mệnh nên chuẩn bị sẵn sàng tinh thần trước những thách thức có thể gặp phải đừng vội tuyệt vọng mà hãy nghĩ mọi chuyện theo hướng lạc quan tích cực giảm nhẹ những suy nghĩ tiêu cực thành công rồi cũng sẽ đến sau những nỗ lực không ngừng nghỉ của bạn